Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 57. Diệp Thần ngược lại là cười, không nghĩ tới cái này Thiên Hổ sợ mình, sợ đến bộ dáng này. Vạn Yêu Thiên Đình. Ngược lại cũng là, ban đầu rất nhiều cường giả thú cưỡi đều là ngự thú tông bồi dưỡng đi ra ngoài. Có thể nói, thượng cổ đánh một trận sau đó, ngự thú tông là hội tụ Côn Lôn hư tuyệt đại đa số cao cấp yêu thú, những thứ yêu thú này trải qua 3.000 năm. Đột phá đến cảnh giới cao, vừa không có ngoại địch, tự đại điểm bình thường. Bất quá, hắn Diệp Thần tới, cái này Vạn Yêu Thiên Đình, được đổi là Diệp Thần Thiên Đình. Đại, lớn, đại nhân, ngài nói yêu thực, là những cái kia yêu cây à? Nếu quả là như vậy, yêu hoàng đại nhân thủ hạ còn có 32 vị yêu thực thần tướng, mỗi trăm năm cũng sẽ sản xuất không thiếu đặc thù trái cây. Ăn có thể tăng trưởng không thiếu linh hồn lực. Cũng có thể, tăng trưởng thân xác. Thiên Hổ ấp a ấp úng, cuối cùng là cầm những thứ này lời nói xong, còn không ngừng xem Diệp Thần, rất sợ Diệp Thần một cái mất hứng, một cái tát đem nó cho diệt. Đặc thù trái cây. Yêu thực, Diệp Thần khá là hưng phấn, không nghĩ tới những thứ này linh dược cũng thành tinh. Vậy mà nói, linh dược thành tinh, được ở nhất định thiên địa linh khí mật độ dưới. Giống như là thánh thảo điện tuyệt đối có thể làm được để cho linh dược thành tinh, thành là yêu thực, thế nhưng dạng nhập thuốc luyện thành đan dược, biết phóng túng phí không thiếu linh khí. Dĩ nhiên, nghe Huyết Thất Dạ nói đã từng là Côn Lôn hư, cũng có người bồi dưỡng ra yêu thực tới tác chiến, chỉ là bồi dưỡng một bụi yêu thực, giá phải trả không nhỏ, hoa không đến. Đặc thù trái cây. Tăng trưởng linh hồn lực và máu thịt lực. Có lẽ đi đến nơi này phương, ta cũng không cần đi linh hồn đất. Diệp Thần tính toán, mình muốn đột phá đến phách thể kỳ, nói ít cần 5 vị đế tôn cảnh tầng 5 thiên trở lên máu yêu thú tươi, nếu như có thể nguyên vẹn đánh chết, cướp lấy bọn chúng đại đạo hình thức ban đầu, đối với bồi dưỡng mình, đạo có thể mau hơn một chút. Chỗ này thuộc về vị nào yêu vương? Vị này yêu vương, cảnh giới bao cao? Diệp Thần không muốn lãng phí thời gian, hắn phải đuổi sắp đột phá luyện thể cảnh, sau đó đi Hoa Hạ. Yêu thú không thể so với loài người tu sĩ, chém chết sau chỉ cần gìn giữ nguyên vẹn thi thể, rất lớn có thể cướp lấy đối phương, đại đạo hình thức ban đầu, đến lúc đó tiêu hóa, đại đạo hình thức ban đầu, Diệp Thần sát lục chi đạo, tuyệt đối có thể lên cấp trạng thái hoàn mỹ. Phải, là thiên mệnh yêu vương đại nhân vậy thành lập thiên mệnh vương đình, thuộc về Vạn Yêu Thiên Đình dưới. Yêu vương đại nhân, hình như là đế tôn cảnh tầng 5 thiên trên. Cụ thể cảnh giới ta cũng không rõ ràng. Thiên Hổ nặn kem đánh răng như nhau nói chuyện, xem ra là thật không biết tình huống. Diệp Thần trở tay vỗ một cái, đem Thiên Hổ đập chết, lấy yêu hạch, bỏ vào luân hồi mộ địa trong, nếu muốn biết nơi này tình huống, còn được tìm lại một con yêu thú, chỉ ít đạo nguyên cảnh, nếu không biết tất cả lớn yêu vương thực lực. Hắn bước nhanh mà đi, mắt nhìn xuống vô số cây cối, vươn tay trái ra, răng khắp nơi kiếm khí lưu chuyển. Ánh sao lóe lên, tinh thần kiếm nổi lên. Giờ phút này, hắn đã khôi phục lại đạo nguyên cảnh cảnh giới, Huyết Thất Dạ cho cổ lực lượng kia, đã bị thu hồi. Vạn đạo phi kiếm. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, cầm chặt tinh thần kiếm, một kiếm sử dụng, bốn phương gió lớn hội tụ, một cây thần trụ phóng lên cao, hóa thành vô cùng ô vân. Ô vân trên thất luyện bắn ra bốn phía hủy diệt kiếm khí, từ từ liều chết xung phong ra. Nếu như đầy trời mưa mảnh vậy, đánh trúng cây cối. Bịch bịch, phịch, từng hạt tròn cây cối vỡ ra. Trên mặt đất tất cả yêu thú, bỏ mặc cảnh giới cao thấp, còn chưa tới kịp chạy trốn, liền bị hủy diệt kiếm khí quét qua, sau đó mất đi, thân xác nổ bể ra, yêu hạch rối rít bay ra, hóa thành lưu quang hướng Diệp Thần hội tụ. Nháy mắt bây giờ, Diệp Thần một kiếm dưới, chu vi mấy chục cây số hóa thành một phiến phế vật. Rất nhiều yêu thú, yêu thực tiêu diệt. Hắn thu hồi rất nhiều yêu hạch, có thể sử dụng được chỉ có 2 cây. Được tìm cơ hội, diệt một ít đế tôn cảnh yêu thú, lại đem những yêu thú khác thu phục. Căn cứ Thiên Hổ nói, chỗ này đế tôn cảnh yêu thú, chỉ ít trên trăm đầu, trong đó lấy 5 đại yêu thú, 4 đại yêu thực là nhất tôn. Lấy một ít đánh chết, thu phục một ít. Giữa lúc Diệp Thần tính toán, hướng Tây Bắc. Một đạo màu máu thần trụ phóng lên cao, rồi sau đó đi đôi với từng đạo mãnh liệt đại đạo thần uy. Chỉ gặp, một tôn trăm trượng lớn nhỏ huyết hổ đại yêu,
xuất lĩnh trên trăm yêu thú liều chết xung phong, mỗi một tôn yêu thú đều có mấy chục trượng lớn nhỏ, hơi thở có thể so với đế tôn cảnh tu sĩ, một cổ cực mạnh thế lực. Huyết hổ đại yêu vỏ ngoài cứng ngắc, giống như là người mặc chiến giáp vậy, cứng ngắc gai xương đụng vào bốn phía hủy diệt kiếm khí. Nó vọt tới Diệp Thần trước người, dùng tiếng người nói, người cái này ngoại giới người, vì sao tàn sát chúng ta? Ta cần máu tươi. Diệp Thần quan sát huyết hổ đại yêu, đủ để sánh bằng đế tôn cảnh tầng 5 trời, liền hỏi, ngươi là trời mệnh yêu vương? Ta không phải. Yêu vương đang làm đưa tiệc mừng thọ, ta xem ngươi thực lực không kém, đến từ Côn Lôn hư vậy một phái. Huyết hổ đại yêu lạnh như băng con ngươi, tràn ra đạo đạo huyết khí, cả người tản mát ra một cổ nứt ra tuyệt hơi thở, rất là khủng bố. Nó không ngừng quan sát Diệp Thần, nhưng trong lòng nói, đây là người nào? Côn Luân Tông, Đạo Tông, vẫn là hoàng gia người. Từ thượng cổ đại chiến tới nay, cũng không có người biết được chỗ này. Vì sao cái này người thanh niên sẽ xông tới, yêu hoàng đại nhân biết không? Thôi, ta trước thông báo yêu vương đại nhân. Ta đến từ Y Thần Môn. Luyện thể tới, Diệp Thần khó khăn lắm nói xong. Khốn kiếp, còn muốn dùng chúng ta máu tươi và yêu hạch luyện thể, giết. Huyết hổ đại yêu nghe được Diệp Thần luyện thể tới, trực tiếp hạ lệnh vây giết. Nó tự mình bay phóng qua, hai con màu máu móng to, có thể so với cấp 7 linh khí, mãnh nện ở tinh thần trên thân kiếm, mỗi một lần va chạm cũng đưa tới kịch liệt tia lửa. Bịch bịch, phịch, tinh thần kiếm va chạm móng to, mặc dù không ngại, nhưng là chấn động được Diệp Thần gan bàn tay làm đau. Diệp Thần quan sát huyết hổ đại yêu, không hổ là yêu thú, đế tôn cảnh. Thân xác có thể so với loài người đế tôn cảnh hậu kỳ. Nếu ngươi muốn giết ta, dứt khoát ta trước diệt ngươi. Kiếm môn lộ vẻ đời. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, bạo lui ra khải, hai tay cầm tinh thần kiếm, vô cùng huyết khí bộc phát ra, răng khắp nơi kiếm khí phóng lên cao. Trên bầu trời, một vòng màu máu kiếm môn hiển hóa ra, thần thánh mà cuồn cuộn, liền thật giống như thượng cổ thiên đình lại đến trần thế gian. Từng đạo hủy diệt kiếm khí, trực tiếp đoạt môn lao ra. Nháy mắt tức thì, vô cùng kiếm khí nổ bắn ra ra. Vèo vèo vèo. Tất cả hơi thở kinh khủng yêu thú trực tiếp bị đánh bạo. Huyết hổ đại yêu cũng bị kiếm khí đánh bẹp, thân xác đều nứt ra, đỏ thắm mà nóng bỏng huyết dịch phun vải ra. Đáng giận loài người. Phàm là bước vào nơi đây người, đều phải chết, ngươi lại vẫn muốn dùng chúng ta máu tươi tới luyện thể, ta chính là chết. Cũng không rẻ ngươi. Huyết hổ đại yêu đôi mắt dữ tợn, dùng đối với móng hổ bảo vệ đầu ngăn cản hủy diệt kiếm khí, trong cơ thể vô tận huyết khí cuồng bạo, thân xác cũng theo đó bành trướng, rất nhanh, nó được thân xác liền chống được giống như là một quả cầu tựa như. Rào rào. Lại không nghĩ rằng một đạo kiếm quang thoáng qua, cuồng bạo kiếm khí tựa như biến dạng hết thảy. Huyết hổ đại yêu vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, lại trực tiếp bị chém eo. Diệp Thần một kiếm đánh tan nát nó đầu, lấy ra yêu hạch, lại lấy mật pháp tinh luyện máu tươi của nó. Rất nhanh, Diệp Thần đề luyện ra 0,5kg máu tươi, xoay người nhìn lúc, trừ đi mới vừa rồi đánh chết 4 tôn đế tôn cảnh yêu thú thi thể, hơn 10 vị đế tôn cảnh yêu thú, đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thôi, sẽ để cho các ngươi chạy một đoạn. Ta lấy tinh huyết này, trước tu luyện một đoạn thời gian. Diệp Thần thu lấy những thi thể này, tìm một nơi đỉnh núi, một cái tát đập bể bên trong đạo nguyên cảnh hung thú, cưu chiếm thước ổ. Hắn từng cái lấy ra máu tươi và yêu hạch, trước thu nạp những thứ này, đột phá ngưng cốt kỳ, bước vào phách thể kỳ. Ngưng cốt kỳ sau luyện thể cảnh giới, cường đại hơn, phân chia cũng càng mạnh, vậy hóa thành cấp 9, tỉ như phách thể kỳ một cấp đến phách thể kỳ cấp 9, hóa cương kỳ một cấp đến hóa cương kỳ cấp 9, càng đi sau thân xác càng mạnh. Thậm chí sẽ sinh ra biến chất. Tỷ như Diệp Thần, trước chính là ngưng cốt kỳ, sau khi đột phá chính là phách thể kỳ một cấp. Ít nhất phải đến phách thể kỳ cấp 5, mới có thể sánh bằng nhập thần cảnh thân xác. Như đến hóa cương kỳ cấp 9, chỉ bằng vào thân xác, đều đủ để ngăn cản thần vương cảnh cường giả tấn công. Diệp Thần đem những yêu thú này yêu hạch từng cái lấy ra. Yêu thú yêu hạch là đặc biệt để dành linh hồn lực đồ. Cũng là khống chế toàn thân chỗ mấu chốt, tương đương với loài người não tủy, chỉ là loài người không có biện pháp dùng, yêu thú nhưng có thể dùng.
Hơn nữa, những thứ này đế tôn cảnh yêu thú đại đạo hình thức ban đầu, vậy cũng để dành ở yêu hạch bên trong. Không giống với loài người tu sĩ, vậy đều là để dành ở toàn thân mỗi một nơi, một khi tác chiến, đại đạo hình thức ban đầu từ phía sau lưng rủ xuống, phóng lên cao là được bộc phát ra tuyệt đối cường đại lực lượng. Còn như máu tươi của yêu thú, chính là cả người chỗ tinh hoa, bao hàm huyết khí lực, cùng với thiên địa lực. Đánh chết hư vương cảnh dưới quá nhiều. Đạo nguyên cảnh 17 đầu. Đế tôn cảnh 5 đầu. Diệp Thần cầm 5 cái màu tím yêu hạch, cùng với máu yêu thú tươi, hy vọng những thứ này, có thể để cho ta luyện thể đột phá. Tiểu Hoàng, đi ra. Diệp Thần đem Tiểu Hoàng gọi ra, suy tư nói, còn dư lại những thứ này sợ rằng đối với ngươi mà nói cũng là vật đại bổ. Tiểu Hoàng liếc một cái bên cạnh, nói, đế tôn cảnh thân xác đối với ta có chút tác dụng. Đế tôn cảnh dưới, ăn vậy không có gì dùng. Ồ, không có đại đạo hình thức ban đầu, không có yêu hạch. Ngươi đều lấy đi. Tự nhiên, Diệp Thần ở trong sơn động tìm một chỗ, cầm ra một cái thùng gỗ đem máu tươi bỏ vào, lại bỏ vào một ít linh dược nghiền nát thành chất lỏng thể, bước vào trong đó, máu tươi ngay tức thì lưu động, hơi thở cuồng bạo thấm vào đến Diệp Thần thân xác bên trong. Cái phương pháp này là huyết thất dạ dạy Diệp Thần, chỉ có như vậy, mới có thể kích thích Diệp Thần thể xác. Thậm chí có thể đối với Diệp Thần huyết mạch trong cơ thể thức tỉnh có rất lớn tác dụng. Máu tươi trên tràn đầy cuồng bạo huyết khí lực, đánh thẳng vào Diệp Thần thân xác, không ngừng đánh vào, thân xác không ngừng khép lại, đồng thời hấp thu những huyết khí này. Chỉ cần thân xác đến một cái đỉnh cấp trình độ, là được đột phá ngưng cốt thời kỳ. Đang lúc này, hướng tây bắc mặt, một nơi đá lớn đôi triệt trong cung điện, một con bạch hổ cự yêu ngồi tại trên đại điện. Hai bên trái phải giống vậy ngồi một đám cự yêu, giờ phút này nhưng lại như là loài người vậy, ngồi ở trên đệm, thưởng thức các loại rượu ngon. Cảnh giới cao yêu thú, là có hóa hình vì nhân loại năng lực. Chỉ bất quá, yêu thú một khi hóa hình tác chiến, chiến lực sẽ yếu bớt không thiếu, lại không mình bản thể, cho nên vậy đều là hóa ra loài người tứ chi, thuận lợi hành động. Chúc yêu vương, phúc thọ trùng điệp. Chúc vương tử đám cưới niềm vui. Một vị đế tôn cảnh yêu thú đứng dậy, bưng trong tay màu đỏ như máu ly rượu, nói, hôm nay, ta luyện thể chi địa ngày càng mạnh mẽ, có lẽ tương lai yêu hoàng đại nhân có thể dẫn chúng ta phản công Côn Lôn Hư. Đúng vậy, năm đó Côn Lôn Hư nô dịch chúng ta, lại bị huyết linh tộc giết phá. Huyết linh tộc những người lớn, thả chúng ta một mạng, chúng ta nghỉ ngơi lấy sức đến trình độ nhất định, cũng phải tiêu diệt Côn Lôn Hư, báo đáp huyết linh tộc các tiền bối. Một đầu hổ yêu vậy giơ ly lên, chúc trước mắt bạch hổ cự yêu. Nó trong lòng suy tư nói, mấy ngàn năm. Năm đó Côn Lôn Hư người, dám can đảm lấy chúng ta yêu tộc là thú cưỡi. Tương lai không lâu, chúng ta tấn công Côn Lôn Hư, nhất định phải cướp người loại thành tựu thú cưỡi, lại cướp một ít xinh đẹp thiếu nữ nhân loại mới được. Yêu vương đại nhân, năm đó Côn Lôn Hư loài người quá đáng cực kỳ, cũng may có huyết linh tộc các tiền bối, đem chúng ta yêu thú nhất tộc và yêu thực nhất tộc dịch chuyển đến phương này không gian. Thậm chí đáp ứng chúng ta, tương lai diệt Côn Lôn Hư, để cho chúng ta gia nhập huyết linh tộc dưới quyền, như vậy tới một cái, tương lai của chúng ta, nhất định rất huy hoàng. Đây là một cái yêu thực, một cây đại thụ thành tinh, hóa hình ra hai tay và hai chân. Thân thể lực lượng chủ yếu bộ phận vẫn còn là cổ đồng sắc cây lớn, ngược lại là hiển hóa ra cổ đồng sắc mặt người hình dáng, duy chỉ có đỉnh đầu là xanh biếc cành lá. Nó là yêu thực nhất mạch, năm đó yêu thực rất ít, nhưng không nghĩ là bị huyết linh tộc người trong, toàn bộ di chuyển rời đến phương này không gian. Tốt lắm, các vị thần tướng. Hôm nay là ta vương tiên sinh ngày đại yến, lại là phong mộc vương tử đám cưới niềm vui. Loại chuyện này gác lại tương lai nói sau, một đầu mèo yêu từ từ nói, huống chi, Côn Lôn Hư mỗi trăm năm cống hiến 100 vị đế tôn cảnh cho huyết linh tộc các tiền bối, đã chưa đủ sợ hãi. Vẫn là đại vương tiệc mừng thọ và vương tử đám cưới trọng yếu. Đa tạ hoàng mèo thần tướng, trung ương đại điện một vị trẻ tuổi hướng mèo yêu ôm quyền, nói, hôm nay ta mừng rỡ, xin các vị thần tướng tận tình tiệc rượu, ngày sau giết phá Côn Lôn Hư. Đem loài người nạp là nô bộc. Ha ha ha. Phong Mộc Vương Tử nói hay, không hổ là chúng ta thiên mệnh Vương Đình Vương Tử. Phong Mộc Vương Tử có nhìn xa trông rộng, chúng ta thần tướng không bằng cũng.
rất nhiều đại yêu, yêu thực thần tướng rối rít khen ngợi. Tựa hồ ở luyện thể chi địa, yêu hoàng tự xưng là thần, yêu thú và yêu thực cửa, tiến vào đế tôn cảnh cũng tự xưng là thần đem. Trong đại điện liền chừng hơn 10 vị thần tướng, thấp nhất đều là đế tôn cảnh tầng 1 tầng 2 trời, có thể nói không kém, đơn độc một cái đứng đầu đại phái, cũng xa xa không bằng. Báo! Không xong, yêu vương, xảy ra chuyện. Khuê Mộc thần tướng gặp gỡ người Côn Lôn hư, đã chết. Một vị tộc sư tử thần tướng xông vào đại điện bên trong, nó chính là tham dự vây giết Diệp thần người, cả người tu vi cũng có đế tôn cảnh 3 tầng trời, cũng là một khối cường giả. Càn rỡ! Chính là loài người, còn dám tiến vào ta luyện thể chi địa. Thiên mệnh yêu vương thốt nhiên giận dữ, chợt vỗ một cái bên trái, chỉnh ra trăm ngàn đạo rung động, đem đất mặt cũng đánh nứt, hơi thở cực đoan khủng bố, thậm chí không có ở đây Thanh Thiên Môn lão tổ dưới. Nó một đôi kinh khủng cặp mắt, hàm chứa cực mạnh huyết khí, ánh mắt quét qua ra yêu, nói cái này nhân loại nhỏ bé, dám can đảm ở bổn vương tiệc mừng thọ ngày, ta tử đại cưới lúc đó, giết ta thần tướng. Vị kia thần tướng, đêm này loài người lớn mật chộp tới. Bổn vương trùng trùng có thưởng. Đại vương, mới vừa rồi hổ yêu đứng lên thân tới, nói thuộc hạ Thiên Mộc, nguyện ý đi. Như vậy con kiến hôi loài người, ta một quyền liền có thể trấn áp. Đại vương, thuộc hạ nguyện ý đi. Bụi cây kia yêu thực vậy đứng dậy tới, ôm quyền nói, người này có thể giết Khuê Mộc thần tướng, thực lực tất nhiên không kém. Phỏng đoán hẳn là đế tôn cảnh tầng 4 trời, thuộc hạ đã là đế tôn cảnh tầng 5 trời, nguyện ý đi. Khuê Mộc thần tướng, có huyết hổ thân phận thật sự. Như vậy, đều bị đánh chết. Như vậy người này nhất định sở trường đơn độc sát phạt chiêu thức, bổn thần đem bản thể chính là chục nghìn mét cây liễu, có thể làm động tới rừng rậm cây cối chung quanh, khốn thành trận. Còn chưa tin, không giết được người này. Đại vương, ta tới. Lại một người đứng dậy, nói thuộc hạ đã nhập đế tôn cảnh tầng 5 thiên ngàn năm dài, thân xác mạnh mẽ, tuyệt đối có thể bắt lại người này. Hắn trong lòng ngầm cười thầm nói, chuyện này vừa vặn, đánh chết người này, đưa cho Phong Mộc Vương tử thành tựu tân hôn lễ vật. Ta tất nhiên có thể thành là Phong Mộc Vương tử tâm phúc. Ngày sau giết phá Côn Lôn hư, chiếm cứ Côn Lôn hư lúc đó, ta nhất định có thể chia được một phiến thiên địa. Thiên mệnh yêu vương ánh mắt quét nhìn qua xin đi thần tướng, khinh thường cười nói, nhân loại nhỏ bé, dám khiêu khích ta thiên mệnh vương đình, tốt, liền do Liễu Mộc thần tướng ra tay, đánh chết người này, tựa đầu lô mang về, thành tựu chúc thọ niềm vui. Tuân lệnh, đại vương, bụi cây này yêu thực ôm quyền nói, định vì đại nhân đánh chết loài người này, giết hắn trước, ta cũng học huyết linh tộc các tiền bối, đem hắn lột ra rút gân. Nói xong. Liễu Mộc thần tướng xoay người hướng Phong Mộc vương tử nói, mời vương tử chờ chốc lát, tiểu nhân vậy thì đi chu diệt loài người kia, là vương tử tân hôn làm hạ. Nó tung người bay ra bên trong đại điện, lại là mang vô số hơi thở kinh khủng tồn tại. Ban đầu, huyết linh tộc cũng không có tiêu diệt yêu thú và yêu thực hai tộc, chỉ là ở đánh chết cái này hai tộc nhập thần cảnh trên tất cả cao thủ, bởi vì những cao thủ kia đều nghe ngự thú tông lệnh, nhưng trước mắt những cái kia thấp cảnh giới yêu thú loại. Nhưng là có thể thu phục. Huyết linh tộc vải võ hết thảy. Dẹp xong không thiếu vị diện ở giữa cường giả, vậy chọn lựa tàn sát, hoặc là nửa tàn sát, nửa thu phục chính sách. Huyết linh tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng bản thân mình một cái vị diện nhân khẩu cơ số, làm sao có thể cùng rất nhiều vị diện so sánh, cho nên phải không ngừng thu nạp những thứ khác vị diện cường giả, vô luận người yêu ma quỷ, đều có thể, chỉ cần thần phục huyết linh tộc, bảo đảm trung thành. Là được để cho những cường giả này, gia nhập bọn họ, tương trợ bọn họ công lấy những thứ khác vị diện. Trong luân hồi mộ, trăm vị cường giả. 30 vị là tới từ Côn Lôn hư cường giả. Vậy ý tứ là trước, còn dư lại cường giả, có thể đến từ một chỗ, hoặc là những địa phương khác. Chư vị tôn giả, tướng quân, theo bổn thần đem, bắt loài người tu sĩ. Liễu Mộc thần tướng hiệu triệu vừa ra. Hơi thở cuồng bạo giống như vòi rồng như gió hướng Diệp thần phương hướng đi. Đối với chúng mà nói, ở lớn như vậy luyện thể chi địa bên trong, trải rộng yêu thú và yêu thực, loài người tu sĩ đi nơi nào đều không cách nào ẩn núp. Hang núi bên trong, Diệp thần hai tay hợp thực, thân xác đang thu nạp trong thùng gỗ máu tươi, chỉ gặp hắn thân xác từ màu vàng dần dần cởi đổi là màu đỏ,
một cổ cuồng bạo huyết khí quanh quẩn, kinh mạch đang nhanh chóng khinh thường, xương mật độ vậy đang gia tăng. Ngưng cốt kỳ là chỉ xương ngưng tập hợp đến biến chất, bình thường mà nói, đế tôn cảnh nhân vật cho dù không đặc biệt tu luyện thân xác, chỉ cần ban ngày kế đêm được dùng huyết khí và thiên địa linh khí tẩy phá thân xác, chừng trăm năm trôi qua, cũng có thể đạt tới ngưng cốt kỳ. Nhưng là phách thể kỳ, liền không giống nhau. Vì sao là phách thể? Thân xác vừa ra, phách thể hậu thế. Chỉ dựa vào trước thân xác, liền đủ để đánh chết bất kỳ đế tôn cảnh cường giả, thậm chí giọt máu diệt đạo nguyên cảnh tu sĩ, dù là khí huyết chấn động một cái, vậy đủ để bị thương nặng đế tôn cảnh. So sánh với ngưng cốt kỳ có một người vô cùng lớn biến chất, thân xác cường độ muốn tăng phúc gấp mấy chục lần trở lên. Nhất là ngưng cốt kỳ cấp 9 cùng phách thể kỳ một cấp giữa chênh lệch. Có thể so với thiên nhân chênh lệch, một khi bước vào, chiến lực tăng cường 10 lần cũng không nói ở đây. Thằng nhóc này, còn thiếu chút nữa, lần này máu yêu thú tươi không được. Trong luân hồi mộ, huyết thất dạ đang đánh tính Diệp Thần, suy tư nói, Diệp Thần chí ít còn cần năm đầu đế tôn cảnh hung thú máu tươi, mới có thể bước vào phách thể kỳ một cấp. Nếu như vào tay ngàn đầu đạo nguyên cảnh cũng hoặc là đế tôn cảnh máu tươi của yêu thú, đến phách thể kỳ cấp 5, cũng không xê xích gì nhiều. Mạc Ngưng Nhi suy nghĩ gật đầu một cái. Ngược lại cũng là, cao nhất nơi đây cũng chính là đế tôn cảnh yêu thú. Nếu như đạt được một đầu nhập thần cảnh máu tươi của yêu thú, hắn rất có thể bước vào phách thể kỳ cấp 9. Nàng rõ ràng đế tôn cảnh và nhập thần cảnh giữa chênh lệch, vô luận là người, vẫn là yêu thú, đều giống nhau. Không được nhập thần cảnh, cho dù trăm vị đế tôn cảnh hợp lực, vậy rất khó chiến được qua một cái mới vào nhập thần cảnh người, còn như yêu thú, trong cơ thể huyết khí lực, chênh lệch so loài người lớn hơn, một đầu nhập thần cảnh tầng trời một máu yêu thú tươi, tác dụng so 10 đầu đế tôn cảnh tầng 9 máu yêu thú tươi cũng lớn được hơn. Lần này, Diệp Thần đỉnh hơn bước về trước một bước. Hay, lại có yêu thú tới, không đúng. Là yêu thực. Huyết thất dạ phát hiện Liễu Mộc thần tướng đánh tới, liền đánh thức đang chui luyện thân thể Diệp Thần. Diệp Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, than thở một tiếng, còn chưa đủ. Có lẽ, đem bọn họ bốn đại yêu vương và yêu hoàng trấn áp, cũng chỉ xong hết rồi. Hắn ra thùng gỗ, huyết khí chấn động một cái liền khu trừ tạp chất, toàn bộ thân thể còn quấn từng cơn huyết khí. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Lạnh như băng con người tựa như tinh thần, sát lục chi đạo trực tiếp tràn ra thân thể. Cực kỳ cuồng bạo. Ta thời gian có hạn, bất kỳ chờ ta đi Hoa Hạ tồn tại, đều phải chết. Cùng lúc đó, Hoa Hạ, kinh thành phi trường quốc tế. Một cái mang mũ lưỡi chai thiếu nữ từ trong phi trường đi ra. Nàng mũ lưỡi chai rất thấp, không thấy rõ mặt, nhưng là khí chất lại để cho tại chỗ mỗi một cái du khách cảm giác được sợ hãi. Bởi vì đó là một loại lạnh như băng, giống như trên 9 tầng trời tiên nữ hạ xuống. Mũ lưỡi chai bên cạnh cô gái còn có một cái bé gái trong miệng cắn kẹo que, trong mắt tràn đầy kích động. Tỷ tỷ, Hoa Hạ có thể có rất nhiều ăn ngon, ta mang ngươi đi ăn lần. Kỷ Tư Thanh nhìn một cái Kỷ Lâm, lắc đầu một cái, ngươi đừng quên chúng ta chuyến này mục đích, tìm được Hạ Nhược Tuyết, dưới mắt, trước mang ta đi một chuyến Diệp gia, ta muốn tìm hiểu tình huống một chút. Kỷ Lâm nụ cười biến mất, biết, tỷ tỷ. Có chút ngồi xổm ở sân bay cậu tử lấy là Kỷ Tư Thanh là minh tinh, vừa định dùng máy chụp hình vỗ Kỷ Tư Thanh và Kỷ Lâm, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ mới vừa đè xuống máy chụp hình, trên tay nhưng truyền tới một hồi dòng điện. Một giây kế tiếp, máy chụp hình trực tiếp rơi vào trên đất, hóa là mảnh vỡ. Vô số đài máy chụp hình lúc này báo hư. Quỷ dị đến trình độ cao nhất. Kỷ Tư Thanh ra kinh thành phi trường quốc tế, từ trong túi lấy ra một bản tấm ảnh, trong hình là một cái ăn mặc lễ phục dạ hội thiếu nữ, cười lúm đồng tiền như hoa. Nhìn trong hình thiếu nữ, Kỷ Tư Thanh băng hàn mặt mũi cũng là lộ ra một đạo nụ cười. Diệp Thần trên người huyết mạch đặc thù, vận mạng hắn theo lý mà nói không thể nào cùng phàm trần cô gái có liên quan, nhưng là ngươi nhưng trở thành hắn nghịch lân, ta nghĩ, sự việc khẳng định không có đơn giản như vậy. Hạ Nhược Tuyết, ta rất mong đợi và ngươi gặp mặt. Kinh thành mặt tây một nơi bỏ hoang công xưởng. Bỏ hoang công xưởng chung quanh không một bóng người. Người bình thường căn bản không sẽ chú ý tới nơi này. Nhưng là nếu như Diệp Thần ở chỗ này,
tất nhiên sẽ phát hiện cái này nhìn như thông thường bỏ hoang công xưởng hạ lại lưu truyền một đạo trận pháp. Mà đây đạo trận pháp vận chuyển đến từ một giọt máu tươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đến từ Diệp Thần máu tươi. Cái này bỏ hoang công xưởng là Diệp Thần để lại cho Hoa Hạ ám điện đường lui. Ban đầu rời đi Hoa Hạ thời điểm, hắn liền suy tưởng qua ám điện có thể sẽ xảy ra chuyện. Cố nhiên lúc đó ám điện đã không sợ hết thảy, nhưng hắn vẫn làm cái này dự định. Bỏ hoang bên ngoài công xưởng có một đạo cực mạnh che đậy trận pháp, vậy cường giả muốn phát hiện rất khó. Đồng thời bỏ hoang công xưởng hạ còn có khác một phen thiên địa. Khoa học kỹ thuật và linh thạch đống triệt. Muốn phá vỡ cực kỳ khó khăn. Bỏ hoang công xưởng hạ thua lầu 6. Ám điện hộ pháp Lục Lăng Phong ở một cánh cửa bên ngoài đi qua đi lại. Điện chủ Diệp Thần cùng với Diệp Lăng Thiên rời đi sau đó, tin tức của hai người giống như đá chim biển khơi. Ban đầu Diệp Lăng Thiên đi Côn Lôn Hư tìm điện chủ, từng đáp ứng Lục Lăng Phong, mỗi một tháng sẽ truyền tin trở về. Nhưng là lâu như vậy đi qua, một phong thơ cũng không có. Mấu chốt hiện ở chung quanh hết thảy đều thay đổi. Lục Lăng Phong vốn cho là hắn thực lực hơn nữa người bảo vệ, thậm chí còn phía chính phủ lực lượng, Diệp gia cùng với ám điện, không người nào có thể địch. Cũng không có ai có tư cách xung chuyển. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình sai rồi. Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Một đám cường giả đột nhiên hạ xuống ở Hoa Hạ, cầm đầu mấy vị ông già, hơi thở lại là cực kỳ khủng bố. Vẫy tay bây giờ liền đem một ít ám điện cường giả trấn áp. Đám người này vô tình chiếm đoạt toàn bộ Hoa Hạ Diệp gia. Không chỉ như vậy, lại là tìm hết thảy liên quan tới Diệp Thần tin tức. Phía chính phủ bên kia cố nhiên đã đáp ứng Diệp Thần, phải bảo vệ Diệp gia, nhưng là đối mặt loại này cao cấp cường giả, bọn họ chỉ có thỏa hiệp. Những cái kia người bảo vệ chống lại, kết quả sau cùng nhưng là hóa là một phiến xương máu. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc à. Đây là hắn Lục Lăng Phong trông coi ám điện tới nay gặp phải nhất nguy cơ lớn. Hắn biết mình sứ mạng là cái gì, cho nên thời gian đầu tiên liền đem Hạ Nhược Tuyết và người khác mang đến nơi này, hơn nữa để cho người đem tin tức mang tới Côn Lôn Hư đi. Hắn bây giờ có thể làm chính là cùng. Nhưng là chỗ này còn có thể kiên trì bao lâu? Hắn không biết. Kẽo kẹt, một tiếng, đột nhiên, sau lưng cửa mở ra. Một cái phảng phất từ trong tranh đi ra thiếu nữ xuất hiện ở Lục Lăng Phong trước mặt. Thiếu nữ đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, ngũ quan phảng phất là thượng đế hài lòng nhất tồn tại. Hạ tiểu thư, thế nào? Lục Lăng Phong thận trọng nói. Hắn nhưng mà biết trước mặt thiếu nữ và điện chủ quan hệ giữa. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp lưu chuyển, ta ở chỗ này đã ở một tuần lễ, còn phải tiếp tục ở lại sao? Ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta chắc có quyền biết chưa? Huống chi ta tu vi vậy cũng không tệ lắm, ta mới có thể bảo vệ được mình. Lục Lăng Phong nhưng là lắc đầu như trống lắc vậy, Hạ tiểu thư, lần này những người đó rất có thể đến tìm ngươi, mấu chốt bọn họ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ám điện từ trên xuống dưới đã chết mấy trăm người. Ám điện tổn thất không tính là cái gì, nhưng là Hạ tiểu thư tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đây cũng là điện chủ ban đầu giao phó ta. Nghe được điện chủ hai chữ, Hạ Nhược Tuyết béo mập quả đấm chợt buông, xoay người, hướng bên trong nhà đi tới, ta biết, nhưng là ta Hạ Nhược Tuyết không phải tham sống người sợ chết, ta lại chờ mấy ngày, nếu như sóng gió vẫn chưa kết thúc, ta tự mình đi tìm hắn. Ta sẽ đi Côn Lôn Hư tìm hắn. Chỉ mong hắn còn sống. Cửa đóng lại, hết thảy khôi phục yên lặng. Cùng lúc đó, luyện thể chi địa. Diệp Thần đã từ trong sơn động đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn quanh thân tản ra cuồn cuộn ma khí và huyết khí, cánh tay lại là quấn vòng quanh sấm sét, cực kỳ kinh người. Hắn trên cao nhìn xuống quét nhìn trước mặt tất cả mọi người, nhàn nhạt nói các ngươi đều là tới tìm chết. Lời nói rơi xuống, một phiến tức giận. Khốn kiếp! Ngươi loài người này cuồng ngông cực kỳ, dám can đảm chém chết Khuê Mộc thần tướng. Ngày hôm nay, ta Liễu Mộc thần tướng tự mình bắt ngươi, giao cho yêu vương xử lý. Liễu Mộc thần tướng thốt nhiên giận dữ, mình đằng đằng sát khí tới, kết quả đối phương lại có thể thái độ như thế. Loại người này loại con kiến hôi có cái gì tư cách? Khiêu khích, cực đoan khiêu khích, một cái nho nhỏ đạo nguyên cảnh phế vật,
lợi dụng chút bảo vật, giết Khuê Mộc thần tướng. Thuận tiện lấy là ta Thiên Mệnh Vương Đình không người à. Bất quá để cho Liễu Mộc thần kiêng kỵ nhất chính là Diệp thần bên người Tiểu Hoàng. Dẫu sao Tiểu Hoàng trên mình lưu chuyển hơi thở xa ở đế tôn cảnh trên. Tất cả mọi người, cùng tiến lên. Các ngươi vây giết đầu kia xúc sinh, bổn thần đem tự mình đối phó với cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Liễu Mộc thần tướng cả người chấn động một cái, vô số cành khô từ trong cơ thể kéo dài ra, nối liền cây cối chung quanh. Trong nháy mắt, dù sao cũng cái cành khô bay ra, nối liền đếm không hết cây cối, những cây cối này nhanh chóng tăng trưởng, có chừng 100 mét cao, tạo thành một cái khốn trận, vây lại ngoài sơn động Diệp thần và Tiểu Hoàng. Nó tự mình đánh tới, tay không, mơ hồ đánh ra đạo đạo không bạo tiếng. Tự tìm cái chết. Diệp thần vậy giống vậy vô căn cứ đánh ra một quyền, vô cùng huyết khí lực lao ra, thật giống như muốn cuộn sạch cửu trọng thiên khuyết vậy, một tầng cường thịnh một tầng, trùng trùng chồng lên, tựa như đem chung quanh hết thảy che đậy ở. Diệp thần cuồng bạo quyền sức lực dọc đường, đánh trúng ba vị đế tôn cảnh thần tướng, cùng với rất nhiều đạo nguyên cảnh tôn giả. Phịch, bịch bịch, từng bụi yêu thực phút lên trời cao vỡ ra, trong cơ thể sinh mạng căn nguyên rơi xuống ra. Rối rít rơi xuống ở hang núi ra. Yêu thực không giống với yêu thú, chúng đều là cỏ cây thành tinh, trong cơ thể sinh mạng căn nguyên đều là chất lỏng, nói cách khác, loại chất lỏng này đều là căn nguyên nước, một chai nhỏ liền đủ để cho người bình thường duyên niên kéo dài tuổi thọ 100 năm. Đối với tu sĩ mà nói, là tuyệt cao chui luyện ngũ tạng lục phủ bảo vật. Chỉ là Côn Lôn hư vô cùng là thưa thớt, giờ phút này Diệp thần đánh bể ba vị đế tôn cảnh yêu thực. 10 vị đạo nguyên cảnh yêu thực, chỉ riêng tràn ra căn nguyên nước, liền hơn đến mức tận cùng. Thứ tốt à! Đồ chơi này mang về, có thể lắc lư không thiếu tuổi thọ không nhiều người tu luyện. Trên bầu trời, vậy đạo giấu quyền nhưng là càng lúc càng nhanh, trực tiếp cùng Liễu Mộc thần tướng quả đấm va chạm chung một chỗ. Một tiếng vang thật lớn. Liễu Mộc thần tướng tay trái vỡ ra, hoảng sợ vô cùng nhìn về phía Diệp thần. Chính là đạo nguyên cảnh loài người, làm sao có thể đánh nát ta cảnh khô. Ta nhưng mà đế tôn cảnh à, thậm chí bùng nổ dưới, thực lực có thể đạt tới đế tôn cảnh tầng 5. Tầng 5 thiên, vừa vặn dùng ngươi yêu hạch tới chui luyện linh hồn lực. Diệp thần tay cầm cửu u thí thiên thương giết ra, một nhát thương đâm ra, căn nguyên lực cùng huyết khí lực bộc phát ra, hóa thành hai đạo ánh sáng to lớn biến dạng hết thảy, phong tỏa Liễu Mộc thần tướng đường lui. Rồi sau đó trong đó một đạo, chính giữa Liễu Mộc thần tướng bản thể. Phịch, giống như vạn quân búa tạ vậy, Liễu Mộc thần tướng trực tiếp bị đánh mặc, ngực lưu lại một cái màu xanh lá cây lỗ thủng. Liễu Mộc thần tướng hoảng sợ nhìn hết thảy các thứ này, vẫn còn hốt hoảng bên trong. Đạo nguyên cảnh bị thương nặng đế tôn cảnh. Cái này không thể nào à. Luyện thể chi địa thành lập tới nay, 3.000 năm. Cũng không có loại chuyện này phát sinh. Còn ngẩn người đâu. 10 đại thiên tài đều không ngươi lá gan lớn như vậy. Diệp thần trêu ghẹo một tiếng, vừa đưa ra đến Liễu Mộc thần tướng trước người, tay trái chợt đánh ra một quyền, quyền kính nếu như trường giang sông lớn liên miên không ngừng, đánh được Liễu Mộc thần tướng trên mình nhiều chỗ nổ tung, từng đạo màu xanh lá cây căn nguyên nước xì ra. Đế tôn cảnh tầng 5 thiên. Thật là và phế vật không khác biệt. Liên thanh thiên môn cùng cấp trưởng lão, chí ít cũng có thể chống đỡ ta mấy chiêu. Cái này yêu thực liền đánh lại khái niệm và ý tưởng cũng không có. Loại chiến đấu này ý thức, khó trách chỉ có thể là cỏ cây thành tinh. Phá thiên một súng. Diệp thần quát khẽ một câu, cầm chặt cửu u thí thiên thương, thân súng tràn ngập ma quang, một cổ hủy diệt lực bùng nổ. Một nhát thương đâm ra, chính giữa Liễu Mộc thần tướng cổ. Hủy diệt lực ngay lập tức gian phá hủy linh hồn. Bịch bịch, từng trận tiếng nổ truyền ra, chừng 100 đạo thương cương từ Liễu Mộc thần tướng trong cơ thể phá thể ra. Thiên mệnh vương đình, lại một vị thần đem chết. Ba chiêu bị Diệp thần đánh chết. Chạy à. Thần tướng đại nhân bỏ mình, chạy mau à. Còn lại 7-8 cái yêu thực trực tiếp quay đầu bỏ chạy, đế tôn cảnh thần tướng đều chết hết. Chúng điểm này đạo nguyên cảnh tu vi, nhìn lợi hại, căn bản không kinh đánh, một cái nháy mắt đã chạy đi ra ngoài mấy chục cây số. Chạy! Vừa vặn, thông báo các ngươi yêu vương tự mình tới. Lần này,
ta làm thịt các ngươi yêu vương, liền có thể bước vào phách thể thời kỳ. Diệp Thần một kiếm san bằng Liễu Mộc Thần tướng khốn trận, bắt thi thể về hang núi, lần chiến đấu này dư âm, trực tiếp thông qua vùng lân cận rất nhiều yêu thú và yêu thực truyền bá ra, rất nhanh những thứ khác ba cái vương đỉnh vậy sẽ biết. Khi đó, nhất định sẽ phái yêu tới đây. Đích thân đi giết, còn không bằng cùng chúng tới đây. Trở lại hang núi, Diệp Thần lấy ra những thứ này yêu thực yêu hạch và căn nguyên nước, bắt đầu luyện hóa, lấy tăng cường linh hồn lực. Bây giờ, Diệp Thần cảm giác cái này luyện thể chi địa hoàn toàn chính là bảo địa, khắp nơi đều là yêu thú và yêu thực, lại có nhóm lớn đế tôn cảnh yêu tộc, tùy tiện tàn sát mấy nhóm, mình linh hồn lực và luyện thể cảnh giới, liền có thể nhanh chóng đột phá. Thiên mệnh vương đình bên kia, một phiến tường hòa. Một đầu cá sấu yêu đứng ở thiên mệnh yêu vương bên cạnh, ngưng mắt nhìn điện trung ương phong mộc vương tử và vương phi, vui sướng hô, đám cưới chính thức bắt đầu. Khom người chào, bái luyện thể chi địa yêu hoàng, cảm ơn yêu hoàng xử lý vạn yêu, chiến công xây thiên. Hai cúi người, cảm ơn huyết linh tộc các tiền bối, cứu vạn yêu tại nước lửa bên trong. Ba cúi người, cảm ơn phụ mẫu sinh dưỡng ân. Nó thành tựu chủ cưới đại yêu, cả người huyết khí đậm đà, giống nhau cũng là một vị đế tôn cảnh tầng 6 ngày thần tướng. Nó nghiêm trang, nghiêm túc nói, lễ thành, sau đó vương tử cùng vương phi, giúp nhau canh gác, làm lấy tàn sát loài người là nhiệm vụ chủ yếu, muốn là luyện thể chi địa hết sức một phần lực, phải lấy tàn sát côn lôn hư, thậm chí còn diệt tuyệt người hoa loại là nhiệm vụ của mình. Yêu tộc bị loài người nô dịch lâu. Phụ vương, phong mộc vương tử bưng lên một ly rượu máu, nói, đây là đã từng luyện thể chi địa loài người máu, luyện chế mà thành rượu. Nhi thần lấy rượu này kính phụ vương. Vậy kính trong tương lai, cùng nhân loại không đội trời chung, ta yêu tộc làm lấy diệt tộc người là nhiệm vụ của mình. Vương Nhi có lòng này, bổn vương thật là vui mừng. Thiên mệnh yêu vương vậy dơ lên ly rượu, chính giữa thịnh cũng là trăm ngàn năm diệt tuyệt luyện thể chi địa loài người lúc, rút ra lấy máu người chế thành rượu máu, khẩu vị đặc biệt, quá mức được yêu thú vui mừng, những năm này không còn dư lại bao nhiêu, trên căn bản đều là phát sinh việc lớn mới sẽ lấy ra uống. Giữa lúc thiên mệnh yêu vương cùng phong mộc vương tử, đối ẩm máu người rượu lúc, lại một đầu thần tướng xông vào trong đại điện. Đại vương, không xong, loài người tu sĩ quá mạnh mẽ. Liễu Mộc thần tướng chết trận, ba vị thần đem chết trận, 17 vị tôn giả chết trận 10 vị. Thiên mệnh yêu vương chợt buông xuống ly rượu, đã là tức giận đang lúc, ngày hôm nay mình 4.000 tuổi sinh nhật, mình nhi tử đám cưới. Người này tộc tu sĩ lần này tới lần khác lại 3 lần đánh chết thủ hạ mình thần tướng, thật là đáng ghét. Đại vương, ta thỉnh cầu xuất chiến. Đại vương, ta thỉnh cầu xuất chiến. Hai vị tràn đầy khí tức cuồng bạo tồn tại trước sau đứng lên. Chúng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nhìn hờ hững. Hổ yêu lạnh cười lạnh, nói, đại vương, ta nguyện ý dẫn chư vị thần tướng đánh chết loài người kia tu sĩ. Liễu Mộc tên phế vật kia. Thành là đế tôn cảnh tầng 5 thiên ngàn năm, nửa bước không vào bị đánh chết là bình thường. Ta dừng lại đế tôn cảnh 1.500 năm, đã chạm tới tầng 6 ngày ngưỡng cửa, so Liễu Mộc mạnh mẽ gấp mấy lần, đánh chết loài người kia võ giả, nhất định có thể được, thậm chí có thể ở lớn vương trước mặt biểu diễn một phen. Đại vương, ta cũng nguyện ý xuất chiến. Ta định dẫn chư tướng tiêu diệt nhân loại võ giả này. Không thiếu thần tướng rối rít xin đi. Rất nhiều đều ở đây đế tôn cảnh 5-6 tầng ngày hình dáng, đại đạo hình thức ban đầu kém không nhiều hoàn thiện 5%-60%. Cộng thêm lên, bọn chúng thân xác hơn xa tại Khuê Mộc thần tướng và Liễu Mộc thần tướng, một khi tác chiến đứng lên, quá mức so loài người đế tôn cảnh thất tầng thiên tu sĩ. Yêu thú và yêu thực, vậy dáng người cực lớn, ẩn chứa huyết khí vậy so cùng cấp bậc loài người tu sĩ mạnh mẽ. Huống chi, yêu thú trong cơ thể ẩn chứa thuần túy huyết khí. Cùng với não hạch, yêu thực lại là sẽ không định kỳ ngưng kết ra các loại kỳ dị yêu quả, đối với đại đạo hình thức ban đầu hoàn thành, cũng có trợ giúp cực lớn, cùng cấp bậc, cùng tuổi yêu tộc gần như có thể nghiền ép loài người. Thời kỳ thượng cổ, nếu không phải côn lôn hư hợp đạo cảnh cường giả vô cùng hơn, có thể lực áp yêu tộc, hơn nữa đem thu là thú cưỡi, nô bộc, sợ rằng cùng huyết linh tộc đối chiến sau đó, tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn. Thiên mệnh yêu vương thần sắc lạnh như băng, sau lưng mơ hồ có một cái đại đạo hình thức ban đầu hiển hóa ra,
bên trong đứng vô cùng vô tận yêu thú, sắp hàng hai bên hoan nghênh, cùng kêu lên chúc mừng yêu vương vô địch, yêu vương cái thế. Yêu vương chấn thiên, định diệt Côn Lôn hư. Yêu vương vô địch. Từng cái yêu thú hư ảnh, đều là đại đạo hình thức ban đầu trong biến thành vạn dân cảnh tượng, này là vương đạo. Phàm là tiến vào đế tôn cảnh sau đó, vô luận người chuyển giới quỷ mị, tất cả lấy đại đạo hình thức ban đầu hoàn thiện trình độ mà định, hoàn thành là 10% chính là đế tôn cảnh tầng trời 1, hoàn thành 30%, chính là đế tôn cảnh 3 tầng trời, lấy loại này đầy, cho đến hoàn thành tới 99%, dung hợp tiên khí lực, mượn hắn thành tựu chịu đựng, là được hoàn thiện một cái đại đạo, một cái thuộc về trực tiếp đại đạo. Đến lúc đó, đại đạo vừa ra, thiên địa khóc tỉ tê, là nhập thần cảnh. Phụ vương, hài nhi hôm nay đám cưới, loài người này tu sĩ gan dám cản rỡ như vậy. Hài nhi thỉnh cầu dẫn thiên mệnh quân, vặn cổ người này, rồi sau đó giết ra yêu giới, công nhập Côn Lôn hư, tiêu diệt tộc người. Phong Mộc vương tử nghiêm trang, ý chí kiên định nói, đám cưới đã thi lễ, sau đó ta lấy tiêu diệt tộc người là nhiệm vụ của mình, xin phụ vương cho phép, để cho hài nhi dẫn 200.000 thiên mệnh quân xuất chiến. 200.000 thiên mệnh quân, 100.000 yêu thú, 100.000 yêu thực. Mạnh đi nữa loài người võ giả, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Mỗi trăm yêu một vị thống lĩnh là giả vương cảnh. Mỗi ngàn yêu một vị ngàn đem là đạo nguyên cảnh. Mỗi vạn yêu một vị thần tướng là đế tôn cảnh. Mỗi 100.000 yêu là một đại thống lĩnh là đế tôn cảnh tầng 5 thiên. Lớn mạnh như vậy thiên mệnh quân, ước chừng 200.000 chi nhiều người, lẫn nhau bây giờ có hợp kích phối hợp phát trận pháp, còn chưa tin không cách nào chém chết nhân loại võ giả này. Cho dù không cách nào vừa thấy mặt đánh chết, chỉ riêng khốn cũng có thể cho hắn khốn giết, lớn như vậy thiên mệnh vương đình há có thể để cho một người loại võ giả có uy phong. Được, con ta chính là đế tôn cảnh, cái này luyện thể chi địa trên dưới, cũng khó có đồng bối người có thể cùng ngươi sánh bằng. 200.000 thiên mệnh quân, như thì không cách nào chấn động giết người này, bổn vương liền phải thi cho thật giỏi lự cân nhắc, thiên mệnh quân tồn tại có tác dụng gì. Thiên mệnh yêu vương vương đạo uy nghiêm, tứ tán ra, cho ra yêu một loại ô vân cái thế cảm giác, đem chúng đè được không thở nổi. Nó ngắm nhìn ra yêu đi xa hình bóng, lớn ngón tay, vô cùng phong phú có tiết tấu tính gõ lên mặt bàn, trong lòng ngầm tối tăm suy tư nói, loài người. Cùng không ở à? Hừ, thời kỳ thượng cổ lấy chúng ta thú cưỡi, này cùng làm nhục, không chết không thôi. Hôm nay bốn đại vương đình các loại huấn luyện được triệu vương quân, công hạ người Côn Lôn hư. Cũng là trong tầm tay. Bổn vương, vậy cần phải thi cho thật giỏi lự cân nhắc. Phải chăng cần phải chờ tới 5.000 năm kỳ hạn đến, tấn công nữa Côn Lôn hư. 5.000 năm, thượng cổ đại chiến kết thúc sau đó. Huyết linh tộc đem Côn Lôn hư 95% yêu thú, dịch chuyển đến luyện thể chi địa bên trong, để cho nó nghỉ ngơi dưỡng sức, cũng ra lệnh 5.000 năm sau phản công Côn Lôn hư, trừ đi đã quy thuận huyết linh tộc tông phái thế gia gia, những người khác loại, toàn bộ tàn sát. 5.000 năm thời gian, mỗi trăm năm trăm vị, ý nghĩa 5.000 vị đế tôn cảnh tu sĩ, là muốn tặng cho huyết linh tộc tàn sát căn bản số lượng. Thật phải đến 5.000 năm. Côn Lôn hư vừa có thể còn lại mấy vị đế tôn, lại không có nhập thần cảnh tu sĩ, đâu có thể ở luyện thể chi địa, đến lúc đó tàn sát Côn Lôn hư sau đó, hoàn toàn bắt lại Côn Lôn hư, là huyết linh tộc chuyển vận chiến binh và chiến thú. Thiên mệnh vương đình, điều binh khiển tướng, 200.000 thiên mệnh quân điều động. Vượt qua trăm vị đạo nguyên cảnh, 10 vị đế tôn cảnh thần tướng, cộng thêm lần trước chút chi nhánh thú vực thần tướng, tổng cộng là 20 hơn vị thần đem. Chung nhau ra tay, chu diệt Diệp Thần. Huống chi, 200.000 thiên mệnh quân bố trí hợp kích trận pháp, ngay cả là đế tôn cảnh trong cường giả đứng đầu, vậy tuyệt khó chạy khỏi đi ra ngoài. Đang khi chúng nó điều binh khiển tướng lúc, Diệp Thần đã đang nhanh chóng thu nạp ra yêu yêu hạch, cùng với máu tươi, chui luyện linh hồn lực và thân xác. Một bên khác, Liên Nguyên Vương Đình bên trong. Liên Nguyên Yêu Vương đang tại đại điện trong tiệc mời rất nhiều thần tướng. Ở địa phương đó, chính là năm đó Trăm Kiếm Minh cũ địa điểm. Thượng cổ đánh một trận, Trăm Kiếm Minh toàn phái tiêu diệt, những thứ này yêu vương, thần tướng liền ở bọn chúng cũ địa điểm lên thành lập mình vương đình. Còn như Ngự Thú Tông cũ địa điểm,
tựa hồ là bị vị kia, yêu hoàng, chiếm cứ. Chư vị thần tướng, liên nguyên quân huấn luyện xong thành, lại chờ đợi năm 2000. 100 năm trước, ta nhận được huyết linh tộc các tiền bối truyền âm, chỉ cần 5000 năm chi kỳ đến một cái, yêu hoàng đại nhân liền sẽ dẫn chúng ta vạn yêu thiên đình tiến vào Côn Lôn hư. Liên nguyên yêu vương có hưng phấn vừa nói, nó quanh thân quanh quẩn màu xám cho sáng bóng, tựa hồ là một bụi, đầy trời tinh, thành tinh. Bụi cây này, đầy trời tinh, không chỉ có thành tinh, lại là ở vạn yêu thiên đình dưới, sáng lập bốn đại vương đình một trong liên nguyên vương đình. Thành tựu yêu thực, cả người tu vi cũng là cực kỳ kinh khủng. Liên nguyên yêu vương cùng hơn 10 vị thần tướng, cộng nghênh một ly máu người rượu, từ từ nói, tương lai, đạp phá Côn Lôn hư, tiêu diệt tộc người sau đó. Khuê đại nhân dự định an bài điều động chúng ta đi Bắc vực tinh vực, tham dự chinh chiến Bắc Đẩu thần tộc nhất dịch. Nghe Khuê đại nhân nói, Bắc Đẩu thần tộc đứng ở Bắc Đẩu đại lục trên, coi như là trong võ vị diện, chính giữa có hỗn nguyên cảnh cao thủ trấn giữ. Hơn nữa, bên trong không hề thiếu cấp 1 tiên khí, còn có cấp 2, tam phẩm tiên khí. Tương lai, chúng ta bước vào nhập thần cảnh, lại bước lên thần vương cảnh, vậy hoàn toàn có thể được. Cơ hội liền ở phía trước phương, tương lai chúng ta một phiến huy hoàng. Bắc Đẩu thần tộc. Vậy coi như cái gì, huyết linh tộc các tiền bối chuẩn bị 3000 năm dài, cộng thêm chúng ta liên nguyên vương đình triệu đại quân đều xuất hiện, tương trợ huyết linh tộc, còn buồn không phá được bọn họ. Vương chủ. Thiên mệnh vương đình bên kia, điều động 200000 thiên mệnh quân. Một cái thần tướng tiến vào trong đại điện báo cáo, tựa hồ, luyện thể chi địa tới một người tu sĩ. Mấy chiêu dưới liền đánh chết Khuê Mộc thần tướng và Liễu Mộc thần tướng, Phong Mộc vương tử điều động đại quân, có thể là muốn cắt tiêu diệt nhân loại kia. Loài người. Người có thể dò tra được loài người kia tình huống. Liên nguyên yêu vương thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng nói, chẳng lẽ, Côn Lôn hư muốn phản công chúng ta luyện thể chi địa. Thế nhưng không thể nào à, Côn Lôn hư 3000 năm qua đều bị huyết linh tộc chèn ép, rơi xuống đế tôn cảnh vượt qua 2000 hơn vị. Làm sao có thể còn có thực lực phản công ta luyện thể chi địa? Vậy người này loại tu sĩ, tiến vào ta luyện thể chi địa, nơi vì sao ý? Bẩm báo vương chủ, ta từ loài người kia tu sĩ vùng lân cận yêu thực trong miệng biết được. Loài người kia võ giả là từ lối đi tiến vào, vừa tiến đến chính là một chiêu chấn động giết Khuê Mộc thần tướng. Đi theo, thiên mệnh vương chủ phái Liễu Mộc thần tướng trước đi báo thù. Kết quả lại bị loài người kia tu sĩ ba chiêu đánh bể. Vị này thần tướng có chút thấp thỏm, nhỏ giọng nói, loài người kia thậm chí muốn tru diệt yêu hoàng đại nhân. Càn rỡ, cuồng ngông, khốn kiếp. Lúc này, thì có mấy cái thần tướng chợt đứng lên, một mặt căm giận. Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là chúng ta yêu tộc chiếm đoạt loài người, ăn thịt người uống máu người rượu, nho nhỏ tộc người gan dám như vậy lời nói. Đơn giản là đại nghịch bất đạo, cùng thiên đạo tương bội, nhất định sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Vương chủ, người này loại dám can đảm khiêu khích ta yêu tộc, ta tất phải ra tay bắn chết hắn. Một vị thần tướng căm giận không thôi, lại nó trong mắt, tộc người tương đương với thức ăn làm sao có thể gánh chủ, huống chi ăn chủ. Vương chủ, người này cuồng ngông, ta muốn lột ra hắn, dùng hắn đầu lâu làm thành cốt ly, đem hắn máu tươi làm thành máu người rượu. Ngoài ra một vị thân người hoa hồng thần tướng giống vậy căm giận không thôi, cả người run rẩy. Loài người kia võ giả, cái gì tu vi? Tuổi tác bao lớn, đến từ vậy một phái. Liên nguyên yêu vương từ từ hỏi, nó liền tương đối bình tĩnh, ngược lại là không việc gì kích động. Nó là thời kỳ thượng cổ liền xuất thế đại yêu, thường xuyên thấy được đại yêu bị loài người lột da rút gân, làm thành các loại thức ăn ngon, đã thành thói quen. Ngược lại không giống như là vậy hai vị thần tướng, là gần đây 3000 năm mới ra đời, quan niệm không quá giống nhau. Căn cứ tôn giả hồi báo, loài người kia vô cùng trẻ tuổi, tựa hồ chỉ có 20 hơn tuổi mạc dạng, hơi thở đi lên xem, đạo nguyên cảnh tầng 4 tầng 5 thiên cỡ đó, nhưng chiến lực chỉ ít sánh bằng đế tôn cảnh tầng 5 thiên. Còn như đến từ vậy một phái, vị này thần tướng ngược lại có chút khó khăn, nói từ chiêu thức tới xem. Thật giống như đến từ huyết dạ môn, nhưng lại thật giống như đến từ đã tan biến bất diệt kiếm phái, nhìn như rất tạp, nhưng rất tinh thuần, chiến lực rất mạnh. Huyết dạ môn, bất diệt kiếm phái, liên nguyên yêu vương trước mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc,
nói nhỏ, một cái đã tan biến môn phái, một cái sắp tan biến môn phái. Chẳng lẽ, người này là bất diệt đứng đầu và bảy đêm thần quân truyền nhân? Hay hoặc là nói, người này là Côn Lôn Hư gia phái, phái đi vào dò đường người. Côn Lôn Hư, sẽ đối ta luyện thể chi địa ra tay. Nó suy nghĩ tới suy nghĩ lui, tổng cảm thấy không đúng, dựa theo Khuê Đại Nhân giải thích, Côn Lôn Hư trong cũng không có mấy người, biết luyện thể đất tồn tại, không thể nào muốn tấn công ta luyện thể chi địa à. Thôi, sao rơi thần tướng, các loại hoa thần tướng. Các ngươi dẫn 5.000 liên nguyên quân chạy tới, đi cùng thiên mệnh quân, cùng chung vặn cổ loài người kia võ giả. Nhớ lấy bên cạnh xem làm chủ lực giết địch mà, vẫn là giao cho thiên mệnh quân. Liên nguyên yêu vương lộ ra lau một cái tà mị nụ cười, nói thiên mệnh cái lão gia hỏa này, lập tức tổn thất mấy vị thần tướng, đủ nó đau lòng một trận. Bất quá xem loài người này tu sĩ chiến lực, chỉ ít có thể đánh chết 30 đến 40 nghìn thiên mệnh quân. Cũng tốt, yếu bớt hạ xuống thiên mệnh quân chiến lực. Thêm nữa, sao rơi thần tướng, các ngươi hai vị mật thiết chú ý lối đi tình huống, để tránh có Côn Lôn Hư cường giả, dẫn đại quân tiến vào. Lời này một nơi, vậy hai vị thần tướng, rối rít bị làm. Chúng đi ra ngoài điều động quân đội, trong điện còn lại 10 vị thần đem nhưng là một phiến nghi ngờ, một người võ giả, lại có thể điều động như thế nhiều yêu thú và yêu thực đi giết, cũng coi là luyện thể chi địa một lần đầu liền đi. Vương chủ, tương lai tấn công Bắc Đẩu đại lục, không biết là chúng ta làm tiên phong, vẫn là. Lại một vị thần đem từ từ nói, nếu như chúng ta làm tiên phong, chờ đợi tiến vào Bắc Đẩu đại lục lúc, ngược lại là có thể cướp đoạt không thiếu tiên khí, lên cấp nhập thần cảnh. Người mới đế tôn cảnh tầng 6 thiên mà thôi, không nóng nảy. Liên nguyên yêu vương dài hô một hơi. Vương chủ, năm 2000 sau đó, ta cũng kém không nhiều đế tôn cảnh tầng 9 ngày. Liên nguyên yêu vương suy tư một phen, từ từ nói, căn cứ Khuê đại nhân nói, huyết linh tộc lớn, mênh mông vô cùng, chính là cao vị mặt. Cướp đoạt trong thấp vị diện tài nguyên, đồng thời bồi dưỡng trong thấp tầng cường giả, lại lấy chiến nuôi chiến, để cho những cường giả này trưởng thành đến có thể đi chiến cao cùng vị diện. Theo ta biết, huyết linh tộc đã đồng thời đối với 8 đại vị diện khai chiến, cướp lấy hàng loạt tài nguyên. Tốt lắm, những thứ này trước không nói. Liên nguyên yêu vương lộ ra nụ cười, nói các ngươi nói một chút, loài người kia võ giả, đạo nguyên cảnh tầng 4 thiên có thể diệt đế tôn cảnh tầng 5 trời, là vì sao? Nguyên do, cho dù là thời đại thượng cổ, bổn vương cũng không từng nghe được cái này vậy nghịch thiên loài người. Một người trong đó suy tư chốc lát, nói, dựa theo huyết linh tộc các tiền bối và ta luyện thể đất tình huống mà nói, đạo nguyên cảnh tầng 4 thiên có thể nghịch thiên chiến đế tôn cảnh tầng 6 trời, tới một cái, thân xác tất nhiên cường hãn, thứ hai, lực công kích vô song. Chí ít, người này thân xác một lần cũng ở đây ngưng cốt kỳ, có thể sánh bằng thần tướng. Thứ hai, công kích không có sức có thể là lấy được bảy đêm thần quân bọn họ lưu lại truyền thừa, cho nên lực công kích cực mạnh. Thông thường mà nói, phổ thông đế tôn cảnh huyết khí lực lượng cũng chỉ ở triệu cân trên dưới, đỉnh hơn có thể xé nát một tầng mạnh mẽ trận pháp. Đạo nguyên cảnh, cũng chỉ 100.000 đến 500.000 bây giờ, nếu là ở đạo nguyên cảnh có 500 tấn huyết khí lực lượng, lại phối hợp ngưng cốt kỳ thân xác, là có thể nghịch thiên đánh chết đế tôn cảnh yêu thú. Thông thường mà nói, Côn Lôn Hư và luyện thể chi địa, cũng xây 4 loại lực lượng. Một loại là linh hồn lực. Nhập thần cảnh sau vậy tu luyện linh hồn mật pháp, dùng linh hồn lực công kích địch nhân, hoặc là xem bách kiếm thần quân như vậy, lợi dụng linh hồn lực kết thành càn khôn kiếm ấn, phong tỏa địch linh hồn người, đạt tới khống chế mục tiêu. Một loại huyết khí lực đủ cường đại, liền có thể xé nát tầng 9 hư không, thậm chí có thể đem yêu thú một quyền đánh cho thành học võ. Loại thứ ba thân xác lực, lại phân làm phá thể kỳ, ngưng cốt kỳ, phách thể kỳ và hóa cương kỳ. Hư thể kỳ, thần thông kỳ, bể hồn kỳ, bất diệt kỳ, mỗi đồng thời thân xác, cũng sẽ phát sinh biến chất. Loại thứ tư là lớn đạo hình thức ban đầu, từ đạo nguyên cảnh bắt đầu xây ra đại đạo hình thức ban đầu, cho đến đạo nguyên cảnh tầng 9 hoàn thiện. Lên cấp đế tôn cảnh sau đó, sẽ đi cởi đổi hoàn thiện, cho đến cởi đổi vì mình nói, hoặc là kiếm đạo, bất diệt chi đạo, đợi một chút. Đại đạo 3.000, không đếm xuể. Mỗi người đều có đạo của mình. Bốn loại lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau mà phá kính,
như không đến phá kính lúc đó, mà huyết khí lực và thân xác lực cực mạnh, vượt qua một cái cảnh giới lớn giết địch, cũng là có thể được chuyện, chỉ là thấp vị diện người rất khó làm được. Ví dụ như Liễu Mộc thần tướng, linh hồn lực yếu ớt, có thể không đáng kể, huyết khí lực, cũng chỉ 700-800 ngàn cân lực đạo, đối với 850 tấn diệp thần, thất bại không thể nghi ngờ, Liễu Mộc thần tướng thân xác là phá thể kỳ cấp 9, diệp thần là ngưng cốt kỳ cấp 9, vừa đối mặt bị giết, cũng thuộc về bình thường. Lại xem một chút đi, Thiên Mệnh Yêu Vương bắt đầu rơi vào trầm tư. Nhưng mà, một bên khác nhưng là thành phiến yêu thú, yêu thực đại quân mở phạt. Mà bọn họ đối tượng chính là người ngoại lai, diệp thần. Phong Mộc Vương tử dẫn 200 ngàn thiên mệnh quân, hoàn toàn bao vây hang núi bốn phía, nó bên người đứng Thiên Túc thần tướng và Cá Bạc thần tướng đợi một chút hơn 10 vị thần đem, chừng 25 vị thần đem tham chiến, ý nghĩa 25 cái đế tôn cảnh yêu thú, lại đều ở đây đế tôn cảnh tầng 4 thiên trên. Như vậy đội hình, đổi lại là những người khác loại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người cái này cùng phản nghịch loài người, dám can đảm nghịch thiên mà đi, tìm không chết được. Huống chi, dám can đảm giết ta vương triều hai vị thần tướng, liền tất phải trả giá ra máu. Mau đi ra, bổn vương có lẽ có thể cân nhắc cho ngươi thống khoái. Phong Mộc Vương tử thách thức một phen, mà Diệp thần nhưng là hai tay chắp sau lưng, vô cùng bình tĩnh. Hắn ánh mắt lãnh đạm, giống như xem một người ngu vậy. Phong Mộc Vương tử gặp Diệp thần không chút nào ý thỏa hiệp, ngay tức thì bộc phát ra một cổ cuồng bạo huyết khí, giận quát một tiếng nói, Thiên Mệnh quân, bày trận, khốn giết người này. Tuân lệnh, Vương tử. Nháy mắt tức thì, 200 ngàn thiên mệnh quân hành động, hóa thành ba cái vòng tròn, tầng tầng bao vây hang núi. Mỗi một cái yêu thú, yêu thực rối rít dựa theo trận pháp đặc biệt vị trí tới sắp hàng. Dưới chân bỗng nhiên toát ra từng trận sáng bóng, từng đạo sáng bóng phóng lên cao, lẫn nhau nối liền, lấy mỗi ngàn người là một đoàn, dòng dã 20 đoàn quang hoa xông lên bầu trời, thật giống như 20 cái mặt trời vậy chói mắt. Ken két, rắc rắc, từng đạo chớp sáng vỡ vụn ra, chính giữa đi ra từng vị thần tướng, tay cầm chiến súng, hơi thở khủng bố, chính là hội tụ 200 ngàn yêu tộc sở ngưng kết trái 20 vị chiến tướng, mỗi một vị đều có đế tôn cảnh hơi thở. Mỗi ngàn người là một đội, đội trưởng cũng bất quá là đạo nguyên cảnh, giờ phút này nhưng là ngưng tụ ra đế tôn cảnh thần tướng. Cộng thêm lên, vốn là vạn nhân thần đem, cũng là đế tôn cảnh tu vi. Giờ phút này tính được, 200 ngàn yêu tộc trận pháp ngưng kết sau hơn nữa 20 vị mỗi 10 nghìn người thần tướng, chính là 40 vị đế tôn cảnh cường giả, thanh thế như vậy, ngay cả là đạo tông cũng không có như thế nhiều đế tôn cảnh. Huống chi, cái này phối hợp trận pháp. Cần phải coi là xuất từ huyết linh tộc, có thể tốt hơn được phát huy ra nhân số ưu thế. 20 cái đế tôn cảnh yêu thú. Thật đúng là lấy là, có thể vây giết ta. Diệp thần khóe miệng phác họa một đạo tà mị nụ cười. Nhưng là rất nhanh, thu liễm nụ cười. Còn dư lại chỉ có băng hàn. Diệp thần băng hàn ánh mắt quét qua thiên mệnh quân mọi người, suy tư nói, nhiều như vậy đế tôn cảnh yêu thú. Mặc dù không có đế tôn cảnh tầng 6 thiên trên yêu thú, nhưng đủ để cho ta bước vào phách thể thời kỳ. Hắn ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Phong Mộc Vương tử trên mình, thần sắc lạnh như băng nói, ngươi cảm thấy ta xuất hiện, không nên. Không tệ. Thần tướng chính là thần chi tướng lãnh, ngươi cái này loài người hèn mọn lại dám giết chính là đại nghịch bất đạo. Từ xưa tới nay, cũng là tộc người mắt nhìn xuống ta yêu tộc muốn giết người muốn ăn thịt người. Đều là chuyện bình thường, nhưng tộc người dám can đảm giết chúng ta, chính là đại nghịch bất đạo. Giờ phút này, Phong Mộc Vương tử thô bạo 10 phần, tóc đen loạn vũ, thật giống như phong ma vậy, cả người huyết khí bộc phát ra, bất ngờ là một vị đế tôn cảnh tầng 6 ngày người, bất quá xem ra tuổi không lớn. Nếu không, vậy không nói ra những lời này. Thần, ngươi chỉ là các ngươi yêu hoàng, Diệp thần đổ là hứng thú. Không sai. Phong Mộc Vương tử lấy ra một kiện cốt ly, thần giác buộc vòng quanh tà mị nụ cười, nói, loài người, ngươi thật tốt xem, đây là ta dùng các ngươi tổ tiên xương hộp sọ chế thành cốt ly, các ngươi những thứ này nhân loại hèn mọn, chỉ phối khi chúng ta nô tài, chúng ta đều không định để ý ngươi. Hắn lại lấy ra một bình rượu, từ từ rót vào cốt trong ly, tràn ra đạo đạo đậm đà mùi máu tanh, loài người, đây là dùng các ngươi tộc nhân huyết dịch, luyện chế mà thành huyết dịch.
như thế nào, không muốn có loại này kết quả, mau đầu hàng. Hừ, bổn vương tử một phen uy hiếp, loài người này liền không dám nói tiếp nữa. Xem ra, vậy bất quá chỉ là cái lần đầu rời nhà tranh tiểu tử. Ta cốt ly nhưng mà dùng đạo nguyên cảnh tộc người tu sĩ xương hộp sọ chế thành, tản mát ra bản nguyên khí tức, đủ để trấn nhiếp hắn. Ai, vương tử quá lỗ mãng. Thiên túc thần tướng than thở một tiếng, phong mộc vương tử lợi dụng loài người kia bổn tộc tới người uy hiếp nhà, đúng là lỗ mãng một ít, nếu là nhát gan hạng người, nói không chừng đã đầu hàng, có thể người trước mắt này, cũng không phải là nhát gan hạng người, thậm chí có thể là tàn nhẫn hung ác tử. Nếu không, làm sao có thể ở đạo nguyên cảnh tầng 4 trời, đánh chết đế tôn cảnh tầng 5 thiên liễu mộc thần tướng. Đầu hàng. Thôi, các ngươi không có sống tiếp cần thiết. Diệp thần đâm ra một súng, nháy mắt tức thì thiên địa biến sắc. Một đạo thương cương đâm ra, trở lại nguyên trạng, 500 tấn huyết khí lực cũng ẩn chứa trong đó, cũng không hướng chung quanh tản ra, chạy thẳng tới phong mộc vương tử, mang khí tức hủy diệt, xuất thân từ bất diệt kiếm đạo. Vương tử cẩn thận, người này rất mạnh. Cá bạc thần tướng nhanh chóng vọt tới, hóa thành bản thể, một cái trăm trượng cá bạc hiển hóa ra, đang ngăn ở phong mộc vương tử trước người. Thương cương đụng chạm nháy mắt, cuồng bạo huyết khí lực trực tiếp bao trùm cá bạc toàn thân, ngay sau đó một cái màu máu quật xuất hiện, còn chưa đánh trúng phong mộc vương tử, liền trực tiếp bắn về phía năm vị thần đem trên mình. Bình bịch bịch, liên tiếp chuỗi tiếng nổ truyền ra. Năm vị thần đem toàn bộ bị xuyên thủng thân xác, hóa ra bản thể. Ba vị yêu thú, hai vị yêu thực toàn bộ tiêu diệt, toàn thân bị đánh bạo, liên quan linh hồn đều bị phai mờ. Cứu, cứu, cứu ta à! Thiên túc thúc thúc, cứu ta! Phong mộc vương tử trực tiếp bị thương cương hơi thở phong tỏa, ngắm nhìn bay tới thương cương, tựa như thấy được một ngọn núi lớn bay tới, ngăn cản không thể ngăn cản, trốn không có thể trốn. Giờ phút này, nó mới phát hiện, mình, tựa hồ trêu chọc phải không nên trêu chọc người. Yêu thú đế tôn cảnh, và loài người đế tôn cảnh căn bản không cùng à. Nếu như cùng cảnh giới, loài người lại công pháp gia trì, tất nhiên nghiền ép à. Sáu vị thần đem, nháy mắt tức thì, toàn bộ chết. Cứu vương tử, nhanh chóng đổi lại phương hướng, cứu vương tử. Hóa hình thần tướng ra tay, ngăn cản đạo này thương cương. Không thiếu thần tướng hô to, liều mạng chạy tới phong mộc vương tử bên kia, đồng thời chợt đánh ra các loại đao khí, kiếm khí, ý đồ ngăn cản diệp thần thương cương. Chúng không biết. Hay không còn muốn đánh xuống, chúng chỉ biết là, phong mộc vương tử là thiên mệnh yêu vương con một, nếu là chết, mình các người cũng chỉ phế. Xa xa, liên nguyên vương đình mọi người, bị khiếp sợ được miệng cũng hợp không lên. Nhất là các loại hoa thần tướng đối đãi hang núi bên nếu như sát thần vậy diệp thần, lẩm bẩm nói, thiên mệnh vương đình, rốt cuộc trêu chọc dạng gì cường giả à. Một người đối mặt 200.000 thiên mệnh quân, không sợ hãi chút nào. Thậm chí chủ động đánh ra, một đạo thương cương, bắn chết sáu vị thần đem. Không, vậy đạo thương cương, lại đánh chết hai vị thần tướng. Cái này còn là đạo nguyên cảnh à. Loài người này, không dứt thân xác cường hãn, huyết khí lực chí ít đến 1,8 triệu cân, nếu không bùng nổ lực, tuyệt không thể nào như vậy. Thậm chí, hắn thật giống như tu luyện phá thiên tam tuyệt thương. Sao rơi thần đưa mắt cay độc, nhìn ra không thiếu diệp thần lai lịch. Phá thiên tam tuyệt thương, các loại hoa thần tướng sững sốt một chút, hỏi, đây là cái gì võ? Thời đại thượng cổ, Côn Lôn hư một vị tộc người trí cường giả võ. Năm đó thương cương vừa ra, chấn vỡ cửu trọng hư không, cho dù là hợp đạo cảnh vậy tuyệt khó ngăn cản. Sao rơi thần tướng sống sót mấy ngàn năm, vậy thấy được năm đó thượng cổ đại chiến, liền suy tư nói, nghe nói, năm đó bỏ mạng ở phá thiên tam tuyệt thương dưới huyết linh tộc cường giả. Chừng 9 vị hợp đạo cảnh, 27 vị hỗn nguyên cảnh. Rất cường đại. Chúng ta tốt nhất. Người này có thể là những cái kia trí cường giả truyền thừa đệ tử. Nghe xong lời nói này, các loại hoa thần tướng nhưng là xem thường, hừ lạnh một tiếng, nói chẳng lẽ, năm đó trí cường giả, còn có thể sống sót. Đang khi chúng nó trò chuyện lúc, lại truyền tới mấy đạo tiếng nổ. Thiên mệnh quân. Lại có ba vị thần đem chết. Cũng là bỏ mạng ở vậy một đạo thương cương dưới. Trước sau chết trận 11 vị thần đem,
bao gồm cả bạc thần tướng như vậy đế tôn cảnh tầng 6 ngày thế hệ trước đại yêu đều chết trận. Đều là bị một thương xuyên thủng tim, phai mờ linh hồn, yêu hạch ngược lại là không có bể. Ta để cho ngươi đi à? Nho nhỏ yêu thú, còn muốn đổi khách thành chủ, điên đảo đạo lý lớn bàn về. Ta tồn tại là đại nghịch bất đạo, buồn cười, Diệp Thần ánh mắt thâm trầm, quanh thân quanh quẩn luân hồi ánh sáng, giống như ma thần vậy, ánh mắt quét nhìn qua 200.000 thiên mệnh quân, một người đối kháng 200.000 đại quân, từng bước ép sát. Hắn nói, vốn là, ta đối với các ngươi bốn đại vương đình, thậm chí các ngươi tạo thành vạn yêu thiên đình, cũng nổi lên thu phục ý. Không nghĩ tới, các ngươi dám can đảm làm nhục người ta tộc đời trước di hài. Như vậy, các ngươi 200.000 yêu tộc, toàn bộ đều chết. Không, các ngươi luyện thể chi địa tất cả yêu tộc, đều phải chết. Huyết linh tộc, còn không có như thế quá đáng, còn là hành hạ người sống. Những thứ này yêu tộc liền người chết cũng không buông tha, làm nhục những cái kia tiền bối di hài, hẳn phải chết. Dù là ta Diệp Thần bị thương nặng, cũng phải tàn sát cái này vạn yêu thiên đình. Kiếm môn, hiển hóa. Diệp Thần khẽ quát hai tiếng, lấy ra Trảm Long Vấn Thiên kiếm, một kiếm chảm phá tầng 3 hư không, vô cùng kiếm khí bắn ra, hóa thành đầy trời tinh thần, lóe lên ánh sao, ở giữa không trung tạo thành một tòa trăm trượng kiếm môn, uy áp lực chấn nhiếp chư thiên trên dưới, có thể đồ thần diệt Phật vậy. Giờ phút này Diệp Thần sát ý giống như gió lớn bao phủ hết thảy. Hắn năm ngón tay nắm thật chặt Trảm Long Vấn Thiên kiếm, chỉ phong Mộc Vương tử. Không làm chết sẽ không chết. Nhàn nhạt lời nói, chỉ như vậy rơi xuống. Phong Mộc Vương tử chưa từng như vậy chật vật qua, làm sao từng bị một con kiến hôi như thế làm nhục. Trong mắt hắn tràn đầy vô tận tức giận. Loài người đáng chết. Người tốt nhất cho ta nghĩ rõ, ta nhưng mà Vương Đình Vương tử. Cho dù thân phận ta không đủ tôn quý, nhưng ta Vương Đình có triệu thiên mệnh quân, tổng cộng là 200 vị thần đem. Còn có muôn vàn yêu thú, ngươi nếu dám giết ta. Hôm nay ta như chết, thiên mệnh vương đình liền đạp phá Côn Lôn hư. Phong Mộc Vương tử cũng là mãng, thấy Diệp Thần muốn tiêu diệt mình, vậy chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp nhảy ra ầm ĩ, lấy là Diệp Thần tất nhiên chu toàn đại cuộc, không giết mình. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trực tiếp phun ra một chữ chém. Đầy trời kiếm khí, theo Diệp Thần tiếng nói vừa dứt. Liền như mưa mảnh chiếu nghiêng xuống. Đếm không hết kiếm khí, phai mở trước tất cả yêu thú, đạo nguyên cảnh dưới, phàm là bị kiếm khí chạm được, chính là tại chỗ tiêu diệt. Diệp Thần sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trong cơ thể khí huyết lực động tới hơn, ngược lại là cần bổ sung một hai. Hắn lấy ra hai bình đế tôn cảnh máu yêu thú tươi, trực tiếp uống, thu nạp trong đó khí huyết lực. Dẫu sao kiếm môn hiển hóa cái này nhớ kiếm chiêu, tiêu hao cực lớn. Khó khăn lắm đánh ra một lần, liền tiêu hao hắn phần lớn lực lượng, như vậy trình độ, có thể so với đế tôn cảnh tầng 6 trời, một kích toàn lực. Bịch bịch, oanh oanh, một tôn tôn thịt yêu thú thân vỡ ra. Yêu thực cho dù hóa ra bản thể, liều mạng trong tương lai cũng không được, hiện ra bản thể tốc độ nhanh, nhưng là mục tiêu cũng lớn. 200.000 thiên mệnh quân, hiển hóa ra 20 tôn thần đem, ngay lập tức gian bị đầy trời kiếm khí đâm rách. Thành phiến yêu tộc vỡ ra, chỉ là 30 giây, nguyên bản núi rừng lấy dính đầy huyết hồng vẻ, vô số thịt vụn dính ở trên cây, trên đất khô đất đều biến thành màu máu, vẫn vượt qua 20.000 con yêu thú, 20.000 giết yêu cây cối chấn động giết. Loài người! Ngươi! À, trời ạ mệnh quân à! Buông ta ra, ta muốn cùng hắn quyết tử chiến một trận. Phong Mộc Vương tử đôi mắt sắp nứt, nó tự mình điều động thần tướng chế tạo thiên mệnh quân. Kinh này đánh một trận, bất diệt vậy được phế. Vượt qua 50.000 đầu yêu tộc bị diệt, 30.000 con yêu thú bị thương nặng. Cho dù là và những thứ khác vương đình khai chiến, cho dù đánh một tháng, vậy tổn thất không được như thế nhiều yêu à. Loài người này võ giả. Đơn giản là ác ma. Vương tử, đi. Vương tử, người này là yêu vương một cấp bậc tồn tại, chúng ta không ngăn được, người đi mau. Thiên Túc thần tướng che ngực kêu. Thiên Túc thần tướng giờ phút này sắc mặt tái nhợt, thân xác bị thương nặng, trước ngực màu máu lỗ thủng, phun ra nhiều máu tươi, thậm chí cả người đều quanh quẩn cái thế thương ý, thật lâu không cách nào tản đi, liền chính nó căn nguyên căn cơ đều bị ảnh hưởng đến.
Cái này vẻn vẹn chỉ là một súng à. Còn không phải là chạm đến chân chính thân súng, chỉ là bị đầu thương đánh ra thương cương xuyên thủng, liền bị vậy cổ mạnh mẽ thương ý cuộn sạch toàn thân, căn bản loại bỏ không hết. Khó có thể tưởng tượng, trước mắt cái này người thanh niên, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Cho dù là cao nhất thiên mệnh yêu vương ra tay, cũng không có như vậy khủng bố à. Vương tử, người đi mau. Nhanh lên hồi bẩm vương chủ, người này quá mạnh mẽ, như có thể mời thông báo. Một đạo thương cương xuyên qua cái này yêu bụi cây toàn thân, nổ ra vô số căn nguyên nước, kéo ra mảng lớn lá cây phân bay ra. Đây là một vị cây liễu thành tinh yêu thực, cũng là thần tướng tôn sư, giờ phút này nhưng là bị Diệp Thần một kiếm phai mờ, linh hồn toàn diệt, cả người huyết khí lực lượng bộc phát ra, nếu như sóng lớn cuộn sạch chạy đi, ngay tức thì xóa bỏ chung quanh 7-8 vị yêu thú tôn giả. Yêu thú tôn giả, đều là đạo nguyên cảnh cường giả à. Còn chưa tới đạt tới ra tay, liền bị nổ uy lực còn lại chấn động giết. 200.000 thiên mệnh quân, tôn giả là ngàn người đem, ước chừng 200 vị ngàn người đem, căn bản không có xuất thủ tư cách. Diệp Thần một kiếm một súng dưới. Phai mờ dòng giã 15 vị thần tướng, ý nghĩa 15 đến đế cảnh yêu tộc tiêu diệt. Ma quỷ! Ma vương à, ma vương tới! Chạy à, không muốn để ý cái gì, chạy! Loài người này là ma quỷ. Trong chốc lát, kinh hoàng tiếng phân bố thiên mệnh quân trên dưới. Tự cho là đúng tiếp nhận thiên mệnh quân, đã từng càn quét thiên mệnh vương đình trên dưới cái thế quân đội, giờ phút này lại có thể phát ra hoảng sợ thanh âm, bọn họ trước mắt đứng Diệp Thần, giống như là vậy diệt thế đứng đầu vậy, ngàn người đem căn bản không cách nào đến gần, chỉ riêng dư âm liền bị chấn động giết. Còn lại yêu thú, hư vương cảnh, nhập thánh cảnh. Căn bản liền một tia chiến ý cũng không nhấc nổi. Người trước mắt này, một người trấn áp 200.000 thiên mệnh quân. Đánh được hướng nhìn bằng nửa con mắt thiên mệnh quân không ngóc đầu lên được. Mấu chốt, đối phó chỉ là nói chút nguyên cảnh loài người, nhiều nhất, cũng chính là một tôn giả thôi. Đánh bại, ha ha ha, đánh bại à, cái gọi là tiếp nhận thiên mệnh, quét sạch côn lôn hư, đều là cái quỷ gì nói. Một vị thần tướng đứng ở một viên trên cây lớn, nhìn chạy tứ tán thiên mệnh quân, bi phẫn đồng thời xuất hiện thậm chí sinh ra cực đoan tâm trạng, triệu thiên mệnh trong quân tinh nhuệ 200.000. Lại không địch lại một người. Quét sạch Côn Lôn Hư, xưng bá hết thảy. Buồn cười, cực kỳ buồn cười. Côn Lôn Hư một người, đều đủ để trấn áp một đại vương đình, còn nói bàn về cái gì nghìn năm sau chinh chiến à. Vị này nói chuyện yêu thú, cùng Diệp Thần đối mặt. Nhất thời lạnh cả người chiến. Nó thấy được Diệp Thần, giống như thấy được một vị tử thần vậy, lẩm bẩm nói, có lẽ, Khuê Mộc và Liễu Mộc không nên trêu chọc ngươi. Ngươi mạnh mẽ, để cho chúng ta không cách nào đối kháng, ta chỉ khẩn cầu ngươi thả qua Phong Mộc vương tử, bởi vì nó là vương đình duy nhất vương tử. Ngươi muốn cái gì, có lẽ, vương chủ cũng cho ngươi. Chỉ là thỉnh cầu tiền bối, cho phép. Cho phép, Phong Mộc vương tử. Dùng người ta tộc đời trước di hài chế tạo ly rượu, rượu ngon, ta làm sao có thể thả qua nó. Diệp Thần cả người giấy lên cuồng bạo huyết khí, lực xông lên thương khung, đem thương khung nhiễm thành màu máu, hắn bước ra một bước, nếu như đỉnh núi rung động, ngay tức thì chấn bạo liền 100.000 yêu thú. Diệp Thần, ngừng cốt kỳ thân xác, trong cơ thể huyết khí bộc phát ra, chân thực quá mức cường thế. Trong mắt hắn lại là lưu chuyển một đạo lại một tia máu tháng. Hoa Hạ xảy ra chuyện, hơn nữa Hạ Nhược Tuyết gặp nguy hiểm, hắn không cách nào lập tức đi Hoa Hạ. Cái này làm cho hắn rất tức giận. Mà những người này cũng chỉ có thể triệt triệt để chịu đựng cái này tức giận. Vô luận là ai, tất cả sẽ bị tại chỗ chấn động giết. Huyết khí bộc phát ra, trên mặt đất, vô số yêu thú vỡ vụn, máu tươi chảy như dòng nước khắp nơi, đếm không hết yêu thực không chịu nổi huyết khí mà bạo thể. Đã từng huy hoàng. Không thể một đời thiên mệnh quân, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng từng giết tới, kết quả lại là cho Diệp Thần đưa yêu hạch và máu tươi thôi. 200.000 thiên mệnh quân. Chỉ riêng mới vừa rồi huyết khí bùng nổ, thì đã chết 30.000 chi nhiều người. Thiên mệnh quân, cũng không phải là đều là đạo nguyên cảnh, hư vương cảnh, tuyệt đại đa số yêu tộc cảnh giới bất quá chân nguyên cảnh, thần du cảnh thôi, cùng chúng mà nói, Diệp Thần chính là diệt thế ma thần. Diệt cũng là nó luyện thể đất thiên. Muốn chạy.
Ngươi còn chưa đủ cách, Diệp Thần cảm giác được mình không đủ mạnh, nếu không, chính là 200.000 yêu tộc đại quân cũng dám đánh tới giết mình. Hắn đưa tay trái ra, huyết khí bộc phát ra, vị ở giữa không trung ngưng kết ra một cái bàn tay, nếu như màu máu tầng mây vậy xây đè xuống, trực tiếp đem Phong Mộc Vương Tử một cái bóp vỡ, máu tươi phun vải ra, liền yêu hạch và máu tươi, cũng cho nó lưu lại. À! Loài người, người tuyệt thiên mệnh vương đình sau. Loài người, nói ra ngươi danh hiệu, ta thiên mệnh vương đình tuyệt không buông tha ngươi. Mới vừa rồi còn ủy khúc cầu toàn thần tướng, hoàn toàn điên cuồng, cả người huyết khí bùng nổ, giống như người máu vậy đánh tới, lướt qua vô số yêu thú, không tránh thoát trực tiếp bị nó vỡ thành xương máu, tựa hồ là thiêu đốt toàn thân huyết khí và linh hồn, liều mạng nhất kích. Bịch bịch, phịch, giải tán thiên mệnh quân, rối rít hướng mặt đông bỏ chạy. Nó từ mặt tây đánh tới, dám can đảm ngăn trở nó được, vô luận là tôn giả vẫn là thống lĩnh, đều bị đụng chết. Nhớ, ta kêu Diệp Thí Thiên, người thân xác không tệ. Diệp Thần thấy cái này thần tướng liên tiếp đụng chết trên trăm yêu thú, ngưng cốt kỳ cấp 7, có ý tứ. Hắn khẽ nâng lên tay phải, một cổ vô hình cự lực trực tiếp giam cầm nó, đem vô căn cứ nắm lên, bình thản nói, người bất quá đế tôn cảnh tầng trời 1, Phong Mộc bị giết. Những thứ khác đế tôn cảnh yêu tộc rối rít chạy thoát thân, chỉ có ngươi nhưng muốn tự bạo liều mạng. Cũng coi là một trung thần. Chỉ là, các ngươi không nên làm nhục người ta tộc đời trước di hài. Diệp Thần vẫy tay nhất kích, máu bắn tung nổ bắn ra, vị này thần tướng cả người vỡ ra. Lúc này Diệp Thần, thân xác đã bắt đầu lột xác, thậm chí đã đến ngưng cốt kỳ cấp 9, so với trước đó mạnh mẽ gấp đôi chi hơn. Hắn thân xác lại mạnh lớn không ít. Đại đạo hình thức ban đầu. Tiểu Hoàng dò xét chết ở Diệp Thần thủ hạ 16 vị đế tôn cảnh yêu thú, suy tư nói, nếu như đem chúng đại đạo hình thức ban đầu bóc ra, có lẽ có thể để cho Diệp Thần nhanh chóng hoàn thiện hai con đường. Nhưng, những yêu thú này đại đạo hình thức ban đầu, tốt yếu. Quá yếu, đối với Diệp Thần trợ giúp không lớn, thậm chí có thể suy nhược bất diệt kiếm đạo và sát lục chi đạo uy năng. Được rồi. Tiểu Hoàng bay vút ra, nắm lên tất cả đế tôn cảnh yêu thú, ta giúp hắn lấy ra yêu hạch và thu lấy máu tươi đi. Như thế nhiều đế tôn cảnh yêu thú, đủ hắn luyện thể cảnh đột phá đến phách thể thời kỳ. Nó mỗi lần suy nghĩ Diệp Thần đến phách thể kỳ, liền không tự chủ cười lên, phách thể kỳ mạnh bao nhiêu, nó nhưng mà biết rất rõ. Một khi Diệp Thần đến phách thể kỳ một cấp, cho dù cảnh giới không nâng cao, chỉ dựa vào thân xác và huyết khí lực, vậy đủ để chấn động giết đế tôn cảnh cường giả. Diệp Thần chỉ cần thân xác đủ cường đại, cho dù đối kháng đế tôn cảnh Hàn Vân, cũng có tư cách. Một năm sau, Diệp Thần đối kháng huyết linh tộc nhập thần cảnh, vậy chủ yếu dựa vào thân xác và đại đạo hình thức ban đầu. Tương lai nếu là đúng chi tiền thần vương cảnh, đối phương thân xác không mạnh, liền chủ linh hồn lực đánh giết. Thân xác và đại đạo hình thức ban đầu chủ phòng ngự. Huyết khí lực và linh hồn lực, chủ công đánh. Bịch bịch, phịch, từng đạo thương cương, kiếm ý từ trời mà rơi. Thành phiến yêu thú tiêu diệt, rất nhiều thiên mệnh quân hóa ra nguyên hình chạy thoát thân, trong chốc lát không thiếu yêu thú chim xuất hiện, ý đồ lấy hướng không trung bỏ chạy, nào ngờ ai chạy mãnh, chạy nhanh hơn, chết lại càng mau hạ xuống. Lại một đánh kiếm môn hiển hóa. Cái tràng diện này nếu không phải tự thuật đi ra, đó chính là một bức họa, Diệp Thần giống như ma thần tàn sát thiên mệnh quân, đầy đất thi hài, gần như chất đầy mặt đất, không thấy được một chút đất bùn, đỏ thắm thú huyết cùng yêu thực bạo thể sau tràn ra màu xanh lá cây huyết dịch, thành tựu nhan liệu, chủ thể chính là bị diệt hơn 30.000 phi hành yêu thú, ngổn ngang ngã ở các loại trên cây, trong chốc lát mùi máu tanh ngất trời. Trôi qua rất nhanh, Diệp Thần thu tay lại trở lại hang núi ra, xoay người vừa thấy vừa nhìn vô tận bình để. Tất cả cây cối đều bị thiên mệnh quân yêu thú chạy thoát thân lúc săn bằng, nhưng mà đầy đất yêu thú thi hài, cho đến thị giác cuối, đậm đà mùi máu tanh, thật giống như xảy ra thượng cổ đại chiến vậy thảm thiết. Trận chiến này, Diệp Thần một chục 200.000, chém địch 100.000 chi nhiều người, đánh chết đế tôn cảnh thần tướng yêu thú 17 vị, đạo nguyên cảnh hơn 100 vị, hư vương cảnh dưới không đếm xuể. 200.000 thiên mệnh quân, hoàn toàn tàn phế. Chạy đi được cũng chỉ 3 vị thần đem, không vượt qua 30 vị đạo nguyên cảnh tôn giả, ngay cả là cùng những thứ khác 3 đại vương đình khai chiến,
cũng không thể đánh ra chiến tích như vậy. Diệp Thần con ngươi lạnh như băng, nhìn lướt qua hết thảy trước mặt. Hắn khóe miệng mang một tia máu tươi. Cố nhiên cường thế, nhưng là hắn vậy bị thương không thiếu. Cũng may hắn quanh thân có ma khí và huyết khí hộ thể, hơn nữa huyết long hư ảnh tồn tại, nếu không hắn bây giờ cũng không có tư cách đứng. Hắn ngưng mắt nhìn trên bầu trời huyết long hư ảnh. Huyết long hấp thu vô tận huyết khí, thân thể lại là không ngừng khổng lồ. Không chỉ như vậy, huyết long bề ngoài lại là che lấp từng tầng miếng vảy. Miếng vảy thậm chí mang một đạo đạo kim sắc lưu quang. Đây là huyết long muốn hóa là thật thể sao? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Luân hồi mộ địa rất nhiều vị đại năng đều nói qua, luân hồi mộ địa không phải hắn cuối cùng lá bài tẩy. Huyết long mới được. Huyết long từ hắn trong thân thể sinh ra, lại là hắn sát đạo nguồn. Nếu như hoàn toàn lột xác, thành là 9 tầng trời cự long, vậy lớn nhất người được lợi tất nhiên là Diệp Thần. Chỉ bất quá dưới mắt huyết long cố nhiên hấp thu nơi này huyết khí, nhưng là tổng thật giống như mất cái gì, đưa đến không cách nào lột xác là thật thể. Chiến lực vậy giảm xuống không thiếu. Ngay tại Diệp Thần sâu tư thời điểm, Tiểu Hoàng đi tới Diệp Thần bên người, mở miệng nói. Ngươi thân xác, rất mạnh. Lần này thu hoạch đế tôn cảnh yêu hạch 15 viên, có hai cái đế tôn cảnh yêu thú trực tiếp bị ngươi đánh bể, không có biện pháp thu thập. Còn như máu tươi, hơi có thể sử dụng máu tươi, đối với ngươi mà nói vậy là đủ rồi, đều là đế tôn cảnh trở lên. Ngươi đi bế quan đi, ta vào huyết long cho ngươi hộ pháp. Ta mong đợi thân thể ngươi bước vào phách thể kỳ, có lẽ có thể cùng thịt của ta thân đụng vừa đụng. Diệp Thần nhìn một cái Tiểu Hoàng, gật đầu một cái, được. Hắn tới luyện thể chi địa, mục đích lớn nhất, chính là luyện thể. Đột phá luyện thể, cũng nên rời đi. Hang núi chỗ sâu. Diệp Thần ngâm ở trang bị đầy đủ máu tươi trong thùng gỗ, hắn muốn lợi dụng những thứ này để tôn cảnh máu tươi của yêu thú, chui luyện ngũ tạng lục phủ. Hắn toàn thân đều đã ở ngưng cốt kỳ đạt được chui luyện, nhưng mà muốn bước vào phách thể kỳ. Liền muốn đem ngũ tạng lục phủ chui luyện thành màu vàng, như vậy tới một cái, cho dù gặp lại mạnh mẽ đi nữa công kích, nội tạng cũng sẽ không bể nát. Loài người cũng không phải là yêu thú, cho dù nửa người trên, hoặc là nửa người dưới bị đánh bể, đánh cho thành xương máu, còn có thể dựa vào khí huyết lực nhanh chóng lại sinh ra tới, cho dù Diệp Thần là ngưng cốt kỳ cấp 9, một khi gặp gỡ cực mạnh công kích, ngũ tạng lục phủ bị đánh bể, vậy rất khó sống sót. Nhưng mà bước vào phách thể kỳ cũng không sẽ, ngũ tạng lục phủ bị một tầng kim quang bao trùm. Kim thân vừa ra, đổi là phách thể, có lực đè thiên địa khả năng, dĩ nhiên, đây chẳng qua là đang côn lôn hư có thể làm được. Nếu là đúng vác huyết linh tộc cường giả, hơi lơ là, đầy bàn tất cả thua. Rột rột, máu tươi phối hợp công pháp vận chuyển, nhanh chóng thấm vào Diệp Thần ngũ tạng lục phủ. Diệp Thần thúc giục công pháp. Đem máu tươi tràn ngập đầy mỗi một cái bộ phận, vô số màu vàng kim lưu quang toàn thân. Hắn quanh thân càng là có từng đạo cổ xưa phù văn. Phịch! Diệp Thần quần áo đánh văng ra, tựa như lộ ra màu vàng da, một cổ uy áp lao ra, chấn động được hang núi lay động. Xa xa, xé trời trong cốc, các loại hoa thần tướng sắc mặt ảm đạm, yếu ớt đến mức tận cùng. Bên trên sao rơi thần tướng cả người tràn ra máu tươi. Khí huyết khô héo đến trình độ cao nhất, hai con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi, mới vừa rồi Diệp Thần đại phát thần uy, rõ ràng mình chỉ là xem cuộc chiến, Diệp Thần cách không một quyền đánh tới, nó và các loại hoa thần tướng liều mạng ngăn cản, nhưng đều bị đánh trọng thương. Cái này sẽ, nó mới lợi dụng huyết khí khôi phục như cũ. Mang 5.000 liên nguyên quân, ở Diệp Thần một quyền kia dưới, toàn bộ hóa thành xương máu. Các loại hoa thần tướng hơi khôi phục một ít. Vẫn còn kinh hoàng bên trong, loài người, tuyệt đối không thể cùng là địch. Mạnh, quá mạnh mẽ. Một người võ giả, đạo nguyên cảnh võ giả, lại có như vậy thần uy, sợ rằng không thể so với yêu hoàng đại nhân kém. Một quyền kiêu ai, sợ rằng chính là vương chủ ở chỗ này, vậy rất khó tiếp. Chúng ta trở về, nhất định muốn bẩm báo vương chủ, tuyệt đối không thể hồi sinh tấn công côn lôn hư chi niệm. Loài người cường đại. Không phải chúng ta yêu thực nhất mạch có thể ngăn cản. Nó ngưng nhìn phương xa thấy Diệp Thần không có giết tới, mới vừa dài hô một hơi, vậy không yêu thú nhất mạch có thể ngăn cản. Đi,
chúng ta nhanh lên một chút trở về bẩm báo vương chủ. Sự việc có biến, Côn Lôn hư căn bản không phải chúng ta luyện thể chi địa có thể chấm mút. Các loại hoa thần tướng thay đổi mới vừa rồi miệt thị loài người thái độ, kéo sao rơi thần tướng có thể chạy mau hơn, ai biết loài người kia võ giả còn sẽ không giết tới, một khi đánh tới, mình hai người tuyệt không thể nào ngăn cản đối phương. Rất nhanh, hai người chính là trở lại Liên Nguyên Vương Đình, lại là lảo đảo chạy vào đại điện, trong chốc lát hấp dẫn tất cả thần tướng chú ý, bọc Liên Nguyên Vương chủ. Bên cạnh, một vị thần tướng cười hỏi, hai vị đây là thế nào? Chẳng lẽ, thiên mệnh quân đối với các ngươi ra tay? Nếu là như vậy, ta lập tức động thủ, cùng các ngươi đi báo thù. Đừng có gấp trả thù. Ngoài ra một vị thần tướng trêu ghẹo nói, sao rơi, các loại hoa, không phải là các ngươi hai cái, cố ý đi khiêu khích Phong Mộc chứ? Ta nhớ, mới lên Vương Tử Phi, và các ngươi chất tử có chút liên quan đâu. Nếu không phải sao rơi và các loại hoa, cái này hai tên, chủ động tấn công thiên mệnh quân. Nơi nào sẽ bị đánh cho thành cái này mạc dạng? Căn nguyên gần như tan vỡ, cả người khí huyết lực khô héo, thân xác cũng băng. Trình độ này bị thương, mỗi 1700 năm là đừng nghĩ khôi phục. Không chừng là thiên mệnh quân vây quét vậy võ giả nhân loại thời điểm, sao rơi thần tướng, cố ý đánh lén Phong Mộc vương tử, cho cháu báo mối hận đoạt vợ đâu. Quỷ kéo. Lộc Uyển, ngươi nói bậy bạ cái gì? Sao rơi thần tướng phun ra một ngụm máu tươi, đã đến gần lực kiệt trình độ, vẫn như cũ ôm quyền nói, vương chủ, không xong. Loài người kia võ giả quá mạnh mẽ. Một người, đánh chết thiên mệnh quân 17 vị thần đem. Bao gồm, Phong Mộc vương tử, cũng bị hắn bóp vỡ. 200.000 thiên mệnh quân bị nó đánh chết hơn nửa, đã quân lính tan rã. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thần tướng nhưng là không phản ứng gì, một bộ xem trò vui mạc dạng. Liên Nguyên vương chủ nhưng là hừ lạnh một tiếng, uy áp nở rộ ra, đem sao rơi thần tướng đè được quỳ sụp xuống đất, người lấy là bổn vương dễ gạt phải không? 200.000 thiên mệnh quân. Có 20 vị thần đem, huống chi Phong Mộc lại mang đi ra ngoài 20 vị, hợp kích trận pháp có thể sinh ra 20 vị. Nhiều cường giả như vậy ra tay, còn bắt không cầm được một người võ giả. Nó chia tay ra, cách không bắt sao rơi thần tướng, thần sắc lạnh như băng lại không nói thật, bổn vương đập chết ngươi. Vương chủ, các loại hoa thần tướng vậy quỳ xuống, hô, sao rơi thần tướng nói, thật 100%. Nó vậy phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương ngã gục, bất giác chân thành nói, loài người kia võ giả, đích thực là chu diệt hơn nửa ngày mệnh quân. Chính là ta và sao rơi thần tướng dẫn 5.000 liên nguyên quân, cũng ở đây nó nhất kích dưới, toàn bộ tiêu diệt. Chúng ta cũng là liều mạng ngăn cản, mới cầu sống sót à. Vương chủ, xin ngươi tin tưởng các ngươi à. Liên Nguyên vương chủ ánh mắt thâm trầm, quét qua hai vị thần đem, một cái nói láo, nhưng chưa đến nỗi hai cái cũng nói láo. Hắn buông xuống sao rơi thần tướng, lấy ra một cái trận bàn, bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi hạ xuống trận bàn trên, trận bàn đột nhiên toát ra một đạo đến ánh sáng. Sau đó, tay hắn chỉ nhanh chóng bắt pháp quyết, trong mắt nhắm lại. Hắn không tiếc dùng một giọt máu tươi tra xem mới vừa rồi tình huống chiến đấu. Cái này thuật pháp cực kỳ hao phí tinh khí thần, hắn rất ít vận dụng. Nhưng là nếu như sự thật đúng như hai cái thuộc hạ theo như lời, đó chính là đáng. Không dò không biết, tìm tòi dọa cho giật mình. Hai vị thần tướng nói, lại là thật. Mặc dù không cách nào hoàn toàn trả lại như cũ mới vừa rồi tình huống chiến đấu, nhưng lúc đó phơi thây khắp nơi cùng với nồng đậm huyết khí liền thuyết minh hết thảy. Mấu chốt vô tận trong huyết khí đứng một người thanh niên. Thanh niên nhân loại. Giờ khắc này, Liên Nguyên vương chủ tâm trong tràn đầy hoảng sợ. Bổn vương hiểu lầm hai vị thần đem. Ngươi cùng đối mặt như vậy ma thần, có thể sống trở về, đã đủ may mắn. Liên Nguyên vương chủ vẫy tay ống tay áo bay ra hai quả trái cây, nói, đây là căn nguyên quả, có thể khôi phục các ngươi hỏng mất căn nguyên đại đạo hình thức ban đầu, nhưng không có 100 năm, các ngươi thì không cách nào khôi phục thực lực. Đa tạ vương chủ. Cảm ơn vương chủ. Hai vị thần tướng nhận lấy căn nguyên quả, đàng hoàng ngồi một bên. Trong điện rất nhiều thần tướng nhưng là bối rối, một chút cũng không dám tin tưởng chuyện này. Lộc Uyển thần tướng đuổi hỏi vội, vương chủ, chuyện này là thật.
Vương chủ, một vị khác thần tướng vậy đứng dậy hỏi, thật có một người đối mặt 200.000 thiên mệnh quân, không chỉ có bất bại, ngược lại chủ động đánh ra, đánh bại thiên mệnh quân sự việc. Liên Nguyên vương chủ gật đầu một cái, thừa nhận chuyện này. Hắn không dự định giấu giếm, vậy lừa gạt không đi xuống, vượt qua 100.000 thiên mệnh quân tiêu diệt, chuyện này đủ để khiếp sợ luyện thể chi địa. Mà người này, nghe thủ hạ nói, dường như gọi là Diệp Thí Thiên. Côn Lôn Hư chưa từng ra bực thiên tài này. Như tình huống như vậy, thật là nghiêm trọng. Vương chủ, chư vị thần tướng, người này chiến lực quá mức khủng bố, tuyệt đối không thể cùng là địch. Nếu là có thể, nhất định phải hết sức cố gắng kéo vào chúng ta trận doanh. Vương Đình quân sư lên tiếng nói. Quân sư lời ấy có lý. Những thứ khác Vương Đình chỉ sợ cũng sẽ hành động, hết sức lôi kéo người này, còn như đạp phá Côn Lôn Hư chuyện, chư vị trước mạc nên nói nữa. Liên Nguyên vương chủ cảm giác, tên này là Diệp Thí Thiên loài người võ giả, nghe được yêu thực báo cáo, Phong Mộc vương tử lợi dụng loài người di hài làm thành cốt ly chuyện mà thốt nhiên giận dữ, tàn sát 100.000 thiên mệnh quân, vậy tất nhiên cùng tộc người có cảm tình sâu đậm, chưa chắc đầu phục huyết linh tộc. Mấu chốt là, huyết linh tộc lại để cho chúng đạp phá Côn Lôn Hư. Trong chốc lát, xảy ra lưỡng nan chi địa. Đạp phá Côn Lôn Hư. Sợ rằng Liên Nguyên Vương Đình còn chưa đạp phá Côn Lôn Hư. Diệp Thí Thiên liền đạp phá liền Liên Nguyên Vương Đình. Không đạp phá Côn Lôn Hư. Huyết linh tộc cũng có thể đạp phá Liên Nguyên Vương Đình. Hai bên đều khó, thành tựu, tên yếu, Liên Nguyên Vương chủ cũng chỉ có thể kẽ hở mưu cầu sống sót. Ai biết cái này Diệp Thí Thiên sau lưng, có phải hay không đứng cái đế tôn cảnh tầng 9 ngày lão quái vật, một khi giết ra luyện thể chi địa, yêu hoàng như không phải là đối thủ, luyện thể chi địa liền sẽ ở thời gian một sớm một chiều tiêu diệt. Cho nên, phải thận trọng. Trước kia tất cả nhân loại di hài chế tạo vật trang sức, được lập tức phá hủy. Vạn nhất bị Diệp Thí Thiên biết, sợ rằng lập tức sẽ từng giết tới. Liên Nguyên vương chủ ra lệnh, liền than thở đứng lên. Nói yên lặng theo dõi kỳ biến, thật may chính diện đối với Diệp Thí Thiên, cũng không phải là ta Liên Nguyên Vương Đình. Liền để cho thiên mệnh Vương Đình những tên kia, nhức đầu đi đi. Có lẽ, lần này, thiên mệnh Vương Đình bị Diệp Thí Thiên diệt. Đối với chúng ta mà nói là cơ hội. Cùng lúc đó, thiên mệnh Vương Đình đại điện lại truyền tới một hồi lại một trận gầm thét. Khốn kiếp! Các ngươi đem Phong Mộc Vương tử thất lạc. Còn dám trở về gặp bổn vương. Thiên mệnh vương chủ gợn sóng giận dữ, tại chỗ bóp chết liền một vị đế tôn cảnh tầng 2 ngày thần tướng, cả người tràn ngập ngọn lửa, ánh mắt quét qua trong điện 20 vị thần đem, các ngươi được a, để cho các ngươi đi bảo vệ Phong Mộc, các ngươi lại để cho Phong Mộc chết trận. Các ngươi không biết, Phong Mộc là bổn vương duy nhất đứa nhỏ sao? 23 vị thần đem, giống vậy cúi đầu, không dám lời nói. Dưới tình huống đó, mình cùng yêu đừng bảo là cứu Phong Mộc vương tử, chính là mạng mình, cũng có thể ngay tức thì chết. Cường đại như thiên túc thần tướng, đế tôn cảnh tầng 6 trời, đều ở đây ngay lập tức gian bị Diệp Thí Thiên xóa bỏ. Huống chi, mình các người, bất quá đế tôn cảnh 2-3 tầng thiên thôi. Ngay tại lúc này, vương tử phi nghe được tin tức vọt ra, lại là quỵ ở thiên mệnh vương trước mặt chúa, xin phụ vương đem loài người kia xúc sinh chém chết. Nếu như hắn không chết, ta sống vậy không có ý nghĩa. Đủ rồi, thiên mệnh vương chủ một cái tát lên bay vương tử phi, tức giận mắng một tiếng, người cái sao chổi, mới vừa mới nhập môn liền gam chết ta vương nhi. Hắn hơi thở không chút kiêng kỵ phát ra tại đại điện trong, từng cổ một mất đi hơi thở truyền giao ra. Người bất kỳ cũng không có tư cách động ta đứa nhỏ. Người bất kỳ, thiên mệnh vương chủ dần dần có chút điên cuồng, tóc tai bù xù. Quanh quần một cổ hưu quạnh cảm giác. Rào rào. Thiên mệnh vương chủ chợt quay đầu, khóe mắt ác liệt, giống như ma quỷ vậy, ngưng mắt nhìn phía dưới thần tướng, thanh âm lạnh như băng, đều là các ngươi, đều là các ngươi, nếu như các ngươi liều mạng đi tự bảo, con ta, như thế sẽ không về được. Nếu như các ngươi là không để ý hết thảy, 200.000 đại quân, toàn bộ cùng tiến lên. Dù là chết sạch sẽ, con ta vậy có thể trở về được à? Các ngươi những phế vật này. Hắn chợt một móng đánh ra, cường hãn hơi thở bùng nổ, đánh chúng không dám phản kháng 20 hơn vị thần đem. Tất cả thần tướng đồng loạt trào máu, đối mặt đế tôn cảnh bát tầng thiên vương chủ, không
không có chết cũng đã là chuyện may mắn. Vương chủ, một vị thần tướng đứng ra, lau chùi thần giác máu tươi, ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn Thiên Mệnh Vương chủ, nói chúng ta tự bạo, để cho ngươi nhi tử trở về. Hừ, Phong Mộc là cha sinh mẹ dưỡng, bọn lão tử không vậy à? 200.000 Thiên Mệnh quân không vậy à? Chúng ta thần phục với ngươi, là bởi vì là năm 2000 trước ngươi anh dũng, khí phách của ngươi. Cùng với ngươi thề phải dẫn tất cả mọi người, đi về phía huy hoàng lời thề, mà không phải là bởi vì ngươi thực lực cường đại. Nói thật, ngươi nhi tử chết thì chết, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta 20 hơn yêu cùng nhau chôn theo à? Càn rỡ, Thiên Mệnh yêu vương thân hình như lôi điện vậy nhanh chóng, nháy mắt tức thì đi tới này yêu thân trước, bắt lại cái này thần tướng, sắc bén móng vuốt xuyên thủng thân thể, một cái bóp nát cái này thần tướng đại đạo hình thức ban đầu, phai mở căn nguyên, chợt ném xuống đất. Mới vừa còn nói thẳng không kiêng kỵ đế tôn cảnh tầng 5 ngày thần tướng. Giờ phút này, đã biến thành một cổ thi thể. Thiên Mệnh vương chủ lạnh như băng hai con ngươi, quét nhìn qua tất cả thần tướng, lạnh như băng lạnh lẽo tuyệt nói, tập trung tất cả thần tướng ra tay, đánh chết Diệp Thí Thiên. Nếu không, các ngươi toàn bộ đều được chết, còn dư lại Thiên Mệnh quân vậy được chết. Bổn vương không có nhi tử, muốn các ngươi có ích lợi gì? Các ngươi liền bổn vương mà cũng không gánh nổi, không bằng toàn bộ đi chết. Thanh âm lạnh như băng, giống như từng cái rắn độc vậy, quanh quẩn ở mỗi một vị thần tướng bên người. Hơi lạnh thấu xương, trực tiếp bị diệt thần tướng một viên đáp đền vương đình nóng lòng. 21 vị thần đem, 15 vị yêu thú, 6 vị yêu thực, toàn bộ đều mắt lạnh nhìn Thiên Mệnh yêu vương, tựa hồ là đang làm một cái quyết định. Cầm đầu một vị, tên là Trời Văn Thần Tướng, được gọi là bốn đại yêu vương dưới thứ nhất, đế tôn cảnh thất tầng thiên tu vi. Nó dẫn đầu bước ra một bước, đang muốn ôm quyền lúc, chợt ra tay, một móng sử dụng trực tiếp xuyên thủng Thiên Mệnh yêu vương cánh tay trái, rồi sau đó điên cuồng công kích Thiên Mệnh yêu vương, hô lớn, chư vị thần tướng, Thiên Mệnh yêu vương coi chúng ta sinh mạng như cỏ rác, đã sớm quên mất nó cái này vương chủ trách nhiệm. Nếu nó muốn ép chúng ta đi và Diệp Thí Thiên tên sát thần kia liều mạng, đi nộp mạng. Không bằng chúng ta ngày hôm nay trước cầm Thiên Mệnh cái này lão vương bát làm thịt, sau đó đem nó thi thể đưa cho Diệp Thí Thiên, Diệp Thí Thiên có lẽ có thể lượn quanh chúng ta một mạng. Các vị thần tướng, đồng loạt ra tay, đem vương chủ thi thể đưa cho Diệp Thí Thiên tiền bối. Không sai. Ngày hôm nay còn muốn chúng ta đi chịu chết, thà đi Diệp Thí Thiên nơi đó chịu chết. Còn không bằng trước làm thịt ngươi cái lão gia hỏa này, đưa cho Diệp Thí Thiên. Lúc này, hai vị thần tướng gia nhập chiến đoàn, mỗi người sử dụng mình một kích mạnh nhất, cùng Thiên Mệnh yêu vương chiến tới một chỗ. Trong chốc lát, những thứ khác hơn 10 vị thần tướng rối rít ra tay, đánh tới mặt đất vỡ vụn, vương đình bể tan tành. Yêu tộc từ trước đến giờ đều là bạo nóng này, thật tốt nói có lẽ có thể được, hạ tử mệnh lệnh để cho chúng chịu chết. Chúng xoay đầu lại thì phải mạng ngươi. Huống chi, Diệp Thí Thiên một đạo thương cương, là có thể bắn chết hơn 10 vị thần tướng. Thiên Mệnh yêu vương, làm được không? Không làm được. Nếu không, bây giờ cũng sẽ không bị đánh được vương miện vỡ vụn, vương bào biến dạng, máu tươi khắp nơi. Thêm nữa, bọn họ vậy có trí khôn, sẽ cân nhắc hai bên mạnh yếu, nhất là chúng cùng Diệp Thí Thiên đánh một trận sau đó. Rõ ràng được biết được Diệp Thí Thiên đủ để trong thời gian ngắn tiêu diệt chúng, cho nên loại này lưỡng nan bước, giết Thiên Mệnh yêu vương, là tốt nhất lựa chọn. Bình bịch bịch, phịch, vương đình nổ bể ra. Thiên Mệnh yêu vương mắt nhìn xuống rất nhiều thần tướng, phẫn nộ quát, ngươi cùng bây giờ dừng tay, bổn vương có thể không so đo các ngươi ra tay. Lời này vừa nói ra, ngược lại là không hề thiếu thần tướng ra tay chậm một ít. Chư vị. Không muốn nghe Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh yêu vương nhất là trừng mắt phải trả, ngày hôm nay không đánh chết nó, một khi cái này cửa khẩu đi qua, chúng ta tất nhiên bị nó từng cái kích phá. Diệp thần tự nhiên không biết luyện thể chi địa sự tình phát sinh, thời khắc này hắn quanh thân vô số kim quang lưu truyền. Hắn thậm chí có thể nghe được trong thân thể truyền tới đùng đùng thanh âm. Đây là thân xác đang ngưng tụ. Loại cảm giác này quá đã. Diệp thần hơi cầm chặt quả đấm, có thể cảm giác lực lượng cuồng bạo ở năm ngón tay lan tràn. Xem ra ta muốn không được bao lâu là có thể bước vào phách thể kỳ. Nếu bên này luyện thể đã xong hết rồi,
ta cũng không muốn dừng lại lâu, phải nhanh lên đi Hoa Hạ tìm Hạ Nhược Tuyết, dù là Kỳ Tư Thanh đi, ta trong lòng cũng mơ hồ có chút bất an. Diệp Thần mở mắt ra, vừa định đứng lên, nhưng là phát hiện mình ngực lại xuất hiện hai cái chữ viết cổ xưa. Chữ viết là màu vàng. Diệp Thần cúi đầu ngưng mắt nhìn cái này hai chữ, mặc dù không biết, nhưng là Diệp Thần chính xác cảm giác được cái này hai chữ thì đồng nghĩa với luân hồi. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí phát hiện huyết mạch trong cơ thể thật giống như đang cháy. Chẳng lẽ cái này ngực chữ viết, liền biểu thị huyết mạch hắn luân hồi huyết mạch. Diệp Thần nhìn ngực chữ viết, không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp câu thông luân hồi mộ địa. Huyết tiền bối, ta ngực như ẩn như hiện phù văn là vật gì? Phải chăng thật và ta huyết mạch có liên quan? Lời nói rơi xuống, luân hồi mộ địa không có động tĩnh chút nào. Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn biết rõ những thứ này đại năng cũng có mình nóng nảy, nếu bọn họ không trả lời, tự nhiên có lý do. Hắn vừa mới chuẩn bị ý thức rời đi luân hồi mộ địa, một đạo thanh âm thản nhiên chậm rãi truyền tới. Chờ ngươi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh lúc đó, cũng là ngươi có thể hoàn toàn đúng vác huyết linh tộc thời điểm. Diệp Thần, cái này thời gian sẽ rất lâu, luân hồi mộ địa tồn tại, chúng ta trăm vị đại năng tồn tại, thả nói đây là một cái cứu giúp chuộc lỗi, không bằng đây là một cái huyết mạch thức tỉnh đường. Ngươi là luân hồi mà sống, ngươi huyết long hư ảnh, ngươi trải qua hết thảy, đều có hành động khả tuần. Bất quá, dưới mắt hết thảy các thứ này đều không phải là ngươi quan tâm, tiếp tục tu luyện. Luyện thể đất uy hiếp vừa mới bắt đầu, nếu như ngươi không cố gắng đột phá thân thể những ràng buộc, ngươi có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Đây không phải là uy hiếp. Diệp Thần nghe xong huyết thất dạ truyền tới lời nói, cũng không nói nhảm, đóng chặt tròng mắt, ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Mà giờ khắc này, Thiên Mệnh Vương Đình hoàn toàn rối loạn. Thiên Mệnh quân thống lĩnh, còn lại 80 vị thần đem, rối rít ngự không lên. Chúng ngưng mắt nhìn giữa không trung chiến đoàn, 20 vị thần đem vây giết Thiên Mệnh yêu vương, mặc dù nghe được thanh âm, nhưng cũng có chút mang. Gấu yêu thần đem rút ra cái không, chạy đến hô các vị, Thiên Mệnh lão già này, muốn để cho chúng ta đi và Diệp Thí Thiên đại chiến. Tập sát Khuê Mộc và Liễu Mộc, chính là Diệp Thí Thiên. Chúng ta 200.000 đại quân, 40 vị thần sắp xuất hiện tay, kết quả bị Diệp Thí Thiên một người tàn sát một nửa, hơn nữa đánh bể hơn 10 vị thần đem. Nhưng là, Thiên Mệnh yêu vương nhưng bởi vì Phong Mộc vương tử chết trận, muốn bức bách chúng ta 20 hơn yêu đi và Diệp Thí Thiên tử chiến. Thiên Mệnh yêu vương nơi dơ, không thể nghi ngờ là muốn cho chúng ta chịu chết. Huống chi, Diệp Thí Thiên có thu phục chúng ta ý, mà Thiên Mệnh nhưng muốn chúng ta chịu chết, thà chết ở Diệp tiền bối thủ hạ, không bằng cầm Thiên Mệnh làm thịt, hiến tặng cho Diệp tiền bối, chúng ta là có thể sống. Đừng xem nó theo núi thịt tựa như, trên thực tế tặc tinh. Mặc dù là thuộc hạ, nhưng là chủ tử để cho nó chết, nó sẽ để cho chủ tử chết. 80 vị thần đem quan sát tình huống bốn phía, vậy đang suy tư chính giữa. Chúng cũng biết, 200.000 Thiên Mệnh quân bị một người võ giả tàn sát 100.000 chi nhiều người, thần tướng đều bị đánh chết hơn 10 vị, nhưng là không nghĩ tới, sẽ là diễn biến thành như vậy. Gấu yêu, ngươi lời này là thật. Một vị thần tướng hỏi, ánh mắt nó vô cùng là bất thiện nhìn về phía Thiên Mệnh yêu vương. Giờ phút này, 80 vị thần đem, nhưng là giết ra 5-3 vị thần đem, đi giúp Thiên Mệnh yêu vương. Những thứ khác thần tướng căn bản không động thủ. Thiên Mệnh vương đình trên dưới, hơn 100 vị thần đem, có thể đều không phải là Thiên Mệnh yêu vương dòng chính, tuyệt đại đa số là bị thu nạp và tổ chức tới. Lúc bình thường yêu vương điều động mọi người vậy tuân theo, nhưng không thể nào tiếp nhận vô lễ chịu chết yêu cầu. Rất nhiều yêu tướng đi theo Thiên Mệnh yêu vương, cũng chỉ là muốn vinh hoa phú quý hoặc là tăng lên thực lực thôi. Ngay sau đó, mới xuất hiện như thế một màn. Gấu yêu thần đem tiếp tục hô, các vị chính giữa, cũng có thượng cổ trước khi đại chiến liền ra đời thần tướng. Ban đầu loài người, mặc dù đối với chúng ta không tốt, nhưng là chúng ta làm tộc người thú cưỡi lúc, tộc người cũng không có mấy người, không lý do muốn chúng ta đi chịu chết. Nhưng là, Thiên Mệnh lão hỗn đản kia, nhưng là dám can đảm muốn chúng ta đi chịu chết. Ta có thể nói cho các vị, ngày hôm nay chuyện này ra, chúng ta một khi bị Thiên Mệnh đánh chết, các ngươi hoặc là bị nó phái đi đối phó Diệp Thí Thiên, cuối cùng bị Diệp Thí Thiên đánh chết, hoặc là cùng chúng ta cùng nhau làm thịt Thiên Mệnh lão già này.
Chí ít, ta tham dự trận chiến ấy, ta rõ ràng có thể khẳng định nói cho các vị, Diệp Thí Thiên chiến lực tuyệt đối so với Thiên Mệnh mạnh. Tiếng nói vừa dứt, thì có hơn 10 vị thần tướng ra tay, các loại công kích đánh vào Thiên Mệnh Yêu Vương trên lưng, đau được Thiên Mệnh Yêu Vương trên mặt ảm đạm. Rất nhanh, những thứ khác thần tướng vậy nhanh chóng ra tay, bắt đầu vây giết Thiên Mệnh Yêu Vương. Xa ở hang núi Diệp Thần, sợ rằng không nghĩ tới một màn này, mình đều không ra tay, Thiên Mệnh Vương đỉnh yêu tộc mình lục đục dậy rồi. Thiên Mệnh Vương chiều 90 hơn vị thần đem, cùng nhau mãnh công Thiên Mệnh Yêu Vương. Tại sao? Bởi vì Diệp Thí Thiên so Thiên Mệnh Yêu Vương mạnh. Thiên Mệnh Yêu Vương xúc phạm mọi người ranh giới cuối cùng để cho mọi người đi chịu chết. Các ngươi tự tìm cái chết, các ngươi dám can đảm phản bội ta. Được, ngày hôm nay bổn vương giết các ngươi toàn bộ. Thiên Mệnh Yêu Vương sử dụng một thanh trường kiếm trong tay tách thả ra vô cùng đỉnh sáng bóng, phối hợp sau lưng đại đạo hình thức ban đầu, nhất kích dưới, chấn động thiên địa, miễn cưỡng đem một vị sinh thần tướng đánh thành huyết vụ đầy trời. Nó ngang dọc ra, đồng thời hướng về phía rất nhiều thần tướng xuống sát thủ. Trong chốc lát, chỉ nghe gặp mấy đạo tiếng nổ truyền ra, mấy vị đế tôn cảnh ba tầng ngày yêu thực thần tướng rối rít bạo thể mà chết. Nhưng mà, lại không có để cho rất nhiều thần tướng sinh ra ý rút lui, ngược lại hơn nữa điên cuồng. Dần dần, Thiên Mệnh Yêu Vương dòng tránh năm vị thần đem, cũng ở đây rất nhiều các thần tướng mãnh công hạ, từng cái chết. Đây chính là Thiên Mệnh Yêu Vương. Cùng rất nhiều đế tôn cảnh 5-6 thất tầng thiên thần tướng chém giết chung một chỗ, miễn cưỡng đánh ngang tay, có thể gặp vương đạo oai. Hang núi bên trong, Diệp Thần ngũ tạng lục phủ đều tựa như ở lột xác, màu vàng khí huyết oai truyền khắp chung quanh, thật giống như một vị kim giáp chiến thần vậy, hơi thở có 102 thiên hạ, chỉ hắn độc tôn. Sau lưng hắn hiển hóa ra hai con đường sát lục chi đạo cùng bất diệt kiếm đạo. Bất diệt kiếm đạo, dài đến hơn 300 mét, tràn đầy khí tức hủy diệt, vô tận hủy diệt kiếm khí rủ xuống xuống, đem tô đậm thật giống như kiếm sông vậy. Sát lục chi đạo, hơn 100 mét dài, tràn đầy mất đi hơi thở, hào hùng kiếm khí hội tụ thành giang hải thái độ, mơ hồ có đạo đạo thần tướng hư ảnh hiển hóa ra, đủ để làm thiên hạ sợ hãi, có giết phá chân trời khả năng. Hắn ăn một quả thượng cổ bách linh đan, cùng với một ít thượng cổ đan dược. Chỉ gặp, Diệp Thần toàn thân cao thấp toát ra vô cùng đạo uẩn, hóa thành không biết tên vật trạng, tụ vào sát lục chi đạo bên trong, đang lấy tốc độ cực nhanh phát triển, không bao lâu, sát lục chi đạo liền kéo dài đến 200 mét dài. Một cổ mạnh mẽ khí huyết lực tách thả ra ra. Diệp Thần, lên cấp đạo nguyên cảnh tầng 6 thiên. Hắn hai cánh tay chấn động một cái, kim thân hiển hóa ra. Vô cùng uy áp phóng thích chạy đi, đè được chu vi trong vòng trăm thước cây cối, tấp tấp nổ tung. Không chỉ cảnh giới đột phá, liên liên luyện thể, cũng tránh thức bước vào phách thể kỳ. Còn không ngừng phách thể kỳ một cấp, là phách thể kỳ cấp 2. Kim thân phách thể, khí huyết lực gấp bội, linh hồn lực vậy tăng phúc liền 50%. Diệp Thần nhanh chóng lại uống mấy cái ngộ đạo đan, ý đồ đem sát lục chi đạo, phát triển đến 300 mét dài. Hô hô hô, giữa trời đất, cũng lưu truyền vô cùng vô tận giết hại khí. Nhỏ yếu yêu thú và yêu thực, còn chưa tới đạt tới kịp phản ứng, liền bị giết hại khí chấn động được cả người nổ tung, ngay cả là đạo nguyên cảnh yêu thú, vậy run rẩy bò trên đất, căn bản không dám xem Diệp Thần một mắt. Nửa giờ trôi qua, sát lục chi đạo đến 300 mét lớn, Diệp Thần bước vào đạo nguyên cảnh thất tầng thiên, có thể hoàn thiện ngoài ra mới một con đường. Thời khắc này Diệp Thần, ma khí và huyết khí, một đỏ tối sầm đồng thời lượn lờ quanh thân, còn có kim thân phách thể, đủ để đối kháng đế tôn cảnh 6 thất tầng thiên tồn tại. Chính là Hàn Vân đến, Diệp Thần không giết được Hàn Vân vậy không làm gì được Diệp Thần. Diệp Thần, có yêu thú tới, tiểu hoàng ánh mắt lạnh như băng nhìn một phương hướng. Diệp Thần mở mắt ra, lại là đứng lên, trực tiếp hướng động đi ra ngoài. Cho dù không che giấu hơi thở, thân xác bước vào phách thể kỳ, một cước bước ra, đều đưa mặt đất đạp một cái hố sâu, giới này địa chất, căn bản không chịu nổi Diệp Thần lực lượng. Hắn ánh mắt rơi vào một vị yêu thú trước mặt, hỏi, mới vừa rồi mới giết lui các ngươi 200.000 đại quân. Bây giờ, là muốn lại tới. Lần này tới nhiều ít, triệu. Hắn hơi tách thả ra hơi thở,
thì có một cổ vô hình cự lực trực tiếp đè được chó yêu thần đem trào máu phun trào. Yêu thú kia đem cúi đầu, cặp mắt đều là kinh hoàng ý. Diệp Thí Thiên tiền bối, lại cường đại. Một đạo hơi thở là có thể chấn động được ta không còn sức đánh trả chút nào. Nếu như mới vừa rồi, những thứ khác thần tướng cũng tới đánh giết Diệp đại nhân, sợ rằng không bao lâu, tất cả thần tướng cũng được vẫn diệt. Đại nhân! Diệp đại nhân, chúng ta nào dám tấn công nữa đại nhân? Là như vậy, chúng ta rất nhiều thần tướng trở lại Thiên Mệnh Vương đỉnh sau đó, Thiên Mệnh Vương chủ nhân là đau tang con, mất khống chế rơi vào điên cuồng bên trong, cần phải phái tất cả thần tướng đánh tới giết đại nhân. Yêu thú thành kính vô cùng nói, nhưng mà, chư vị thần tướng đều biết, xa không phải đại nhân đối thủ. Cho nên, tất cả các thần tướng liên hiệp đến một khối, đang kịch chiến Thiên Mệnh Vương chủ. Muốn làm là đầu dựa vào Diệp đại nhân đầu danh trạng, xin đại nhân cho phép. Cho phép, Diệp thần hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng thấu xương ánh mắt rơi vào yêu thú trên mình, nói, ngươi cùng dùng người ta tộc đời trước di hài chế tạo cốt ly, còn muốn ta tha các ngươi. Làm nhục người ta tộc đời trước di hài. Vô luận các ngươi như thế nào biểu trung thành, đều phải chết. Không không không, đại nhân ngài hiểu lầm. Yêu thú kia vội vàng giải thích. Chế tạo cốt ly, máu người rượu vậy cũng là Thiên Mệnh Vương chủ nhất mạch làm sự việc, rất nhiều thần tướng cũng không có loại này yêu thích, chúng ta những thần kia đem, đối với tộc người mà nói, đỉnh hơn chính là bắn chết, tuyệt không thể nào làm nhục tộc người đời trước di hài. Nó cấp vội vàng giải thích, nhưng là bị Diệp thần uy áp, đè ngũ tạng lục phủ hỗn loạn. Thấy Diệp thần tâm trạng hơi ổn định chút, không khỏi được âm thầm cảm khái một câu, thật may. Thật may năm đó bổn thần đem không có làm nhục di hài đặc thù thích. Thiên mệnh cái này nhất mạch cũng là đáng đời. Năm đó làm nhục tộc người, còn dùng người ta xương làm cốt ly. Lần này tốt lắm, bị trời phạt liền đi, vương tử đều bị người tạo thành xương máu. Người chưa, Diệp thần vẫy tay đánh ra nhất kích màu vàng khí huyết lực, bọc lại yêu thú toàn thân. Chốc lát sau, màu vàng khí huyết lực trở về, Diệp thần khẽ gật đầu. Không có cảm ứng được yêu thú trên người có tộc người di hài hơi thở, xem ra tên này là thật, nói, nguyên bản, ta chỉ là tới luyện thể, không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy. Đem ngươi làm nhục tộc người đời trước di hài yêu tộc, toàn bộ cho biết tại ta. Ta sẽ từng cái chu diệt, vô luận tu vi cao thấp, vừa vặn bọn chúng máu tươi dùng cho luyện thể, yêu hạch ta dùng cho rèn luyện linh hồn lực, còn như các ngươi đầu dựa vào yêu tộc, tiếp tục an phận một vùng ven. Vẫn là đi ra ngoài tác chiến, sau này lại bàn về. Diệp đại nhân, ngài công giúp tạo hóa, thực lực cực mạnh. Nhưng là, chúng ta yêu tộc đối với loài người đời trước di hài sự việc, trên thực tế cũng chỉ có bốn đại vương trong đình vương giả nhất mạch, cùng với số ít cái đừng liều mạng thần tướng, mới sẽ làm chuyện như vậy. Tuyệt đại đa số thần tướng, đều là không thể nào làm chuyện như vậy. Ngài xem. Những thứ khác thần tướng đầu dựa vào thỉnh cầu. Yêu thú kia tiếp tục nói, ta liền ở bên người đại nhân, phàm là có người dùng làm nhục tộc người đời trước di hài, ta lỗ mũi cũng có thể văn ra được. Đại nhân, ngài xem như vậy như thế nào? Diệp thần khẽ gật đầu, tính toán, bốn đại vương đình cũng tham dự chế tạo cốt ly như vậy sự việc. Như vậy, tàn sát bốn đại vương đình, có lẽ mình luyện thể kỳ, chính là có thể bước vào phách thể 5-6 cấp. Nhập thần cảnh võ giả thân xác, vậy thì tương đương với phách thể cấp 4 đến phách thể cấp 7 bây giờ, chỉ cần Diệp thần bước vào phách thể cấp 6, lại phối hợp cuồng bạo khí huyết lực, liền đủ để tự vệ. Đến lúc đó, đối chiến huyết linh tộc cũng sẽ không chật vật. Đi thôi, đi trước xem cái này Thiên Mệnh yêu vương. Diệp thần ngược lại là tò mò, vi phạm đại thế, đổ được nghịch thi, những thứ khác 8 đại phái trưởng môn. Cũng còn có thể điều động thủ hạ trưởng lão tới đối kháng mình. Ngược lại là cái này Thiên Mệnh yêu vương, thủ hạ không chỉ có điều không nhúc nhích, ngược lại thủ hạ cũng vây công tới, muốn làm thịt nó, hiến tặng cho mình. Cái này yêu vương, phỏng đoán vậy coi là phối hợp được thảm nhất. Diệp thần mang tiểu hoàng, đem huyết long thu vào bên trong cơ thể, chạy thẳng tới Thiên Mệnh vương đình. Luyện thể chi địa thật ra thì không tính là quá lớn. Diệp thần tu luyện hang núi khoảng cách vương đình, cũng không quá mấy trăm ngàn dặm khoảng cách, những thứ khác ba đại vương đình, gặp nhau tại Thiên Mệnh vương đình, cũng kém không nhiều là trình độ này. Không đồng nhất sẽ.
Diệp Thần và yêu thú kia chính là đi tới vòng ngoài, làm hắn thấy được hiện trường một phiến thê thảm, các loại thú huyết phân bay, cụt tay cụt chân, vẫn là hơi kinh hãi. Chiến đấu đến trình độ này, năm vị thiên mệnh nhất mạch thần tướng toàn bộ chết trận, thiên mệnh yêu vương hiện ra thân phận thật sự, một đầu màu máu hổ khổng lồ, chung quanh quanh quẩn đủ loại yêu thú và yêu thực, chỉ riêng chiến đấu dư âm, liền chấn động giết chừng mấy chục ngàn thiên mệnh quân. 92 vị thần đem. Giờ phút này vậy chết trận 17 vị, lấy yêu thú chiếm đa số, đầy đất thịt vụn. Thiên mệnh thần tướng liều mạng thiên mệnh yêu vương nhất kích, bạo lui ra tới, chợt thấy được Diệp Thần vội vàng quỳ xuống hô, gặp qua Diệp Thí Thiên tiền bối. Diệp tiền bối, tin tưởng ý chúng ta, ngài đã biết, ta thiên văn nguyện ý dẫn những thứ khác yêu tộc, đầu dựa vào đại nhân. Chỉ hy vọng đại nhân, không để cho chúng ta tùy ý đi chịu chết cho giỏi. Không biết đại nhân, có thể hay không cho phép. Phịch. Bên cạnh, Phượng Hoàng thần tướng bị thiên mệnh yêu vương bắt, xé nửa người trên, liều mạng trốn thoát. Nó điều động khí huyết lực, khôi phục thân thể, thấy Diệp Thần, thân hình chấn động một cái, vậy vội vàng hóa thành hình người quỳ xuống hô, Diệp tiền bối, chúng ta nguyện ý đầu gần trước thế hệ, thiên mệnh vương đình trên dưới, dù sao cũng yêu tộc trước kia thế hệ vi tôn. Ngươi chính là Diệp Thí Thiên. Là ngươi giết ta vương nhi. Thiên mệnh yêu vương giờ phút này nhưng là bình tĩnh lại, trong đôi mắt nhưng tràn đầy vô cùng đỉnh điên cuồng ý. Nó tiện tay một móng, đánh ra 7-8 đạo dấu móng tay, bể nát chung quanh trận pháp, tiếp liền đánh bể hai vị thần tướng, chấn khai toàn bộ thần tướng, căm tức nhìn Diệp Thần, là ngươi, xúi dục những thứ này hèn mọn đồ đánh tới giết bổn vương. Ngươi rốt cuộc đến từ môn phái nào? Vì sao thượng cổ trong thời kỳ, chưa bao giờ thấy qua ngươi? Ta, Diệp Thần nhìn hờ hững, hơi bước ra một bước, màu vàng khí huyết lực phóng lên cao, tựa như hóa thành một đôi màu vàng cánh tay. Nếu như thần minh dáng thế vậy, chợt đánh ra hai quả đấm, màu vàng kim dấu quyền dọc đường chấn động được mặt đất không ngừng rạn nứt, trận pháp không ngừng tan vỡ. Mục tiêu, chỉ thiên mệnh yêu vương. Một quyền này, có diệt thế oai, màu vàng kim quyền quang bạo nứt ra nhất trọng trận pháp, bắn tán loạn ra từng đạo rộng lớn màu máu kiếm khí, có 102 thiên địa trên dưới. Một quyền này, ai cũng không cản được, giống nhau như tinh thần nghiêng rơi nhân gian. Ầm ầm rơi xuống. Giống như là hằng cổ đại đế, xuyên qua thời không đánh ra được một quyền, ẩn chứa cực hạn đạo uẩn cùng siêu tuyệt khí huyết. Hơn 10 vị thần tướng hoảng sợ, rối rít tứ tán thoát đi, cái chớ chạy được chậm hơi bị màu vàng khí huyết cọ sát một chút, chính là trào máu bạo bay ra ngoài, đế tôn cảnh tầng 4 ngày yêu thú, trực tiếp bị thương nặng, nửa người dưới đều bị đánh bể. Các thần tướng chạy tứ tán. Ngưng mắt nhìn đem thương khung dính đầy màu vàng hai quả đấm, đều ở đây âm thầm cảm khái. Thật may mình không đi đối với Diệp Thí Thiên. Nếu không, một quyền này đánh ra, đâu chỉ chấn vỡ mặt đất, chính là chúng ta toàn bộ thần tướng đồng thời ra tay, chỉ sợ cũng tổn thất thảm trọng. Bảy đêm phá kiếm quyền. Ngươi là bảy đêm thần quân đệ tử. Thiên mệnh yêu vương đôi mắt sắp nứt, một cổ oán hận tràn ngập toàn thân. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, cả người màu đỏ thân xác bề ngoài, nhanh chóng hiện ra từng đạo chỉ một kim quang, là ngưng cốt kỳ cấp 9 thân xác điên cuồng vận chuyển, chỉ thiếu chút nữa, là được bước vào phách thể kỳ. Nó chợt sau một tiếng, tức giận sôi trào, ngươi là tên khốn kia đệ tử, tốt, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Nó hội tụ sức toàn thân, ở vào hai móng bên trong, quanh quần hào hùng huyết quang, ngưng cốt kỳ cấp 9 thân xác hoàn toàn bùng nổ. Mơ hồ đem không khí biến dạng, để cho đất đai tan vỡ, sau lưng mơ hồ hiện ra một đầu xé trời huyết hổ, lưng mọc hai cánh, khí huyết chấn động dưới, chung quanh từng ngọn đỉnh núi nghiền, hàng ngàn hàng vạn thiên mệnh quân, hóa thành bụi bặm. Diệp Thí Thiên, người hẳn phải chết. Vạn móng diệt quyền. Thiên mệnh yêu vương hao hết huyết khí, dung nhập vào mình vương đạo hình thức ban đầu, tụ vào hai móng bên trong, chợt đánh ra một quyền. Chỉ gặp. Giữa không trung bên trong một đạo màu máu dấu quyền hiển hóa ra, có chừng ngàn trượng lớn, huyết quang cuốn sạch thiên địa, giống như một phiến biển máu, thao thao bất tuyệt hướng màu vàng hai quả đấm, cuộn sạch đi. Oanh ùng ùng, ầm, từng cổ một tiếng nổ truyền ra. Hai cái đồ vật khổng lồ ở trên trời va chạm, dư âm chấn động ra, đếm lấy tính chục nghìn yêu tộc ở nháy mắt tức thì bị nghiền. Màu vàng hai quả đấm ẩn chứa bất diệt cùng giết hại lực lượng.
rất nhanh liền đánh tan màu máu dấu quyền, tiến tới nhất kích tức chúng thiên mệnh yêu vương. Phịch, giống như chuông lớn đụng, thanh âm vang khắp thiên địa. Thiên mệnh yêu vương nếu như bao bố rách vậy đổ bay ra ngoài, nện ở một ngọn núi loan trên, khổng lồ thân xác tắc nứt từng khúc nứt ra, hổ máu không ngừng tràn ra, giống nhau thu nhận bị thương nặng, ngưng cốt kỳ cấp 9 thân xác cũng miễn cưỡng bị màu vàng đồ sộ quyền đả bạo, nghìn năm tu vi, coi như là phế. Đại đạo hình thức ban đầu diễn biến được vương đạo hình thức ban đầu, vậy mới vừa rồi bị đánh vỡ ra. Như một màn này, kinh được rất nhiều thần tướng hoảng sợ. Nguyên lấy là, thiên mệnh yêu vương và Diệp Thí Thiên có đánh, phỏng đoán hai cái kỳ cổ tương đương, chỉ là không nghĩ tới sẽ là như vậy cảnh tượng. Thiên mệnh yêu vương à! Vạn yêu thiên đình dưới, bốn đại vương đình một trong thiên mệnh vương đình vương chủ. Đứng sau yêu hoàng đại nhân vương chủ, giờ phút này lại có thể bị Diệp thần một quyền đánh trọng thương, lại là liền đại đạo hình thức ban đầu đều bị đánh bể. Thật là khó tin. Thiên mệnh thần tướng nhìn lại bên cạnh rất nhiều thần tướng, trên mình đều có bị thiên mệnh yêu vương quào chảy dấu vết, thậm chí bao gồm chính nó đều bị thiên mệnh yêu vương bị thương nặng, nhưng là nói, Diệp Thí Thiên tiền bối chiến lực, chân thực không thể tưởng tượng nổi. Thân thể này, thật là mạnh. Khí huyết này lực, lại là màu vàng kim khí huyết lực. Phách thể kỳ. Nháy mắt tức thì, thiên văn thần tướng, phượng hoàng thần tướng hai yêu hai mắt nhìn nhau một cái, hoảng sợ nhìn Diệp thần. Phách thể kỳ. Chỉ có kim thân phách thể mới có thể đánh cho ra huyết khí màu vàng lực. Côn Lôn hư lại có người bước vào phách thể kỳ. Thiên văn, ngươi làm quá đúng. Thiên văn, thật may ngươi dẫn đầu phát động trận chiến này, nếu là chúng ta đều đi chiến Diệp Thí Thiên tiền bối, đối mặt kim thân phách thể, sợ là chúng ta tuyệt đại đa số thần tướng, căn bản không có xuất thủ cơ hội, sẽ bị trực tiếp trong nháy mắt giết. Không thiếu thần tướng cảm khái. Một bên chữa thương, một bên ngắm nhìn nửa tàn thiên mệnh yêu vương. Vương chủ, ngươi không phải cuồng ngông sao? Ngươi không phải muốn giết chúng ta à? Bây giờ, chúng ta đầu dựa vào tân chủ nhân, ngươi có bản lãnh động chúng ta một chút thử một chút. Chủ nhân chúng ta một quyền có thể bị thương nặng ngươi, lại tới một quyền có thể cho ngươi đánh bể. Ngưng cốt kỳ cấp 9. 2.800.000 khí huyết. Diệp thần ngưng mắt nhìn thiên mệnh yêu vương. Hoàn thiện 80% đại đạo hình thức ban đầu, thậm chí đã diễn biến là vương đạo, yêu vương chi đạo, còn như vậy đi xuống, người một khi lên cấp đế tôn cảnh tầng 9 trời, Côn Lôn hư không người có thể ngăn chặn ngươi. Cũng may, người đã sớm bị thương. Bây giờ người căn bản không có tư cách đánh lại, nếu như người thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có một chút tư cách. Thật ra thì, ta không phải rất muốn bắn chết ngươi, bởi vì ngươi chiến lực không kém, nhưng ngươi sai liền sai ở. Không nên làm nhục người ta tộc đời trước di hài. Thiên mệnh yêu vương thần giác tràn ra máu tươi, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Diệp thần, chợt điên cuồng cười to nói, Diệp Thí Thiên, ngươi ngày hôm nay giết ta thì như thế nào, yêu hoàng đại nhân, cùng ngươi đồng dạng là kim thân phách thể, hắn thân xác bất bại, các ngươi đánh một trận, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, ngươi thật lấy là, ta thua à? Không có, ta tuyệt không thể nào thua. Thiên mệnh yêu vương trong mắt thoáng qua một tia kiên quyết, liều mạng đứng dậy tới, cầm ra một quả màu máu chớp sáng, càng phát ra điên cuồng, nguyên bản, ta lấy là ta không cần vật này. Nhưng không nghĩ đến, người Diệp Thí Thiên đến, còn có các ngươi những thứ này hèn mọn phản đồ. Là các ngươi ép ta. Nó lá bài tẩy cuối cùng chỉ là dùng, chợt bóp vỡ chớp sáng, trong đó hào hùng khí huyết lực, trực tiếp tụ vào nó trong cơ thể. Rất nhanh. Nó thân xác mặt ngoài vết rách nhanh chóng tự chữa xong, thân xác bề ngoài phơi bày màu vàng, ngũ tạng lục phủ vậy bắt đầu kim hóa, từng cổ một huyết khí màu vàng phóng lên cao, chấn động tứ hải bát hoang, uy áp tách thả ra ra, ngay lập tức gian chấn bạo liền 100.000 yêu tộc. Khí huyết lực gấp bội, một lần đã tới 565 tấn lớn, nhẹ nhàng một móng vung ra liền xé nát trước mặt vây khốn trận pháp, đưa tới một phiến phiến hỗn loạn sấm sét. Vô số Temeri phân bay, thật giống như ngày tận thế vậy. Rất nhanh, thiên mệnh yêu vương hai con người biến thành màu vàng. Dữ tợn hết sức. Nó bắt trong chớp sáng một thanh trường kiếm, một chuôi dài đến trăm trượng lưu chuyển tiên khí trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, sau đó một phiến mây đỏ tách thả ra, thổi phồng như khói. Một khắc sau, thân kiếm lực phách ra, vạch qua ở giữa thiên địa, phát ra ngàn trượng ánh sáng,
ngay lập tức gian, thiên địa thất sắc, sấm gió từng cơn, vách núi sụp đổ. Thanh kiếm này là tiên khí, cấp một tiên khí, có biến dạng thiên địa khả năng, vô cùng vô tận mất đi hơi thở, tràn ngập trong cơ thể. Thiên văn thần tướng sắc mặt tái nhợt, không ở lui về phía sau mấy bước, hoảng sợ nói, tiên khí, thiên mệnh lại có tiên khí, nhất định là năm đó huyết linh tộc cường giả lưu lại, đáng chết. Nó nhìn một cái bên người thần tướng, đối phương cũng là sắc mặt tái nhợt, cũng không nghĩ tới thiên mệnh yêu vương lại có huyết linh tộc cho tiên khí. Vạn nhất, Diệp thí thiên tiền bối chết trận ở tiên khí dưới, chúng ta những thứ này thần tướng, vậy được vẫn diệt. Thiên mệnh thần tướng kỳ vọng Diệp thần, hô, Diệp tiền bối, thiên mệnh yêu vương cấu kết huyết linh tộc, trên người nó chắc có tử huyệt, nó kim thân chưa có hoàn toàn, thừa dịp bây giờ, mau, bắn chết nó. Nếu không nó một khi thi triển ra kim thân phách thể, phối hợp tiên khí. Ngay cả là yêu hoàng đại nhân tới, vậy không nhất định đè ép được nó. Diệp thần khẽ gật đầu, ngừng mắt nhìn thiên mệnh yêu vương, nhưng cũng để ý liệu bên trong, phàm là đầu dựa vào huyết linh tộc người, trên mình hoặc hơn hoặc thiếu đều được một ít huyết linh tộc mật pháp, lực lượng, nhưng là không nghĩ tới, cái này thiên mệnh yêu vương lại có thể lấy được một kiện cấp một tiên khí. Vì sao làm tiên khí? Vì sao là linh khí? Vũ khí có linh, sinh ra khí linh, chính là linh khí, có thể giết địch, có thể khốn địch. Khí linh diễn hóa làm tiên linh, có tiên nhân cấp, cũng chính là nhập thần cảnh chiến lực, đưa đến vũ khí toàn thân tiên hóa, hơn nữa ủng có một bộ phận tiên lực, đây cũng là tiên khí vừa ra đủ để xé nát hư không, không kim thân phách thể không thể ngăn cản. Huống chi, tiên khí bên trong, lấy kiếm là nhất tôn, lực lượng mạnh nhất. Đế tôn cảnh tầng 9 trời, muốn bước vào nhập thần cảnh, liền cần lấy tiên khí khí linh chịu đựng mình linh hồn. Khiến cho cởi đổi là nguyên thần, sau đó đang lợi dụng tiên khí tiên lực tư bổ thân xác, khiến cho kim thân phách thể hóa, mượn nữa tiên lực đem đại đạo hình thức ban đầu, diễn hóa là chân chính một cái đại đạo. Đây mới là nhập thần cảnh tu sĩ. Đã có thể gọi chi làm tiên thần. Cấp một tiên khí, đủ để cho một vị đế tôn cảnh tầng 9 ngày chiến lực, vô căn cứ gia tăng đến nửa bước nhập thần cảnh. Tiên khí. Vừa vặn, người kim thân phách thể kim hóa sau đó. Màu vàng huyết dịch sẽ càng cường đại hơn. Đối với ta luyện thể rất có tác dụng, làm thịt ngươi, thu nạp ngươi máu tươi, ta có thể bước vào phách thể kỳ cấp 3. Diệp thần không sợ hãi chút nào, thậm chí nhao nhao muốn thử, nói cấp một tiên khí, ngược lại là có thể đoạt lại, giao cho Hàn Vân lão nhân kia, để cho hắn bước vào nhập thần cảnh, nâng cao chút chiến lực. Còn như ta, bởi vì trong cơ thể ta là luân hồi huyết mạch, phải tìm một thích hợp hơn tiên khí mới xứng với ta. Hắn nhìn về phía thiên mệnh yêu vương, nói, ngày hôm nay, các người yêu hoàng đến, người vậy được chết. Càn rỡ, chính là loài người, dám can đảm coi rẻ bổn vương. Đi chết, thiên mệnh yêu vương chợt đánh ra một quyền, màu vàng khí huyết lực bộc phát ra, ở vào bầu trời tạo thành một con màu vàng cánh tay, che khuất bầu trời vậy khổng lồ, một quyền đánh ra, dọc đường xé nát tầng tầng hư không. Trực bức Diệp thần. Diệp thần hai tay chắp sau lưng, thần sắc rửng rưng, một hơi một tí. Cố nhiên rửng rưng, hắn chán cũng có vẻ ngưng trọng. Đối phương lực lượng, rất mạnh. Nhưng là hắn Diệp thần chưa bao giờ có sợ hãi. Hắn bước ra một bước, thanh âm lạnh như băng vang khắp thương khung. Muốn ta chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cho dù là sau lưng ngươi huyết linh tộc hạ xuống, vậy không thay đổi được kết cục này. Diệp thần cháy toàn thân huyết khí và ma khí bộc phát ra, sát lục chi đạo cùng bất diệt kiếm đạo đồng thời hồi phục, hóa hình ra một tôn màu vàng hư ảnh, ở vào thương khung bên trong, màu vàng hư không chợt đánh ra một quyền, thiên địa chấn động. Một đạo kinh thiên vang lớn, đi đôi với kim quang bạo tránh cái không ngừng. Hai đạo kim sắc dấu quyền va chạm, lại không phân cao thấp, nhưng giữa âm nhưng lại có diệt thế oai, tóe ra đạo đạo lôi quang. Một phiến phiến màu tím lôi quang, một phiến phiến màu đỏ lôi quang, hướng đất mặt tấn công tới, vốn là thiên mệnh vương đình đại điện vỡ ra. Vị kia mới lên vương phi ở lôi quang dưới mất đi, cùng theo rất nhiều thiên mệnh quân, hóa thành vô tận mảnh vỡ, bay tản ra tới. Màu vàng giấu quyền xèn xoẹt, cực kỳ đáng sợ. Những thứ khác thần tướng, nếu không phải là cách khá xa, nếu không sớm bị chấn động được mảnh vụn. Thật là mạnh.
Thiên mệnh thần tướng thành tựu xem cuộc chiến trong mạnh nhất thần tướng, ngược lại là nhìn ra một ít đầu mối, Diệp đại nhân lại là phách thể kỳ cấp 2, toàn lực bùng nổ, quá đáng sợ. Như vậy chiến đấu, quá kinh khủng. Hôm nay đều đã chết hơn 50 vị thần đem. Không nghĩ tới, nhưng là bùng nổ như vậy thần cấp chiến đoan, chư tướng không thể không cảm khái, Diệp Thí Thiên, lấy đạo nguyên cảnh đối chiến đế tôn cảnh tồn tại, chênh lệch như thế nhiều cảnh giới nhỏ, nhưng lấy khí máu lực và thân xác lực, dần dần đền bù chênh lệch. Ngày sau, Diệp Thí Thiên đại nhân, lên cấp đế tôn cảnh bát tầng thiên. Sợ rằng sẽ bộc phát ra dù sao cũng cần huyết khí, một quyền đánh vỡ cửu trọng thiên, cũng không phải không được. Lão gia, ngươi còn chưa nhập phách thể kỳ, cũng dám cùng ta hợp lại quyền. Ngươi còn chưa đủ cách, Diệp thần quát lên một tiếng lớn, quanh thân quanh quẩn sấm sét, động trời điện mang bắn ra bốn phía ra, thân thể hóa là tàn ảnh, lại là đi vòng qua thiên mệnh yêu vương sau lưng, hóa thành một chuôi sấm sét lợi kiếm, một kiếm xuyên qua vạch ra. Có xuyên qua hằng cổ oai, giết được thiên mệnh yêu vương kim huyết bão tố bắn. Vô tận màu vàng huyết dịch, phiêu tán ở giữa thiên địa. Một giọt kim huyết, liền chấn động giết mảng lớn thần du cảnh, thánh vương cảnh yêu thú. Thiên mệnh yêu vương màu vàng cánh tay tan vỡ, sau lưng chúng sấm sét kiếm, bạo lui mấy trăm trượng, sau đó một cái tay khác nắm chặt cấp một tiên khí trường kiếm, đôi mắt sắp nứt, nguyên vốn cho là, ta có thể một quyền bắn chết ngươi. Không nghĩ tới, hay là dùng kiếm này. Hôm nay ta lấy huyết linh máu, đối với huyết linh tộc dạy thề, định đem ngươi chu diệt. Nó gắt gao bắt thiên chuôi kiếm, một cổ tiên khí có một không hai ra, nhất thời gian thiên địa nổ ầm, thần cá sấu tiếng chấn động vạn cổ, lập tức vang khắp hư không, thuần bạch thân kiếm chuyển lưu thuần túy kiếm khí, đủ để chặt đứt không gian, vô cùng ý định giết người lan tràn. Nó lực phách một kiếm, kiếm khí phô thiên cái địa nghiêng ra. Giống như trăm ngàn tinh thần rơi xuống, có một cổ diệt thế hơi thở. Nháy mắt kiếm, trăm ngàn trượng lớn nhỏ kiếm phong, giống như thiên kiếm vậy chém như xuống, thân kiếm còn chưa tới, liền đem đất mặt văng tung tóe thành vô cùng nứt ra cốc. Một kiếm này, giống như là muốn xuyên qua cổ kim tương lai, lực công kích vô song. Ken két ca, ken két, Diệp thần kim thân phách thể đang không ngừng vang khắp, thân xác bề ngoài giống như là đụng phải trăm ngàn đạo đụng vậy. Chấn động không dứt, sợ rằng không bao lâu liền phải xuất hiện kẽ hở. Hắn ngưng mắt nhìn lực vỗ xuống cấp một tiên khí thí tiên kiếm, bất giác cả người nhiệt huyết kích động, đây chính là huyết linh tộc vũ khí. Ta ngày hôm nay xem ngươi hơn uy phong. Thời kỳ thượng cổ, Côn Lôn hư từng có đế tôn cảnh tầng 9 thiên chi nhân vật cái thế, tay không tiếp tiên khí. Hôm nay, ta Diệp thần vậy có thể làm được. Diệp thần thu hồi cửu u thí thiên thương. Những thứ này Côn Lôn hư vũ khí cho dù lấy ra cứng rắn đụng, tất nhiên sẽ bể, lại không chống đỡ nổi vật này, lấy ra cũng là vô dụng. Chợt, hắn hai cánh tay chấn động một cái, hai tay hóa thành thuần kim vẻ, một cổ phách tuyệt thiên hạ khí khái phóng lên cao. Đỉnh đầu hắn màu vàng hư ảnh càng thêm mạnh mẽ, dần dần dung nhập vào linh hồn lực, sát lục chi đạo, bất diệt kiếm đạo và màu vàng khí huyết lực. Nháy mắt tức thì, hắn bạo phát ra cuồng bạo khí huyết lực. Đã là cực hạn. Cần phải tay không tiếp tiên khí. Mọi người tại đây thấy Diệp thần động tác, trong mắt bên trong đều là buồn cười. Chỉ dựa vào tay lực lượng, như thế nào ngăn cản? Thân xác mạnh hơn nữa thì như thế nào, đây chính là huyết linh tộc đồ. Huyết linh tộc chỗ chi địa và Côn Lôn hư căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu như nói Côn Lôn hư là thấp võ vị diện, vậy huyết linh tộc liền thuộc về trong võ vị diện thậm chí còn cao võ vị diện. Đây cũng là Côn Lôn hư người tu luyện cùng với yêu thú đối với huyết linh tộc sợ hãi nguyên nhân lớn nhất. Mà bây giờ, cái này gọi là Diệp Thí Thiên loài người lại muốn chống lại huyết linh tộc tiên khí. Người điên. Triệt triệt để người điên. Giờ phút này, vòng chiến bên trong. Diệp thần năm ngón tay cầm chặt, trên người cuồn cuộn ma khí lưu động, vô tận huyết khí bùng nổ. Đây là hắn nhiều năm ngưng tụ sát khí. Trực tiếp hướng về phía một kích kia điên cuồng đập tới. Oanh! Một đạo toàn bộ làm vỡ nát thiên địa tiếng nổ, truyền giao ra. Thiên địa chấn nhiếp, cây cối một tòa tiếp theo một tòa nổ tung, mặt đất phết rách phát triển đến chu vi trăm mét lớn, đếm không hết yêu tộc ở dư âm chấn động dưới, hóa thành đầy trời thịt vụn. Cái này, đã không phải là đơn thuần võ giả giữa chiến đấu.
mà là cái này luyện thể chi địa cao cấp chiến đấu giữa cường giả. Diệp Thần muốn nghịch thiên tay không tiếp tiên khí, Thiên Mệnh Yêu Vương muốn một kiếm chém chết Diệp Thần. Ầm. Diệp Thần đỉnh đầu ngưng tụ hư ảnh ngay tức thì nổ tung, hóa thành đầy trời màu vàng kết tinh thể vỡ ra. Sau đó, thí tiên kiếm chảm phá chung quanh hết thảy, sắp lực phách Diệp Thần. Diệp Thần đưa hai tay ra, phanh một tiếng, để ở tiên khí thân kiếm, dư lực chấn động mở, chung quanh hắn mặt đất nhanh chóng lõm xuống, trừ dưới chân hắn ra, chu vi 100 mét bên trong mặt đất, toàn bộ nghiền, phơi bày ra một nơi Grand Canyon, duy chỉ có trung ương đứng Diệp Thần, không có vẻ sợ hãi chút nào, giống như thần minh. Hắn điên cuồng vận chuyển công lực, duy trì huyết khí lực vận chuyển. Dần dần, hắn hai tay máu thịt mơ hồ, vẫn như cũ lưu chuyển kim quang, kim thân phách thể nhưng xuất hiện vết nứt nhanh chóng lần đạt tới toàn thân, một khi kim thân nổ tung, hắn mặc dù không sẽ chết, nhưng tất bị thương nặng, 100.000 năm đừng nghĩ khôi phục. Đây chính là tiên khí oai. Một kiếm có thể diệt thiên địa. Một kiếm có thể chảm thiên kiêu. Từ xưa đến nay, Côn Lôn hư ở đế tôn cảnh dưới, tay không tiếp tiên khí người, không vượt qua 10 vị. 10 vị tay không tiếp tiên khí, chỉ có một người thành công, còn lại 9 người phách thể kim thân nghiền. Mà vậy một người, chính là được gọi là Bách Kiếm Thần Quân Niếp Bách Kiếm. Còn không tin, một kiện cấp một tiên khí, còn có thể đánh bại ta không được. Sát lục chi đạo, bất diệt kiếm đạo, nghịch chuyển càn khôn. Bùng nổ gấp đôi chiến lực, theo Diệp Thần chợt quát, hai cái, đạo, mơ hồ sinh ra vết rách, nhưng bính hiện ra màu sắc rực rỡ hào quang, tụ vào Diệp Thần trong cơ thể, nháy mắt tức thì, hắn màu vàng khí huyết lực gấp bội, bộc phát ra đến gần 8500 tấn huyết khí lực. Ầm, một đạo chọc trời đồ sộ minh, vang khắp thiên địa. Cấp một tiên khí thí tiên kiếm, rất miễn cưỡng là bị Diệp Thần đếm quyền đánh bay. Phốc, thật là mạnh. Diệp Thần trào máu, thân hình đi lang thang, kim thân phách thể đã đến gần ranh giới tan rã, ngay cả là sát lục chi đạo và bất diệt kiếm đạo, cũng sinh ra vết rách, tái chiến tiếp, hai cái này thật vất vả hoàn thiện nói, đều phải băng không thể. Hắn bất giác nói nhỏ một câu, ta cũng đánh tới trình độ này, tay không đánh bay tiên khí, các sư tôn còn không ra tay à? Phốc, Diệp Thần lại phun liền một ngụm máu tươi. Mới vừa rồi ngũ tạng lục phủ thừa tái áp lực thật lớn, thật may đã kim hóa, nếu không sẽ trực tiếp vỡ vụn, bây giờ mặc dù khá tốt, chính là kinh mạch bể tan tành không thiếu, máu bầm lần tế toàn thân. Kim thân phách thể vậy mau hỏng mất, mới vừa rồi bộc phát ra vượt xa ra tưởng tượng khí huyết lực, cho dù tiên khí khả năng uy năng phá hủy phách thể kim thân, tự thân mạnh mẽ khí huyết lực, vậy suýt nữa đem kim thân phách thể xông lên phế. Hô hô! Tiên khí! Bất quá như vậy, Diệp Thần tóc đen loạn vũ, một cổ duy ngã độc tôn khí khái hiện ra mở. Đạo nguyên cảnh, tay không đón đỡ tiên khí. Từ xưa đến nay, chỉ ta Diệp Thần độc tôn. Trong thiên hạ, vậy chỉ có ta Diệp Thần, có thể ở đạo nguyên cảnh, đón đỡ hạ tiên khí. Thật là lợi hại à. Không hổ là Diệp Thí Thiên Đại Nhân, tay không tiếp tiên khí, lợi hại, lợi hại. Thiên Văn Thần Tướng che ngực. Mới vừa rồi bị chấn động dư âm bị thương nặng, nhưng là tinh thần phấn chấn, có thể thấy tay không tiếp tiên khí người tài, không uổng công cuộc đời này, không uổng công cuộc đời này à. Nó ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong lòng dần dần có cái khác ý thức. Diệp Thí Thiên Đại Nhân, đạo nguyên cảnh, liền có thể tay không cứng rắn tiên khí, ngày sau lên cấp đế tôn cảnh, muốn tiếp tiên khí, chẳng phải đều là dễ như trở bàn tay. Như vậy thiên kiêu người tài. Đáng đi theo à? Nghĩ tới đây, Thiên Văn Thần Tướng xoay người muốn lôi kéo những thứ khác thần tướng, cùng nhau hoàn toàn gia nhập Diệp Thần môn hộ, có thể quay đầu vừa thấy nguyên bản 70 hơn vị thần đem, giờ phút này chỉ còn lại hơn 50 vị, lại đều rối rít bị thương nặng, không thể không tại chỗ chữa thương. Nó lại vừa thấy phiêu tán trong máu thịt, hàm chứa đế tôn cảnh lực lượng, liền cảm khái một tiếng, đây là chỉ ít cấp bậc chiến đấu à, khó trách. Khó trách có thể chấn động sát nhị 10 vị đế tôn cảnh thần tướng à. Mới vừa rồi, Diệp Thần đón đỡ tiên khí lúc đó, chấn động ra hai lần dư âm, liền đem những cái kia đế tôn cảnh tầng 2 dưới tất cả thần tướng, toàn bộ chấn động giết. Không dứt những thứ này thần tướng, trước sau 900.000 thiên mệnh quân, cứng rắn là bị chấn động giết 200.000 chi nhiều người, còn như những yêu thú khác,
sợ rằng đã chết vượt qua 300-400 ngàn, chúng chưa từng tham chiến, thậm chí không kịp chạy, liền bị dư âm chấn động giết. Vậy thì chí cường giả. Đối với tên yếu mà nói, ngươi chớ có muốn đi tham dự cùng bọn họ tác chiến, chỉ riêng vòng ngoài dư âm, đều có thể chấn động giết ngươi cùng. Hô hô! Hô! Thiên mệnh yêu vương bạo lui ngàn trượng hơn, vững chắc thân hình, gan bàn tay biến dạng, màu vàng máu tươi phiêu sái ra. Nó ngưng mắt nhìn thí tiên kiếm, thân kiếm không chút tổn hao nào, mới vừa rồi Diệp Thần một kích kia, cũng chỉ là đánh lùi tiên kiếm thôi. Nó cầm kiếm lợi cho mặt đất, uy nghiêm hiển hách, thật giống như thần minh vậy không thể ngăn cản. Diệp Thí Thiên, ngươi là một người tài, tiềm lực lớn được bổn vương thậm chí đều có chút không đành lòng giết ngươi, tiềm lực của ngươi quá mạnh mẽ. Đạo nguyên cảnh đón đỡ tiên khí không chết. Không chỉ có không chết, còn nghĩ tiên khí đánh lui. Nhớ năm đó Côn Lôn hư, có thể làm được cái trình độ này, chỉ có Bách Kiếm Thần Quân Niếp Bách Kiếm. Nghe ban đầu, Niếp Bách Kiếm đắc tội Càn Khôn Tông trưởng lão, được ban cho một kiếm, hắn liều mạng chặn lại vậy một đạo tiên khí kiếm, kim thân phách thể lại bị đánh được chia năm xẻ bảy, nhưng ngươi không giống nhau, giống nhau một kiếm, ngươi kim thân không chỉ có không bể, ngược lại bức lui tiên khí. Nhưng bổn vương không phải Càn Khôn Tông trưởng lão, ngươi cũng không phải Niếp Bách Kiếm. Ngươi giết bổn vương duy nhất Phương Nhi, bổn vương lại còn yêu tài tâm. Ngươi vậy được chết. Thiên mệnh yêu vương giơ lên thí tiên kiếm, toàn thân huyết khí bộc phát ra, 560 năm tấn huyết khí dưới vào thí tiên kiếm thân kiếm, đang chậm rãi xúc lực, dẫu sao nó cũng không phải là nhập thần cảnh tu sĩ, vận dụng tiên kiếm vậy sẽ tiêu hao cực lớn. Thân kiếm nhưng là tóe ra đủ mọi màu sắc sấm sét, thất luyện bắn ra bốn phía hướng bốn phía bay ra. Lôi kéo tới một phiến phiến mây sấm. Vô cùng vô tận mây sấm hội tụ ở thí thiên kiếm trên, sấm sét quanh quẩn thân kiếm, kiếm khí nở rộ ra, bất ngờ một bộ diệt thế khí cơ. Ha ha ha, thật tốt. Không hổ là luân hồi mộ mộ chủ. Có lão phu năm đó khí khái. Trong luân hồi mộ, Niếp Bách Kiếm mừng rỡ như điên, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, nói, năm đó, lão phu đón đỡ tiên khí, năm ấy lão phu 137 tuổi. Đế tôn cảnh tầng 9 trời, từ lần đó sau đó lão phu hao tốn 300 năm thời gian tu bổ kim thân phách thể. Mà ngươi Diệp Thần, chỉ có 20 hơn tuổi, đạo nguyên cảnh tầng 6 ngày tu vi. Không chỉ có đón đỡ tiên khí, còn nghĩ tiên khí đánh lui. Lão phu thừa nhận ngươi không phải người may mắn, ngươi có thiên đại thực lực và tiềm lực, từ nay về sau, ngươi là lão phu đạo truyền đệ tử. Oanh! Một cổ diệt thế kiếm khí thẳng Diệp Thần trong cơ thể liều chết xung phong ra, nháy mắt tức thì giết phá đầy trời mây sấm. Khí thế kia thậm chí để cho Diệp Thần sắc mặt đại biến. Quá kinh khủng. Cuồng bạo đợt khí cuốn lên, thậm chí đem Diệp Thần rất miễn cưỡng đánh bay mấy chục mét, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Rất là chật vật. Thiên mệnh yêu vương thấy một màn này, khóe miệng nụ cười càng ngày càng múc, rác dưới chính là rác dưới, dẫy dụa thế nào đi nữa. Vậy không thay đổi được ngươi là rác dưới sự thật. Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa hướng một đạo tức giận tiếng. Đến từ Niếp Bách Kiếm. Một mực không nói gì Niếp Bách Kiếm lại lên tiếng. Người này ta mặc dù không có thừa nhận, nhưng nói thế nào đi nữa hắn cũng cùng ta có liên quan. Hôm nay ngươi động hắn, lại nói tới ta tên chữ, đáng chết. Diệp Thần, ta cái này thì thả ra lực lượng, cho ngươi tự chữa kim thân. Tiên khí coi là cái gì, lão phu cho ngươi lực lượng, ngươi cho ta gãy tiên khí, bắn chết đầu này không biết trời cao đất rộng yêu thú. Nháy mắt tức thì, từng cổ một hào hùng lực lượng, dưới vào Diệp Thần trong cơ thể. Hống! Diệp Thần hét lớn một tiếng, thu nạp mạnh mẽ huyết khí, ngay tức thì tự chữa kim thân phách thể, dựng thân tại đất đai trên, chỉ thí thiên kiếm, cả người tản mát ra có 102 thiên hạ tựa như hắn cả người đều được cái thế chiến thần vậy. Chiến ý tràn ngập cửu trọng thiên. Hắn thích ứng cổ lực lượng này, khí huyết lực từ 3 tháng 2 triệu cân, tăng lên tới 990 năm tấn. Sát lục chi đạo và bất diệt kiếm đạo bị được chữa trị, chiến lực vô căn cứ gia tăng gấp đôi tới hơn. Bây giờ Diệp Thần, có thể so với đế tôn cảnh tầng 9 tu sĩ. Thậm chí còn muốn càng đáng sợ hơn. Thiên mệnh yêu vương. Ta nói, người máu tươi và yêu hạch ta muốn. Bây giờ. Người cấp một tiên khí thí thiên kiếm, ta cũng muốn, ta ngược lại là phải xem huyết linh tộc cho ngươi lực lượng,
có thể chống đỡ ngươi bao lâu. Sau trận chiến này, ta đủ để đem kim thân phách thể, chui luyện đến phách thể kỳ cấp 3, cấp 4 có hy vọng. Bá đạo, cuồng ngông, chút nào không đưa tay cầm cấp 1 tiên khí thiên mệnh yêu vương để ở trong mắt. Ở Diệp Thần trong mắt, thiên mệnh yêu vương chính là một đồ bổ, một cái có thể để cho hắn nhanh chóng bước vào phách thể kỳ cấp 3 đồ bổ. Kim thân phách thể huyết dịch, nhất là yêu thú máu. Đại bổ, giết, bảy đêm phá kiếm quyền. Diệp Thần hét lớn một tiếng, vô căn cứ chém giết ra, thân xác cũng xé trước mặt đợt khí, tiện tay chộp tới một phiến thần lôi, hóa thành một phiến lôi tiên trực tiếp quất về phía thiên mệnh yêu vương, sau đó đánh ra một cái vạn Phật kim cương quyền, rất miễn cưỡng đem thí thiên kiếm đánh bay. Keng, thí thiên kiếm bay ra vạn dặm chi yêu, cắm vào mặt đất, thần uy yếu bớt. Diệp Thần một roi quất ngã thiên mệnh yêu vương, đi lên chính là từng quyền mãnh đập, mỗi một quyền cũng dẫn được trời long đất lỡ, chính là như thế bạo lực, ngang ngược như vậy. Ngươi dùng tiên kiếm, ta dùng quả đấm, đánh bay ngươi tiên kiếm, lại đem ngươi đánh cho thành thịt nát. Có bản lãnh cắt ta quả đấm, không bản lãnh liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Thiên văn thần tướng thân hình chấn động. Là theo mặt đất chấn động mà chấn động, nhìn thật kỹ phát hiện là Diệp Thần đang cuồng nện thiên mệnh yêu vương, mỗi một quyền cũng có thể dẫn được núi rừng lay động, mặt đất rung động, thậm chí liền chúng yêu tộc như vậy thần tướng, cũng không vững vàng thân thể. Phượng Hoàng thần tướng nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt Diệp Thần, trong mắt dần dần dâng lên đạo đạo vẻ sợ hãi. Thiên mệnh yêu vương à! Bốn đại yêu vương một trong, lại vận dụng huyết linh tộc tiền bối lưu lại lực lượng và tiên khí. Như thế một vị gần thần yêu vương, lại có thể bị người ấn trên đất cuồng nện. Diệp tiền bối lực lượng, rốt cuộc gia tăng đến một cái dạng gì trình độ kinh khủng. Diệp thí thiên, ngươi, thiên mệnh yêu vương ba lần bốn lượt muốn nói, đều bị Diệp Thần từng quyền đánh vào trên miệng, thú huyết tràn ra, lớn răng nanh đều bị đánh được nghiền, cả người xương cốt gãy lìa, da lông thối giữa, gần như không còn sức đánh trả chút nào. Dần dần, trong cơ thể nó màu máu lực lượng dần dần suy nhược xuống, kim thân phách thể văng tung tóe mở. Cho dù nó thành công bước vào kim thân phách thể, thuộc về phách thể kỳ một cấp, nhưng cũng thật khó ngăn trở Diệp Thần vậy gần như dù sao cũng cân lực lượng. Nó kim thân phách thể hư ảnh, lại là trực tiếp Diệp Thần bị xé nát. Vô luận người chuyển giới thú quỷ, một khi thân xác bước vào phách thể kỳ sau đó, đều có thể lấy màu vàng khí huyết lực, ở vào trên bầu trời vạch ra một đạo kim thân phách thể hư ảnh, giống như là đông lại thân xác toàn bộ tinh hoa lực lượng, có thể nói khủng bố, nhưng cho dù như vậy, thiên mệnh yêu vương kim thân phách thể hư ảnh cũng bị đánh được tan vỡ. Làm sao có thể? Tiểu tử này hơi thở tại sao đột nhiên thay đổi? Giống như biến thành một người khác. Mấu chốt lực lượng này, lại thật đến từ một cái đạo nguyên cảnh tiểu tử thân xác. Không thể nào. Diệp thí thiên. Lại là bảy đêm phá kiếm quyền, người quả nhiên là huyết thất giả tên khốn kia đệ tử. Tên khốn kia năm đó tàn sát ta phụ, ta dù chưa có thể trả thù. Nhưng người vậy đừng ngông cuồng, phải chết cùng nhau sắp chết. Thiên mệnh yêu vương thừa dịp kẻ hở, thả mấy câu lời độc ác, ngay sau đó bể thân xác bắt đầu tách thả ra đạo đạo kim quang, từng cổ một mất đi hơi thở truyền giao ra, thân xác vậy dần dần bành trướng. Tự bảo. Thiên mệnh yêu vương muốn tự bảo sát thương Diệp Thần. Ngươi còn muốn tự bảo. Phịch. Diệp Thần toàn lực một quyền, trực tiếp đập vỡ thiên mệnh yêu vương nửa cái đầu, một cái lấy da đỏ màu tím yêu hạch, lại lấy phai mở thiên mệnh yêu vương linh hồn, mạnh nữa đập một quyền, do như tinh thần rơi xuống vậy, trực tiếp đem thân thể đập được chia năm xẻ bảy. Đời một yêu vương. Thiên mệnh yêu vương, mất mạng cùng này. Thi thể không tích chữ. Từ đây lại không thiên mệnh vương triều. Cái này yêu hạch năng lượng ẩn chứa không kém. Màu vàng kim máu tươi, coi là ta lấy được thứ nhất cái kim thân phách thể máu tươi của yêu thú. Diệp Thần hơi đưa tay trái ra, lòng bàn tay toát ra một cổ hấp lực, giống như hắc động vậy, điên cuồng hấp lực đem trên mặt đất thiên mệnh yêu vương huyết dịch toàn bộ hấp thu tới đây, trực tiếp tinh luyện, hóa thành thuần túy nhất màu vàng máu tươi bề ngoài trong suốt lóe lên. Mỗi một giọt máu cũng mơ hồ có bữa mệnh yêu vương thu nhỏ lại bản hư ảnh, rung động hư không, tràn đầy khí sát phạt, tựa như muốn phai mờ vạn vật. Thú vương máu,
Tinh luyện đến như vậy bước, chính giữa ẩn chứa khí sát phạt, đều đủ để chấn động giết đạo nguyên cảnh tầng 7 tầng 8 ngày loài người. Kim thân phách thể sở dĩ gọi chi là phách thể, chính là ngụ ý, cuồng bạo, bá vương thân thể ý, hắn màu vàng máu tươi, đối với đế tôn cảnh mà nói, chính là trời lớn bảo vật, lớn như vậy Côn Lôn hư và luyện thể chi địa. Đế tôn cảnh dưới vậy chỉ có Diệp Thần có thể thu nạp những thứ này máu tươi, những thứ khác cùng cảnh giới người, chớ nói chi hấp thu, chỉ dựa vào gần không bị uy áp và sát khí chấn động giết, cũng coi như là người tài. Một màn này, xem được rất nhiều thần tướng hoảng sợ. Rất nhanh, hơn 50 vị thần đem, hơn 500 ca thiên mệnh quân, ở trên trời văn thần tướng và phượng hoàng thần tướng dưới sự hướng dẫn, thống nhất quỳ xuống, hô, bái kiến Diệp tiền bối. Mời Diệp tiền bối, là chúng ta vua, chúng ta nguyện ý đi theo Diệp vương chủ, ngang dọc luyện thể chi địa, chinh phạt bốn phương. Nhưng có phân phó, thiên mệnh quân ổn thỏa giết địch kiến công, không chịu Diệp vương chủ mệnh lệnh. Vị kia thiên mệnh quân lớn thống soái ôm quyền tự vừa nói, trong hai con ngươi tràn đầy kích động cùng vẻ mơ ước. Lớn như vậy luyện thể chi địa, lớn như vậy Côn Lôn hư. Chỉ có Diệp tiền bối, không, Diệp vương chủ. Mới có thể thành là chúng ta vương. Nhìn tổng quát thiên hạ, từ xưa đến nay, người nào vì sao yêu có thể ở đạo nguyên cảnh đón đỡ tiên kiếm mà không bại, chiếu ngược hắn tiên kiếm đứng đầu đánh chết. Chỉ có Diệp vương chủ, làm được một điểm này. Các ngươi, thôi, ta lại tra một phen. Diệp thần tiện tay chộp tới một vị thần tướng, kim thân khí huyết tản mát ra uy áp, chấn động được vị kia thần tướng trào máu không dứt, uy nghiêm nói, đi. Dò xét chúng có ai làm nhục người ta tộc đời trước chi di hài, chỉ cho ta đi ra. Hắn mắt nhìn xuống mấy trăm ngàn yêu tộc, nói, chư vị, các ngươi muốn ta Diệp Thí Thiên làm vua của các ngươi, cũng có thể. Nhưng là, ta Diệp Thí Thiên quyết không cho phép, làm nhục tộc người đời trước di hài hạng người còn sống. Trong các ngươi có chuyến này làm yêu, lại trước tự đứng ra, ta thưởng một toàn thây. Như bị cái này thần tướng bắt tới, ta liền một trưởng đem tiêu diệt. Máu thịt không tích chữ. Diệp thần thanh âm, giống như là tới từ vậy cửu trọng thiên trên vậy, tràn đầy vô tận uy áp, để cho lũ yêu không dám chút nào xúc phạm tâm. Dần dần, mấy trăm ngàn yêu tộc bên trong, đi ra mấy ngàn yêu tộc, yêu thú và yêu thực đều có, chính giữa còn có 3 vị thần đem, 12 vị tôn giả, 37 vị đô thống, chúng hai con người hoảng sợ ngắm nhìn Diệp thần, rối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chết! Diệp thần khẽ quát một câu, màu vàng khí huyết lực bộc phát ra, do như sóng biển cuộn sạch mà qua, đem toàn bộ chấn động giết. Hắn đem có khứu giác thuật pháp thần tướng ném ra ngoài, nói cha cho ta. Tuân lệnh, vương chủ. Sau đó Diệp thần ánh mắt xoay qua chỗ khác, vẫy tay chấn động một cái, xa xa thí thiên kiếm kịch liệt lay động. Phịch, thí thiên kiếm tự động rút ra, dẫn được loạn thạch phân bay, hóa thành một chuôi trường kiếm 3 thước mạc dạng. Rơi vào Diệp thần trong tay. Diệp thần cầm chặt chuôi kiếm một khắc kia, liền cảm giác được có một cổ nhu hòa tiên nguyên lực, xuyên thấu qua lòng bàn tay kinh mạch lưu chuyển toàn thân trên dưới, có chứa hiệu quả, có tăng cường khí huyết lực hiệu quả, lấy hắn chiến lực, nhẹ nhàng vạch ra một kiếm, là được chấn động sát nhị hơn 10 vị thần đem. Cấp một tiên khí thí thiên kiếm, đủ để gia tăng hắn 30% chiến lực. Vẻn vẹn chỉ là cấp một tiên khí. Hắn quan sát thân kiếm và chuôi kiếm, tựa hồ là dùng thiên cá sấu long da và xương rồng luyện chế mà thành, tựa hồ, đầu kia thiên cá sấu hẳn là nhập thần cảnh tầng 1 tầng 2 trời, rút nó ra và xương, máu thịt mới có thể chế tạo tiên khí. Mấy vị sư tôn, luyện chế tiên khí, nhất định phải nhập thần cảnh yêu thú máu thịt xương, mới được à? Hoặc là nói, tài liệu không cùng, luyện chế được tiên khí, tác dụng hiệu quả cũng không cùng. Đúng vậy. Huyết thất dạ giải thích, nếu muốn chế tạo một chuôi tiên khí, vậy có 2 loại phương pháp. Loại thứ nhất, chế tạo người ít nhất là nhập thần cảnh, bởi vì nhập thần cảnh dưới tu sĩ, trong cơ thể là huyết khí lực lượng, mà không phải là tiên nguyên lực, như vậy đúc nên binh khí, không có tiên nguyên lực, liền không phải chân chính tiên khí. Đỉnh hơn, cũng coi là một kiện giả tiên khí. Hàn Vân, Thanh Thiên Môn cùng môn phái lão tổ, sử dụng binh khí chính là giả tiên khí. Cộng thêm lên Côn Lôn hư luyện khí nhất mạch, trực tiếp bị huyết linh tộc phá hủy, trừ vô cùng cái người khác vật ra, những người khác căn bản rèn làm không được cấp 7 trở lên linh khí.
Luân hồi mộ địa trong huyết thất dạ, dừng lại chốc lát, lại nói, phương pháp thứ hai, chính là lợi dụng nhập thần cảnh yêu thú thành tựu vật liệu, như vậy luyện chế tiên khí, tính dẻo lại mạnh hơn một ít, lại yêu thú trong cơ thể cũng có tiên nguyên lực, đủ để bảo đảm tiên khí trong có tiên nguyên lực vận chuyển. Nghe được huyết thất dạ mà nói, Diệp Thần coi như là rõ ràng. Binh khí nếu muốn thành làm tiên khí, đơn giản hai cái điều kiện. Cái đầu tiên, khí linh diễn biến làm tiên linh. Cái thứ hai, tiên khí trong có tiên nguyên lực vận chuyển, có thể phát huy ra vượt qua cửu phẩm linh khí 3 lần đến 5 lần uy lực. Mà tu sĩ từ đế tôn cảnh tầng 9 tiên bước vào nhập thần cảnh, cần phải tiên khí ở giữa tiên nguyên lực, không có tiên nguyên lực mà nói, mạnh mẽ đi nữa thiên kiêu, cũng không thể tự mình sinh ra tiên nguyên lực, cần tiên nguyên lực để cho thân xác cởi đổi, khiến cho được huyết khí lực thay đổi là tiên nguyên lực, hơn nữa để cho thân xác có sinh ra tiên nguyên lực năng lực, làm là căn bản. Thật ra thì, đây chỉ là một chuôi cấp một tiên khí, cũng coi là một lần mặt hàng. Đồ nhi, người muốn lên cấp nhập thần cảnh mà nói, phải tìm một chuôi cấp 7 trở lên tiên khí. Nhiếp Bách Kiếm suy tư nói, ta cùng ngươi nói một chút cái gọi là tiên khí đi. Cái gọi là tiên khí, thật ra thì chỉ là nhập thần cảnh tu sĩ vũ khí, cùng cảnh giới tu luyện như nhau, phân làm cửu phẩm. Mà thần vương cảnh võ giả, sử dụng được chính là thần vương khí, có ảnh hưởng bộ phận không gian khả năng, cũng chia là cửu phẩm. Lại trên là hỗn nguyên tiên khí và hợp đạo thần khí, phân biệt ẩn chứa không gian và thời gian lực. Nhưng chỉ là bộ phận, có thể dùng tại lĩnh ngộ bộ phận thời gian pháp tắc và không gian quy luật, cùng đến không gian quy luật đại thành là được bước vào hợp đạo cảnh trên cảnh giới. Còn như tăng phúc mà. Nhiếp Bách Kiếm khẽ vuốt cằm, một bộ lão thành mạc dạng, tung bay lâng lâng, có chút tiên phong đạo cốt kiếm tiên vận vị. Hắn tỉ mỉ nói, tiên khí, lại phân là công kích, phòng ngự, chạy trốn, linh hồn loại cùng 4 loại. Người cầm trên tay là công đánh loại tiên khí, có tăng phúc 30% lực lượng đặc thù chức năng. Mà những thứ khác công kích loại tiên khí, có lực lượng tăng phúc, tốc độ tăng phúc, tiên nguyên lực tăng phúc cùng 3 loại, chủ yếu xem luyện chế người luyện chế chi đạo, đi là cái gì đại đạo mà định luận. Tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Diệp Thần hơi ôm quyền, quan sát tỉ mỉ trong tay thí thiên kiếm, cảm ngộ nói như vậy, sau đó đối mặt huyết linh tộc mọi người, ngược lại là phải cẩn thận là hơn, ta không sợ thân xác của bọn chúng, ngược lại là trên tay bọn họ tiên khí, nếu có linh hồn loại công phạt tiên khí, ta thì rất có thể rơi vào nguy cơ bên trong. Hắn là đạo nguyên cảnh không giả, cho dù hắn là đế tôn cảnh, vậy lo âu linh hồn loại vũ khí công kích. Bởi vì đế tôn cảnh không xây công kích linh hồn, hoặc là nói, linh hồn lực không đủ, không cách nào tu luyện công kích linh hồn thuật, đỉnh hơn cũng chỉ có thể phong in một ít đế tôn cảnh kẻ địch thôi. Nhưng đối mặt linh hồn lực sinh ra lột xác nhập thần cảnh người huyết linh tộc, đối phương như lại cầm linh hồn loại công kích tiên khí, liền vô cùng nguy hiểm. Nhưng có linh hồn lực phương pháp tu luyện? Diệp Thần khiêm tốn hỏi. Một cái chính là đi linh hồn chi địa. Một cái khác ngươi có thể hàng loạt thu nạp yêu thú yêu hạch. Yêu hạch trong vậy ẩn chứa địa linh hồn lực rất mạnh, nhưng trước ngươi công pháp, thu nạp chuyển hóa công hiệu quá thấp, ta cho ngươi một bài linh hồn công pháp. Dứt lời, huyết thất dạ đánh ra một đạo sáng bóng, tụ vào Diệp Thần trong cơ thể. Thiên chuyển linh hồn. Diệp Thần mừng rỡ khôn kể xiết, quyển công pháp này là tăng lên linh hồn lực công pháp, càn khôn kiếm ấn chính là vận dụng linh hồn lực công pháp. Hắn tỉ mỉ thể sẽ thiên chuyển linh hồn quyển công pháp này, chú trọng phải nhường linh hồn thay đổi, sinh ra biến chất, mỗi hơn chuyển một lần, linh hồn liền, tăng lên lột xác một lần. Quyển công pháp này, ta chỉ thu đến 297 chuyển. Ngươi thật tốt suy nghĩ. Huyết thất dạ nói xong liền yếu ớt yên tĩnh lại, hắn thần niệm lực, vậy đang dần dần trôi qua. Nếu như lại ở lại, chỉ sợ cũng muốn tiêu tán. Tạ ơn sư tôn. Diệp Thần lúc này bắt đầu tu luyện thiên chuyển linh hồn. Rất nhanh, thứ nhất chuyển hoàn thành, linh hồn phát sinh biến chất, tăng cường gấp đôi chi hơn. Thứ hai chuyển hoàn thành. Thứ ba chuyển hoàn thành. Cho đến thứ 12 chuyển hoàn thành, Diệp Thần cảm giác đầu kịch liệt nhức đầu, chắc là ta linh hồn lực lớn mạnh, thức hải tạm thời không chịu nổi. Thôi, chờ thêm chút thời điểm, sẽ đi tu luyện. Hắn kiểm tra mình linh hồn lực. Phát hiện so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm, đã phù hợp càn khôn kiếm ấn đại thành một nửa yêu cầu.
một mực tu luyện tiếp, cho dù Diệp Thần không cách nào vận dụng linh hồn lực xóa bỏ địch linh hồn người, vậy có thể bảo đảm tự thân linh hồn lực không tiêu diệt. Vương chủ, chính là những thứ này. Vị kia tinh thông khứu giác thuật pháp thần tướng tôn kính hướng Diệp Thần chỉ một bên rất nhiều yêu tộc. Diệp Thần thu hồi thiên mệnh yêu vương yêu hạch và máu tươi, ánh mắt rơi vào rất nhiều thần tướng trước người, hơi lạnh như băng, thật giống như tháng chạp hàn đàm vậy, không nói nhiều thừa thải, trực tiếp đưa các ngươi lên đường. Hắn tiện tay một trường vung ra, màu vàng khí huyết lực vị giữa không trung, hội tụ ra một tòa màu vàng đỉnh núi, đẩy xuống đi xuống, cuồng bạo cực kỳ. Phịch! Chỉ nghe gặp một đạo tiếng nổ. Hơn 3.000 yêu thú, yêu thực, trực tiếp bị màu vàng đỉnh núi đè bạo, máu thịt không tích trữ, linh hồn phai mờ. Một kích này, quả thực hù được những thứ khác thần tướng sợ hãi, lại không dám sinh đối với nhân loại hài cốt bất kinh ý. Vương chủ! Mời vương chủ thứ tội! Thiên văn thần tướng hù được lại quỳ xuống, xa xa nhìn về phía Diệp Thần, tim bịch bịch nhảy lên, cảm giác Diệp Thần tựa hồ lại mạnh lớn không ít, cho nó một loại, cho dù không ra tay, cũng có thể đem nó xóa bỏ cảm giác. Là linh hồn rung động. Diệp Thần linh hồn lực, đã biên độ lớn vượt qua chư tướng linh hồn lực, cho dù không dùng tới công pháp, vậy đủ để rung động tại chỗ mỗi một vị. Đây cũng là chí cường giả năng lực, cho dù không ra tay, cũng có thể cho người mất đi, cảm giác sợ hãi, một khi ra tay chính là trời long đất lỡ. Chúng ta đi theo vương chủ. Suốt đời lại không giết người tộc một người. Mời vương chủ tha tội, tha thứ chúng ta. Hơn 10 vị thần tướng, mấy trăm ngàn yêu thú cùng kêu lên kêu, nhưng khí thế nhưng xa không bằng Diệp Thần một người. Không phải là không giết người tộc một người. Đối với kẻ ác, phản bội tộc các loại loài người, các ngươi giết thế nào, cũng không quá đáng. Nhưng không thể làm nhục chết người hài cốt, đây là ta ranh giới cuối cùng. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía đại điện phế tích, nói tiếp theo, các ngươi nhanh chóng xây lại đại điện, Thiên Văn và Phượng Hoàng thần tướng, tới đây cùng ta thương nghị luyện thể chi địa chuyện. Tuân lệnh, vương chủ. Tuân lệnh. Diệp Thần, Thiên Văn thần tướng, Phượng Hoàng thần tướng, chỉ có thể tạm thời ngồi dưới đất thương nghị. Không có biện pháp nguyên bản cung điện mới vừa rồi trong chiến đấu đánh bể. Bẩm báo vương chủ. Vốn là thiên mệnh vương đình, thần tướng có 110 vị. Vương chủ ngài tự mình đánh chết 24 vị, thiên mệnh yêu vương đánh chết 17 vị, chiến đấu dư âm chấn động giết 21 vị. Thảo luận chết trận 62 vị, còn dư lại thần tướng 51 vị. Thiên văn thần tướng ôm quyền báo cáo thiên mệnh quân, nguyên bản có tinh nhuệ triệu. Trong đó 200.000 mới vừa huấn luyện tốt, còn lại đều là những thứ khác ba đại vương đình, bao năm qua chinh chiến đi ra ngoài bách chiến tinh anh. Triệu thiên mệnh quân, chết trận ở vương tay thuận hạ 10-15.000, chết đang chiến đấu dư âm hạ 230.000-5.000. Tổng cộng là tử trận 34 vạn, còn dư lại tinh nhuệ, tùy thời chờ đợi vương chủ mệnh lệnh của ngài, là được tấn công những thứ khác ba đại vương đình. Những thứ khác ba đại vương đình tình huống. Người nói một chút. Diệp Thần hứng thú cũng tới, vừa vặn đối kháng huyết linh tộc cần thật nhiều lực lượng, cái này luyện thể chi địa chỉ riêng thiên mệnh vương đình, đế tôn cảnh thần tướng liền sánh bằng 2-3 cái đại phái đế tôn cảnh số lượng. Nếu như thu phục những thứ khác ba đại vương đình, đến lúc đó mấy trăm đế tôn cảnh yêu tộc giết ra, cũng có thể nhanh chóng bắt lại hoàng gia. Còn như những thứ yêu thú này độ trung thành vấn đề, đã từng ngự thú tông dùng phải là ngự thú vòng. Có thể khống chế yêu tộc sống chết, Diệp Thần cũng có thể theo luật bào chế, dĩ nhiên, cũng có thể lợi ích dẫn dụ những thứ yêu thú này, chỉ cần không đi ra để cho những thứ này yêu tộc đi chịu chết tình huống, những thứ này yêu tộc tất nhiên sẽ là Diệp Thần sử dụng. Côn Lôn hư chân thực quá suy nhược. Bây giờ, có một phần lực lượng, Diệp Thần cũng được tận lực thu lãm. Tương lai, đối kháng huyết linh tộc chủ lực chính là luyện thể chi địa gia yêu tộc và hoàng gia mọi người. Những thứ khác ba đại vương đình. Theo thứ tự là Liên Nguyên Vương Đình, Khôn Cổ Vương Đình và Bách Chiến Vương Đình. Thực lực cũng cùng chúng ta kém không nhiều, mỗi người đều có cường giả chiến đoàn, vậy gần như đều là Bách Chiến tinh binh, là chung nhau thần phục với Yêu Hoàng thiết lập Vạn Yêu Thiên Đình dưới. Phượng Hoàng thần tướng suy tư nói, Yêu Hoàng dưới cờ, cũng có một chi 500.000 Yêu Hoàng lính cận vệ. Chính giữa thần tướng có chừng 200 hơn vị. Chính là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, như vương chủ có thu phục chúng ý, ti chức đề nghị,
trước thu phục những thứ khác ba đại vương đình, cuối cùng hợp lực thu phục vạn yêu thiên đình bộ chúng. Lấy vương chủ thực lực, những thứ khác ba đại vương đình, tất nhiên không phải là đối thủ. Nhưng thực cần phải chú ý yêu hoàng bộ chúng, có thể đều không phải là hiền lành. Diệp Thần từ từ nói, vị này yêu hoàng, thực lực đại khái như thế nào? Yêu hoàng và những thứ khác ba đại vương đình vương chủ, đều có huyết linh tộc ban cho bảo vật đi. Thiên Văn Thần đưa mắt lóe lên, nói, 300 năm trước, yêu hoàng xuất thủ qua một lần, trực tiếp chấn động giết khôn cổ vương đình vương tử, khôn cổ yêu vương thở mạnh cũng không dám, thời điểm đó thực lực, kém không nhiều là đế tôn cảnh tầng 9 trời, cũng là kim thân phách thể. Đoán chừng, hẳn là phách thể kỳ cấp 3 đến cấp 4 bây giờ. Vương chủ nếu như ra tay, ta cảm thấy thắng bại ở 6-4 bây giờ. Vị này yêu hoàng, tính cách như thế nào? Diệp Thần tính toán, thật ra thì Thiên Văn Thần tướng nói được 6-4, hẳn điên đảo, mình phần thắng là 4, yêu hoàng phần thắng là 6, vậy vẫn là mình lên cấp phách thể kỳ cấp 3 trên căn bản. Không có biện pháp, Diệp Thần cảnh giới quá thấp, cơ sở khí huyết chỉ có 3.2 triệu cân. Yêu hoàng loại này đế tôn cảnh tầng 9 trời, phách thể kỳ cấp 3 đến cấp 4 cỡ đó, cơ sở khí huyết nói ít 6, 7 triệu chi hơn, trừ đi không có tiên nguyên lực ra, đã sắp đến gần tại nhập thần cảnh tầng trời một chiến lực, Diệp Thần lại bùng nổ, không có luân hồi mộ trợ giúp, cũng khó mà thủ thắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.